Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 976, tạo hóa tiền bối, ta là phen não tàn của ngươi. Thì ra là vậy, Bạch tiền bối tạm thời rời đi rồi. Đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 nói thầm trong lòng. Nếu như Bạch tôn giả vẫn còn ở đó, chắc hẳn Tống Thư Hàng sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Wow, cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Tống tiền bối thật khiến người ta hâm mộ, kiếm cổ vô hình cũng thật tuyệt. Phá kiếp tiên tử, Vũ Nhu tử lại nói. Mới nghĩ tới cảnh tượng bị một đám kiếm cổ vô hình vây quanh thôi đã thấy kích thích rồi. Nếu cô có thể sánh vai chiến đấu với Tống tiền bối, cùng nhau chống lại một đám kiếm cổ vô hình bao vây thì quá tuyệt rồi, giống y như cảnh quay trong phim bom tấn vậy. Linh Điệp tôn giả. Vũ Nhu tử thích kiếm cổ vô hình à? Vâng, cảm thấy rất kích thích. Phá kiếp tiên tử Vũ Nhu tử đáp. Vậy để mai ta đi mua một ít kiếm cổ vô hình về cho con. Linh Điệp tôn giả nói. Cảm ơn cha. Vũ Nhu tử trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra kiếm cổ vô hình mua về thì không còn kích thích nữa, nhưng dù gì cũng là tâm ý của phụ thân Linh Điệp tôn giả, cô cũng không tiện từ chối. Cuồng đao tam lãng. Phá dương kích quách đại. Đúng rồi, còn chưa xoa đầu chó của ta nữa, lại nào. Nói tới đầu chó mới để ý, trước kia quách đại đạo hữu đều dùng ai cần tức giận xoa đầu chó lầu trên mà. Sao tức giận vào đầu chó lần này lại dùng chữ thế? Diệt Phượng công tử tò mò hỏi. Bởi vì đầu chó của ta đã đổi mới rồi, chẳng lẽ Diệt Phượng đạo hữu không phát hiện hình đầu chó trong ai cần đầu chó dễ thương đã đổi thành con khác rồi sao? Lần này đổi thành một con pú đồ, mới chụp cho nó một tấm làm ai cần đầu chó dễ thương. Lát nữa ta chụp thêm một tấm làm ai cần tức giận xoa đầu chó lầu trên, ghép lại thành một cặp, vừa rồi không kịp chụp nên đành phải dùng chữ viết để ghép vào trước. Phá dương kích quách đại đáp. Dứt lời, phá dương kích quách đại nhanh tay gửi đi ai cần đầu chó dễ thương. Diệt Phượng công tử. Phá dương kích quách đại. Tức giận xoa đầu chó lầu trên. Phá dương kích quách đại. Tức giận, Diệt Phượng không được cướp đầu chó của ta. Diệt Phượng công tử. Mèo, cắn ngươi bây giờ. Phá dương kích quách đại. Thôi, kệ ngươi, dù sao hình đầu chó vẫn chưa đủ bộ, chờ đủ bộ rồi ta lại thả đầu chó tiếp. Diệt Phượng công tử. Này, các ngươi lạc đề quá rồi đấy, sao không ai quan tâm đến Tống Thư Hàng tiểu hữu bị kiếm cổ vô hình bao vây vậy hả? Tống Thư Hàng tiểu hữu, giờ tình huống bên ngươi thế nào rồi? Giao bá muốn sinh đủ một đội bóng đá nam nói. Bá đạo Tống nhất. Hiện tại Thư Hàng còn đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì thay thế thuốc nhuộm hoặc bột phấn, không sao, hắn không chết ngay được đâu. Ta sẽ liên tục báo cáo tình hình của Thư Hàng cho các vị tiền bối, truyền hình trực tiếp bằng chữ, lợi hại chưa? Lần tới ta phải xin Thư Hàng mua cho ta một cái điện thoại có lắp camera HD mới được, ta muốn làm livestream. Nhắc tới livestream, ta lại nhớ tới buổi livestream lần trước của Tạo Hóa Đạo Hữu, đúng là suýt lấy mạng ta mà. Túy cư sĩ thở dài nói. Buổi livestream của Tạo Hóa tiền bối. À đúng rồi, chỗ ta có bản like ca khúc mới tên là Thất Sát Ca của Tạo Hóa tiền bối. Nghe tuyệt cú mèo, ta chia sẻ cho mọi người trong nhóm cùng nghe nhé. Phá kiếp tiên tử Vũ Nhu tử vui vẻ nói. Bắc Hà chân quân. Vũ Nhu tử, đừng. Diệt Phượng công tử. Vũ Nhu tử, đừng. Đông Phương Lục tiên tử. Vũ Nhu tử, đừng. Vũ Nhu tử. Buồn thật đấy, Tạo Hóa tiền bối hát hay như vậy. Tại sao không có vị tiền bối nào thích nhỉ? Đúng rồi, hẳn là Tống tiền bối rất thích giọng ca của Tạo Hóa tiền bối, mình nghe được ca khúc Thất Sát Ca này từ điện thoại của Tống tiền bối mà. Trên Linh Điệp đảo, Linh Điệp tôn giả ở đằng xa thấy được dáng vẻ buồn bã của con gái thì khẽ thở dài. Sau đó, hắn tải một tệp tài liệu lên nhóm Cửu Châu số 1. Tệp cảm nghĩ khi bàn về việc độ thiên kiếp tứ phẩm đã được tải lên thành công. Hệ thống thông báo, Linh Điệp tôn giả đã tải tệp cảm nghĩ khi bàn về việc độ thiên kiếp tứ phẩm lên nhóm. Tệp mà Linh Điệp tôn giả tải lên chính là một phần tài liệu nói về kinh nghiệm lúc độ kiếp khi từ tam phẩm tấn thăng lên tứ phẩm, toàn bộ nội dung cực kỳ xúc tích thực dụng, hơn nữa còn là đứng ở góc độ của một tôn giả thất phẩm đi phân tích thiên kiếp tam phẩm tấn thăng tứ phẩm. Nếu tài liệu này truyền bá ra ngoài, tán tu mà thấy được tuyệt đối sẽ cảm động đến khóc cạn nước mắt mất. Một khi tu sĩ tán tu tam phẩm có được phần tài liệu cảm nghĩ khi bàn về việc độ thiên kiếp tứ phẩm này, tỷ lệ thành công khi độ thiên kiếp tứ phẩm sẽ cao hơn rất nhiều. Mà trong phần tài liệu luận về thiên kiếp tứ phẩm này,
Linh Điệp Tôn giả có đưa ra một luận điểm ảnh hưởng từ giọng ca của tạo hóa Pháp Vương đến tâm ma kiếp trong thiếp kiếp. Linh Điệp Tôn giả đã nghiên cứu và phát hiện ra, ca khúc thất sát ca của Pháp Vương có tác dụng chống lại tâm ma kiếp rất tốt. Mà cuối bài luận còn đính kèm thêm một video. Đó là video quay lại cảnh con gái yêu Vũ Nhu Tử của Linh Điệp Tôn giả độ thiên kiếp, luận văn thực dụng này cũng cần tình huống thực tế tới nghiệm chứng. Video Vũ Nhu Tử độ kiếp là một ví dụ thực tế vô cùng thích hợp. Trong video Vũ Nhu Tử độ kiếp này có cả ca khúc thất sát ca hoàn chỉnh, đó là nhạc nền do Vũ Nhu Tử mở khi chống cự lại thiên kiếp. Dĩ nhiên, vì lo lắng đến vấn đề sức khỏe của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, Linh Điệp Tôn giả đã xử lý lại phần âm nhạc của thất sát ca, cố gắng giảm lực sát thương gây ra bởi sóng âm xuống thật thấp. Hơn nữa lại là thu âm lần hai, cho nên ngoại trừ hơi khó nghe một chút, nghe lâu sẽ thấy buồn nôn muốn ói thì ca khúc thất sát ca không có vấn đề gì cả. Hy vọng các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 sẽ thích. Linh Điệp Tôn giả khẽ nhấp một ngụm linh trà. Trong nhóm Cửu Châu số 1 tạm thời im lặng lại, rất nhiều người âm thầm tải tệp mà Linh Điệp Tôn giả chia sẻ xuống. Chờ xem xong văn kiện, nhất định sẽ có rất nhiều đạo hữu nhìn không được mở video đó ra. Mặc dù các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng đoán được trong video này có bẫy, nhưng do bài luận văn trước mắt quá tuyệt vời quá hữu dụng, vậy nên cho dù các đạo hữu biết trong video có bẫy cũng sẽ bấm bụng mà đi xem video. Một dương mưu cực kỳ quang minh chính đại. Vũ Nhu Tử à, cha chỉ có thể làm được thế này cho con thôi. Linh Điệp Tôn giả lại im lặng nhấp một ngụm trà. Nhân. Thông nương trong túi thu nhỏ một tấc cũng tải tệp xuống. Từ khi đi theo Tống Thư Hàng, tu vi cảnh giới của cô tăng lên vùn vụt. Đặc biệt là sau khi tu luyện thiên khấp bảo điển của Diệp Tư, thông nương cảm giác mình đã tìm đúng tâm pháp tu chân rồi. Một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn cô cũng sẽ đối mặt với thiên kiếp từ tam phẩm tấn thăng tứ phẩm, cho nên trước đó hiểu biết chút thông tin liên quan tới thiên kiếp là việc rất trọng yếu. Đầu tiên thông nương mở bài luận văn kia ra, sau đó xem từ đầu tới cuối. Mặc dù có rất nhiều chỗ xem không hiểu, nhưng không hổ là luận văn do Linh Điệp Tôn giả đích thân viết, quá tuyệt vời, thông nương cảm thấy bản thân đã có chút tự tin khi đối mặt thiên kiếp rồi. Mặc dù bây giờ cô còn cách thiên kiếp tam tấn trước tứ phẩm rất xa, nhưng vẫn là câu nói kia, lo trước khỏi họa mà. Sau khi xem xong luận văn, thông nương lại mở video kia ra. Trong video, Vũ Nhu Tử đang đứng trong một đống trận pháp chống cự thiên kiếp tam tấn tứ. Vũ Nhu Tử ngầu thật đấy. Thông nương nhìn Vũ Nhu Tử trong video, trong lòng hâm mộ không thôi. Nếu bây giờ cô có thực lực của Vũ Nhu Tử, hẳn là có thể hạ gục Tống Thư Hàng nhỉ. Vừa nghĩ tới đã thấy sảng khoái rồi. Sau khi hạ gục Tống Thư Hàng, mình nên làm gì tiếp nhỉ? Bắt hắn trồng trên ngộ đạo thạch, sau đó lại nhét hắn vào túi thu nhỏ một tấc. Sau đó, cô muốn đổi thân phận với Tống Thư Hàng. Cô muốn tự do đi mạo hiểm, đi sông pha bí cảnh, đi đối mặt với một đám kiếm cổ vô hình khủng bố giống như Tống Thư Hàng vậy. Còn Tống Thư Hàng thì cứ ở lại trong túi thu nhỏ một tấc xem phim, dùng đan dược, tu luyện, ăn xong chờ chết. Đợi đã nào. Sao cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? Cớ gì sau khi hạ gục Tống Thư Hàng, cô còn phải xông pha bí cảnh đi mạo hiểm, sau đó kiếm đan dược nuôi Tống Thư Hàng chứ? Còn Tống Thư Hàng lại có thể ở trong túi thu nhỏ một tấc xem phim, dùng đan dược mà cô mạo hiểm lấy được, ăn xong chờ chết. Sai, sai quá sai rồi. Vừa nghĩ tới cảnh mình phải làm trâu làm ngựa lăn lộn kiếm sống ở bên ngoài, dùng tính mạng đổi lấy tài nguyên tu luyện. Sau đó phải giao tài nguyên cho cái tên Tống Thư Hàng ăn xong chờ chết, thông nương lại muốn rơi nước mắt. Đây là di chứng sau khi tu luyện thiên khấp bảo điển, chỉ cần tâm trạng hơi suy sụp một chút là lại muốn khóc. Trong video trên điện thoại, Vũ Nhu Tử vẫn đang chống lại hết đợt thiên kiếp này đến đợt thiên kiếp khác. Rốt cuộc, đợt thiên kiếp cuối cùng bắt đầu ngưng tụ. Trên màn hình, Vũ Nhu Tử không hề kinh hoàng. Music. Trong video, Vũ Nhu Tử búng tay một cái. Sau đó, một cá giọng nam hùng hồn truyền ra. Mà lúc này, ở bên ngoài, Diệp Tư mở ra chừng 6 tầng phòng ngự để chống đỡ công kích của kiếm cổ vô hình. Lúc này kiếm cổ vô hình vẫn chỉ tấn công theo kiểu thăm dò, mặc dù bọn chúng bao vây Tống Thư Hàng và Diệp Tư, nhưng lại không hề xông lên hết toàn bộ, mà chỉ có 1-2 con, 3-4 con tiến lên đụng vào phòng ngự của Diệp Tư. Lẽ nào kiếm cổ vô hình cố kỵ đao cổ vô hình? Hay là kiếm cổ vô hình cố kỵ thứ gì đó trên người Tống Thư Hàng?
Dù sao thì lúc này kiếm cổ vô hình cũng không chen nhau lao lên, vậy nên pháp thuật phòng ngự mạnh mẽ của Diệp Tư ngăn cản chúng lại rất dễ dàng. Không có thứ gì như thuốc nhuộm hay bột, vậy thì có loại pháp thuật nào tương tự không? Ví dụ như pháp thuật hệ thủy có màu sắc chẳng hạn. Tống Thư Hàng hỏi thử. Chắc là có pháp thuật tương tự nhưng ta chưa từng học qua. Diệp Tư đáp. Thế này thì chúng ta không thể sử dụng phương pháp mà Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối đề nghị rồi. Hiếm lắm ngài ấy mới đưa ra được một đề nghị thực dụng như vậy. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối vẫn chưa về, hay là giờ chúng ta thử giết một đợt, sau đó trốn vào trong thế giới hạch tâm chờ Bạch tiền bối trở lại vậy. Cũng được, thử xem thực lực của đám kiếm cổ vô hình này thế nào. Diệp Tư gật đầu nói. Tống Thư Hàng tay trái cầm bảo đao ba toái, tay phải nắm chặt đao cổ vô hình. Sau khi hắn dùng đan dược, chân khí trong cơ thể đã khôi phục lại một ít, hẳn có thể chém ra mấy nhát hỏa diễm đao. Khi Tống Thư Hàng nắm lấy đao cổ vô hình, kiếm cổ vô hình bên kia lập tức bạo động. Bọn chúng cảm ứng được tín hiệu công kích của đao cổ vô hình. Vì vậy, mấy trăm con kiếm cổ vô hình đồng loạt tấn công trận pháp phòng ngự của Diệp Tư. Chỉ sau ba hơi thở, tầng trận pháp phòng ngự thứ nhất của Diệp Tư đã bị phá hủy. Số lượng rất nhiều, ít nhất có chừng 300 con trở lên. Diệp Tư trầm giọng nói. Có đánh tiếp không? Ta thấy chúng ta nên rút lui thôi. Tống Thư Hàng nói. Ngay lúc này, từ trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng bỗng truyền ra một giọng nam hùng hồn, loáng thoáng còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Thông Nương. Chương 977, một ca khúc mới tặng cho Thư Hàng tiểu hữu, fan hâm mộ của ta. Giọng ca nam đầy nội lực này, giọng nam cao càng ngày càng cao này. Đây là giọng ca của tạo hóa Pháp Vương mà, còn ca khúc đang hát chính là Thất Sát Ca. Tống Thư Hàng vẫn còn nhớ lúc cối say gió của Lệ Chi Tiên Tử phối hợp với Thất Sát Ca của tạo hóa Pháp Vương, đúng là khiến người ta dục tiên dục tử. Có điều tại sao Thông Nương lại nghe nhạc của tạo hóa Pháp Vương? Mà còn nghe ở trong túi thu nhỏ một tấc nữa chứ? Đổi cách tự tìm đường chết mới à? Những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là giọng ca đang từ trong túi thu nhỏ một tấc truyền ra ngoài. Và thế là di chứng cũng theo đó đi ra. Ai mà nghe thấy giọng ca này sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cộng thêm chứng buồn nôn muốn ói, tinh thần lực không thể nào tập trung, cả người như bị rút sạch sinh lực. Đây mới chỉ là Thất Sát Ca phiên bản bị giảm sức mạnh ma âm thôi đấy, nếu là Thất Sát Ca bản chính thức thì Tống Thư Hàng chỉ vừa nghe mấy câu đã lập tức tiêu đời rồi. Chết tiệt, chúng ta vào thế giới hạch tâm trước đã. Tống Thư Hàng cố gắng tập trung tinh thần, định đưa mọi người vào thế giới hạch tâm trước rồi tính tiếp. Nhưng ngay lúc này, đám kiếm cổ vô hình đang vây công lồng phòng ngự của Diệp Tư đột nhiên dừng lại đồng loạt. Sao kiếm cổ vô hình không công kích nữa? Diệp Tư hiếu kỳ nói. Dừng lại rồi, chẳng lẽ? Tống Thư Hàng nhìn về phía túi thu nhỏ một tấc. Bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Thông Nương. Cứu mạng! Tống Thư Hàng mở túi thu nhỏ một tấc. Lấy điện thoại di động ra, tức thì giọng ca của tạo hóa Pháp Vương càng thêm thánh thót. Vù vù vù. Kiếm cổ vô hình ở xung quanh rên rỉ không ngừng. Giọng ca này có hiệu quả, thú vị đây. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút rồi nói. Diệp Tư, các cô bịt tai lại đi. Sau đó hắn chuyển video sang chế độ phát nền, rồi tìm trong danh bạ điện thoại ra cái tên tạo hóa Pháp Vương. Tống Thư Hàng dừng ngón tay trên cái tên tạo hóa Pháp Vương một hồi. Cuối cùng cắn răng nhấn nút gọi. Chỉ lát sau tạo hóa Pháp Vương đã nghe điện thoại. Alo, Thư Hàng tiểu hữu đấy à, có chuyện gì không? Ia, ia. Hai tiếng ia ia cuối câu là dùng phong cách rap nói ra. Tống Thư Hàng. Sao im lặng thế, yo yo, không nói gì là ta cúp máy đấy. Ia, ia. Tạo hóa Pháp Vương tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Đừng cúp máy, tạo hóa tiền bối, thật ra chuyện là vậy. Đột nhiên ta rất muốn nghe tạo hóa tiền bối ngài hát một bài, không biết ngài có rảnh không? Có thể hát cho ta nghe một bài được không? Tống Thư Hàng nói bằng giọng điệu rất đỗi thành khẩn. Nghe ta ca hát, yo yo, rốt cuộc Thư Hàng tiểu hữu ngươi cũng thấu hiểu được ta sự tuyệt vời trong tiếng hát của ta rồi sao? Tạo hóa Pháp Vương vui vẻ nói. Đúng vậy, tạo hóa tiền bối. Đặc biệt là bài Thất Sát Ca, bây giờ nghĩ lại. Lúc nghe bài đấy ta có cảm giác cả người như đang cưỡi mây đạp gió bay lượn trong không trung vậy, sướng tê người. Tiếc là bây giờ tạo hóa tiền bối ngài đang tổ chức concert ở nước ngoài, nếu không ta nhất định sẽ đến tận nơi ủng hộ ngài. Tống Thư Hàng đáp. Không thành vấn đề, yo yo không bao lâu nữa ta sẽ trở về nước,
đến lúc đó ta sẽ chọn Đại học Giang Nam làm trạm thứ nhất để mở concert. Kia. Yeah. Sau khi nói xong, Tạo Hóa Pháp Vương lại quay về chủ đề chính. Nếu ngươi muốn nghe ta hát, vừa hay chỗ ta có một bài hát mới, yo yo, chưa hát cho ai nghe hết, giờ hát cho ngươi nghe trước một lần rồi ngươi cho đánh giá nhé. Tiền bối cứ hát đi, ta rửa tai lắng nghe. Tống Thư Hàng đáp. Dứt lời, hắn điều chỉnh âm lượng điện thoại lên đến mức cao nhất rồi mở loa ngoài, đồng thời âm thầm mở cả chức năng ghi âm. E hèm. Tạo Hóa Tiền Bối hắng giọng một chút, sau đó lấy guitar, bắt đầu tự đàn tự hát. Một bài hát mới, tặng cho Thư Hàng tiểu hữu, một fan hâm mộ của ta. Yo, yo, check it out. Tạo Hóa hát Tạo Hóa yeah yeah. Một ngọn núi, một ngôi chùa, một giếng cổ, yo yo tĩnh lặng. Một hòa thượng, một con đường, một tạo hóa, tiến thẳng vào linh hồn, yeah. Yeah. Tự thân trải qua muôn vàn thử thách, lấy đó làm khúc ca, kể xong câu chuyện duyên cũng tận. Giọng ca của Tạo Hóa Pháp Vương xuyên thấu qua loa điện thoại, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tiếng hát tạo thành lực sát thương bỏ qua phòng ngự, không kể địch ta, liên tục kéo máu trên toàn bản đồ. Ngay khi nghe thấy Tạo Hóa Tiền Bối cất giọng hát, Tống Thư Hàng lập tức nhờ Diệp Tư Phong bế thính lực của mình lại, đồng thời bố trí kết giới cách âm trên túi thu nhỏ một tấc. Song mặc dù hắn đã nhờ người phong bế thính lực ngay lập tức, nhưng dường như lực lượng sóng âm quỷ dị trong giọng hát của Tạo Hóa Pháp Vương có thể xuyên thấu qua lỗ chân lông lọt vào trong tai. Tống Thư Hàng cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Thật ra nếu không tính đến mấy tiếng yo yo, ye ye kỳ quái kia thì lời bài hát trong ca khúc mới của Tạo Hóa Pháp Vương cũng khá là hay. Mà lúc này, ở bên ngoài phạm vi trận pháp phòng ngự của Diệp Tư liên tục truyền tới tiếng động có vật thể nặng rơi xuống đất. Đó là đám kiếm cổ vô hình trong hư không bị bài hát mới của Tạo Hóa Pháp Vương ảnh hưởng, tất cả đều ngất đi, từ không trung rơi xuống bịch bịch bịch. Lúc đám kiếm cổ rơi xuống đất, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết kiếm do chúng vạch ra. Kiếm cổ không thể phong bế thính lực, kiếm khí trên người chúng nó cũng không ngăn được ảnh hưởng của sóng âm. Sau khi rơi xuống, đám kiếm cổ vô hình chỉ có thể lăn qua lộn lại ở trên đất. Chúng nó không biết nói, chỉ có thể phát ra tiếng vù 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 trầm thấp bi thảm. Tiếng hát khiến cho đám kiếm cổ vô hình trở nên vô lực, cả người mềm nhũn ra, tinh thần không cách nào tập trung, hoa mắt chóng mặt. Rất nhiều kiếm cổ giãy giụa muốn bỏ dậy, đánh không lại thì bọn ta chạy trốn thôi. Đám kiếm cổ vô hình lựa chọn rút lui, tranh thủ bây giờ trong thân thể còn chút khí lực, mau chóng thoát ra khỏi phạm vi của tiếng hát quỷ quái này. Nhưng chúng nó mới vừa khổ cực bò dậy, linh hồn ca vương lại tặng cho hai tiếng ia. Ia, kiếm cổ lại đổ gục xuống. Đến cả bò mà cũng không cho kiếm cổ người ta bò, giọng ca này thật ác ôn. Nhân loại cổ đại còn để ý đến câu đầu hàng không giết, còn tiếng hát này thì lại đang ngược thi trắng trợn. Đám kiếm cổ vô hình cảm giác giờ sống hay chết cũng như nhau thôi. Sau khi giãy giụa một lát, rất nhiều kiếm cổ vô hình miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Lúc này mà hôn mê được tuyệt đối là một hạnh phúc. Một số kiếm cổ vô hình có ý chí khá ngoan cường vẫn còn đang bị sóng âm của tiếng hát hành hạ tra tấn. Ý chí ngoan cường không những không giúp chúng nó thoát khỏi tiếng hát ác ma, mà còn kéo dài quá trình bị hành hạ của chúng nó. Đúng là bi kịch. Tạo Hóa Pháp Vương hát rất hay, hơn nữa lần này hắn hát còn xuất sắc hơn mức bình thường. Hiếm lắm mới có đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 thưởng thức giọng ca của hắn, còn chủ động gọi điện tới muốn hắn hát một bài. Đương nhiên hắn phải dùng 200% công lực để biểu diễn rồi. Tạo Hóa Ca Vương định dùng bài hát mới toanh này để chinh phục Tống Thư Hàng, biến hắn thành fan não tàn bự nhất của mình trong nhóm Cửu Châu số 1. Hát xong một bài, Tạo Hóa Pháp Vương vẫn chưa đã ghiền liếm môi mấy cái, sau đó uống một ngụm nước để nhuận giọng. Mà lúc này, một số nhân viên đang làm việc bên cạnh Tạo Hóa Pháp Vương đã nằm ngay đơ ra đất. Những người này là nhân viên phụ trách công tác lưu diễn vòng quanh thế giới của Tạo Hóa Pháp Vương. Bọn họ là những thành viên tinh anh mà Đấu Chiến Phật Tông đã lựa chọn tỉ mỉ mới chọn ra được, tất cả những người này đều là người điếc. Bình thường dưới điều kiện sân khấu lưu diễn đã được bố trí kỹ càng, cộng thêm một số thủ đoạn phòng vệ, thậm chí bọn họ còn có đệm nhạc cho Tạo Hóa Pháp Vương. Nhưng hôm nay, lực sát thương do ca khúc mới của Tạo Hóa Pháp Vương tạo ra lại tăng lên một cấp bậc. Những ai ở tại chỗ nghe live đều cảm thấy tiếng hát đã xông thẳng vào linh hồn, cho dù là người điếc cũng bị giọng ca của Pháp Vương ảnh hưởng. Không hổ là linh hồn ca vương, người nghe không chỉ dùng tai để cảm thụ, mà còn có thể dùng linh hồn để lắng nghe giọng ca của hắn. Thư Hàng tiểu hữu thấy thế nào? Ca khúc này hay không? Tạo Hóa Pháp Vương hỏi.
Ngay khi tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương dừng lại, Tống Thư Hàng lập tức mở thính lực ra. Điện thoại không còn chấn động, không còn phát ra loại sóng âm đáng sợ kia nữa, điều này chứng tỏ rằng Pháp Vương đã hát xong rồi. Hay tuyệt cú mèo, tạo hóa tiền bối. Ta đã ghi âm bài hát này lại rồi, nhất định ngày nào cũng sẽ mở lên nghe. Tống Thư Hàng nói, có ca khúc mới này, sự nghiệp ca hát của tạo hóa tiền bối chắc chắn sẽ đạt đến một tầm cao mới. Phải nói là fan hâm mộ của tạo hóa Pháp Vương hâm mộ đến cuồng dại luôn rồi. Cho dù lần nào bọn họ cũng bị tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương gây âu, nằm sấp dưới sân khấu miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Nhưng sau khi tỉnh lại, bọn họ lại càng cuồng nhiệt hơn, thậm chí có người còn bay qua cả nửa châu Âu chỉ để nghe tạo hóa Pháp Vương hát live một lần. Đầu năm nay, quả thực chẳng hiểu nổi con người nghĩ gì nữa. Ha 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 ha, cảm ơn lời chúc lành của Thư Hàng tiểu hữu nhé. Chờ khi ta mở nhạc hội ở Giang Nam, chúng ta không gặp không về. Tạo hóa Pháp Vương vui vẻ cười to. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với tạo hóa Pháp Vương, Tống Thư Hàng hài lòng nhìn xung quanh. Đao Cổ, hiện tại đồng loại của ngươi thế nào rồi? Tống Thư Hàng vỗ nhẹ Đao Cổ Vô Hình bên cạnh rồi lên tiếng hỏi. Đao Cổ Vô Hình yên lặng trở mình, miệng sùi bọt mép, phát ra tiếng kêu thảm thiết. U u u, toi rồi, quên bố trí kết giới cách âm cho Đao Cổ Vô Hình. Kết quả là Đao Cổ Vô Hình nhà mình lại trở thành một trong những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau buổi live show ca khúc mới của tạo hóa Pháp Vương được truyền trực tiếp qua điện thoại. Nói là một trong những bởi vì bên cạnh còn có một con linh thú khác, là con cách đấu thú chuột túi. Vì nó cũng không có biện pháp cách âm nên trực tiếp cảm thụ tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương, lúc này nó đã nằm gục trên đất, trong mắt trắng dã, chân sau to khỏe thỉnh thoảng lại co giật đạp vài cái. Hình như đám kiếm cổ vô hình rơi xuống đất hết rồi, không thấy con kiếm cổ nào phát động tấn công vào tầng phòng ngự của ta nữa. Diệp Tư lên tiếng. Lúc này, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, xung quanh đều là kiếm cổ vô hình miệng sùi bọt mép nằm đầy đất, tất cả tạo nên một bức tranh xinh đẹp. Tiếc là Tống Thư Hàng và Diệp Tư không thấy được hình ảnh này. Ha ha, dù sao có tác dụng là tốt rồi. Tống Thư Hàng hài lòng nói. Giọng ca của tạo hóa tiền bối đúng là vũ khí quần công đỉnh cấp. Thừa dịp kiếm cổ vô hình toàn diệt, Diệp Tư ngự kim thư mang Tống Thư Hàng rời xa hiện trường xảy ra tai nạn. Trên đường đi, Diệp Tư thi triển một chỉ rũ thuật cho đao cổ vô hình của Thư Hàng. Đao cổ vô hình từ từ tỉnh lại. Đao cổ, có nơi nào khá an toàn không? Tống Thư Hàng hỏi. U u u. Đao cổ vô hình phát ra tiếng kêu nghi hoặc. Tống Thư Hàng. Nơi nào cách xa đồng bạn của ngươi? Đao cổ vô hình nhìn quanh bốn phía. Sau đó nó thấy được các đồng loại đang nằm trên đất co giật, bỗng dưng sinh ra cảm giác đồng cảm xót thương, bởi vì bản thân nó cũng là người bị hại. Nhưng mà cảm giác đồng cảm xót thương này lại không kéo dài được bao lâu, bởi vì đao cổ vô hình phát hiện, đám kiếm cổ vô hình vốn đang sùi bọt mép co giật trên mặt đất lại chậm rãi bò dậy. Hơn nữa ánh mắt của kiếm cổ vô hình bỗng trở nên đỏ ngầu, có vẻ như chúng đã rơi vào một trạng thái cuồng nhiệt kỳ quái nào đó rồi. Chương 978, trước chủng tộc BGM, kiếm cổ vô hình chúng ta không có địch thủ. U u u, đao cổ vô hình lập tức nhắc nhở Tống Thư Hàng. Hử, đám kiếm cổ vô hình lại bò dậy ư. Tống Thư Hàng kinh ngạc bật thốt, đám này lại có thể khôi phục lại từ giọng hát của ca vương nhanh như thế ư. Năng lực thừa nhận của kiếm cổ vô hình đối với giọng hát của tạo hóa Pháp Vương mạnh đến thế ư. Chính bản thân Tống Thư Hàng phong bế thính lực mà còn bị giọng hát ấy ảnh hưởng. Đến giờ còn thấy sụi lơ, muốn ói đây. U u u. Đao cổ vô hình đột nhiên kêu lên dồn dập. Sau khi kiếm cổ vô hình khôi phục thì tiếp tục tập trung lại, phát động thế công với Tống Thư Hàng và Diệp Tư. Keng keng cách keng. Trận pháp phòng ngự do Diệp Tư bố trí bên ngoài đón lấy hơn 100 lần công kích, tầng trận pháp phòng ngự thứ hai đã lung lay sắp vỡ. Thư Hàng, tiếng hát không có hiệu quả à? Diệp Tư hỏi. Không sao hết. Nếu như đám kiếm cổ vô hình kia đã khôi phục thì lại để cho chúng nó nghe thêm vài lần vậy. Tống Thư Hàng giơ điện thoại lên. Ta đã nhanh trí ghi âm lại ca khúc mới của tạo hóa tiền bối rồi. Diệp Tư, cô phòng bế thính lực của ta tiếp đi, cho đao cổ vô hình và cách đấu thú thêm một cái kết giới cách âm luôn. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta đi. Diệp Tư lập tức nói ngay. Tống Thư Hàng cắn răng bấm mở ca khúc mới của tạo hóa Pháp Vương. Sau đó lại lấy một viên đan dược khôi phục thể lực ra từ trong vòng tay không gian, nuốt thẳng xuống bụng. Sau khi nghe giọng hát của tạo hóa tiền bối xong thì toàn thân như bị móc giống,
phải ăn chút thuốc bồi bổ mới được. Cuối cùng Tống Thư Hàng bấm nút phát trên máy, chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất. Một bài hát mới tặng cho fan hâm mộ Thư Hàng tiểu hữu của ta. Yo, yo, check it out. Tạo hóa a a. Tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương lại phát ra từ điện thoại, lực sát thương từ bản ghi âm đã yếu hơn khi tạo hóa Pháp Vương hát sống một chút, nhưng vẫn có hiệu quả sát thương diện rộng. Ong ong ong, đám kiếm cổ vô hình đang tấn công kết giới phòng ngự của Diệp Tư dừng lại. Chút thể lực khó khăn lắm mới khôi phục của chúng như bị rút cạn. Đám kiếm cổ vô hình ở gần trận pháp nhất đều ngã vật ra đất, lăn lộn vô cùng khổ sở, miệng sùi bọt mép ngất thẳng cẳng. Nhưng đám kiếm cổ vô hình ở cách Tống Thư Hàng khá xa lại có vẻ là lạ. Màu đỏ trong mắt chúng ngày càng đậm hơn, bị giọng hát của tạo hóa Pháp Vương ảnh hưởng, dường như chúng nó trở nên ngày càng hưng phấn hơn thì phải. Đám kiếm cổ ở cách xa không phân tán vây quanh Tống Thư Hàng nữa mà bắt đầu tập trung lại. Từng con kiếm cổ kề sát vào nhau như đang hợp thể, nép sát lại. Ánh mắt ngày càng đỏ hơn, thân thể cũng bắt đầu chấn động có tiết tấu theo tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương. Nếu như Vũ Nhu Tử mà ở đây thì nhất định sẽ rất vui, bởi vì có thể cô đã tìm được đồng đạo cùng chung chí hướng. Đám kiếm cổ ở cách khá xa cảm ứng được sức mạnh từ trong tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương, thậm chí còn được tiếng hát này kích thích, tiến vào trạng thái cuồng hóa. Nhưng vì trạng thái cuồng hóa này là do tiếng hát nên chúng nó cũng không mất hết lý trí mà tấn công lung tung, mà là bắt đầu hội tụ lại theo bản năng. Ta có dự cảm chẳng lành. Tống Thư Hàng nói, hắn dùng năng lực tâm linh tương thông để trao đổi với Diệp Tư. Ta cũng thế. Diệp Tư nói, đồng thời cô cũng giơ tay chỉ về phía xa. Ta cảm thấy nơi đó có thứ gì đó rất đáng sợ, khiến ta rợn hết tóc gáy. Diệp Tư vừa nói xong thì trong khu vực đó bắt đầu xuất hiện một luồng sáng đỏ vô cùng yêu dị. Đám ánh sáng đó kia đều là vô số đốm sáng đỏ cỡ chừng hạt đậu, ẩn ẩn ngưng tụ thành bộ dạng của một thanh cự kiếm. Lúc này, đao cổ vô hình vội kêu lên. U, người nói luồng sáng đỏ kia chính là đám kiếm cổ vô hình tập hợp lại với nhau ư. Tống Thư Hàng giật mình bật thốt. Nhưng đốm đỏ kia chính là trong mắt của đám kiếm cổ vô hình. Lúc này những đốm đỏ kia đang chấn động theo tiết tấu, tần suất chấn động giống hệt như điện thoại trong tay Tống Thư Hàng. Đám kia đang chấn động theo tiếng hát của tạo hóa tiền bối à. Tống Thư Hàng cảm thấy không ổn. Tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương đã không có tác dụng gì với đám kiếm cổ vô hình này rồi ư. Trong lúc nói chuyện, càng lúc càng có nhiều kiếm cổ vô hình hợp vào trong đại quân cự kiếm nọ, đốm đỏ của cự kiếm ngày càng nhiều hơn, kiếm khí trên người của mỗi con kiếm cổ vô hình đều dung hợp lại làm một. Kiếm cổ vốn là sinh ra cùng một cội, kiếm khí trên người chúng dung hợp lại với nhau không hề tạo ra chút cảm giác bài xích nào. Lúc này, giọng hát của tạo hóa Pháp Vương cũng phát tới phần cao trào. Mà thanh cự kiếm do kiếm cổ vô hình kia dung hợp lại tạo thành cũng bao lên cao. Sau đó, nó chém một nhát về phía Tống Thư Hàng. Trước mặt BGM chủng tộc của bọn ta thì bọn ta không hề sợ hãi. Kiếm cổ vô hình. Thế giới hạch tâm. Tống Thư Hàng hét lớn. Một tiếng kia quá kinh khủng, Diệp Tư cũng thấy run tay, không chắc là mình có thể đỡ được một kiếm này. Bây giờ không trốn thì còn chờ đến khi nào nữa. Thế giới hạch tâm vẫn luôn trong trạng thái chờ phát động, Tống Thư Hàng gào lên một tiếng thì thế giới hạch tâm nháy mắt đã kéo đám người Tống Thư Hàng vào bên trong. Nhưng ngay khi thế giới hạch tâm kéo người vào thì kiếm khí của một kiếm kia đã chém lên trận pháp phòng ngự của Diệp Tư. Trận pháp phòng ngự nháy mắt đã vỡ nát. May mà kiếm khí của nó không chém trúng đám người Tống Thư Hàng. Nhưng tuy kiếm ý không chém trúng, nhưng có một đạo ý đã vượt qua hạn chế không gian, đột nhiên chém đến trán của Tống Thư Hàng. Thân thể của Tống Thư Hàng đã bị kéo vào trong thế giới hạch tâm, nhưng đạo ý kia vẫn có thể đuổi theo để chém tới. Mỹ nhân rắn công đức vèo một phát, lách qua người của Tống Thư Hàng rồi bao lấy toàn thân của hắn. Một đạo ý kia đã bị Mỹ nhân rắn công đức ngăn lại hơn phân nửa. Dù là thế thì vẫn có một tia ý rất nhỏ xuyên qua Mỹ nhân rắn công đức, chém lên trán của Tống Thư Hàng. Trán của Thư Hàng lập tức bị chém thành một vết thương nhỏ. Thế giới hạch tâm. Thư Hàng, người không sao chứ? Diệp Tư vội hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Không có gì, chỉ chảy ra chút thôi. Khi nãy là cái gì thế nhỉ? Rõ ràng bản thể và kiếm khí đều bị ngăn lại rồi, nhưng lại có một loại sức mạnh khó tả đã chém thẳng vào người của hắn. Là kiếm ý, hơn nữa còn không phải kiếm ý bình thường. Loại kiếm ý này đã vượt qua hạn chế không gian, sau khi tập trung vào ngươi thì sẽ một đường đuổi theo chém cho bằng được.
Diệp Tư lên tiếng. Tống Thư Hàng sờ lên vết thương trên trán. Đây là kiếm ý ư, hình như khác với đao ý mà ta lĩnh ngộ được. Tống Thư Hàng đã từng cảm ngộ được đao ý, chính là đao ý đốt trời nấu biển cảm ứng dược trên người của Xích Tiêu Tử đạo trưởng, một chiêu hỏa diễm đao của Xích Tiêu Tử đạo trưởng chém ra, trong đao mang theo đao ý đốt trời nấu biển, đốt cháy vạn vật. Khi Tống Thư Hàng dùng hạt sen đao ý thông huyền của mình xong cũng ẩn ẩn có tia cảm ngộ về đao ý của mình. Nhưng đao ý của hắn còn chưa thành hình, chính bản thân hắn cũng không biết chính xác đao ý của mình là gì. Kiếm ý do kiếm cổ vô hình hợp thể chém ra khi nãy cho hắn một cảm giác mênh mông cuồn cuộn, đối mặt với kiếm này tựa như đối mặt với một đội quân vậy. Kiếm ý cũng được, đao ý cũng thế, đều có rất nhiều loại. Thậm chí vì tính cách tu sĩ khác nhau mà kiếm ý và đao ý ngưng tụ ra được cũng khác nhau rất lớn. Diệp Tư giải thích, ví dụ như kiếm ý vậy, có người lấy tìm hiểu thiên địa, ngộ ra được kiếm ý mênh mông như trời cao. Có người trầm mình minh tưởng bên bờ biển, có khi sẽ ngộ ra kiếm ý bao la như biển cả. Có cường giả trong quân đội nói không chừng sẽ ngộ ra được kiếm khí sát lục nặng nề. Có kẻ xuất thân vương giả, ngộ ra được kiếm ý có ý chí của vương giả cũng không có gì lạ. Kiếm ý và đao ý, chỉ cần ngươi dám nghĩ thì khả năng sinh ra là vô hạn. Lòng lớn bao nhiêu thì kiếm ý hoặc đao ý của ngươi sẽ có bấy nhiêu. Cũng như trên đời này không có hai chiếc lá giống hệt nhau vậy, trên đời này cũng không có đạo ý hoặc kiếm ý giống hệt nhau. Hóa ra là vậy. Tống Thư Hàng gật đầu. Nhưng kiếm ý mà Diệp Tư nói hình như cũng là kiếm ý và đạo ý cường đại do những tu sĩ có kinh nghiệm phong phú, dùng trải nghiệm của bản thân để đúc kết ra được. Tống Thư Hàng nhớ lại quá trình tu luyện của mình, Nhớ cái con khỉ, hắn mới tu luyện có mấy tháng thôi. Cho nên, nếu như hắn lĩnh ngộ ra được đạo ý thì đó sẽ là loại nào đây? Trong đạo hiệu của hắn có bá đao tống tam, bá đao tống nhất, vậy có nên nghĩ tới mấy loại đạo ý ngầu lòi không nhỉ? Ví như chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, đạo ý bá đạo bắn ra từ thân đao, chấn nhiếp tâm trí của kẻ địch chẳng hạn. Không ổn không ổn, làm màu là tiết tấu đai sớm. Quyết định rồi, sắp tới phải ăn cỏ đạo ý thông huyền nhiều một chút, kiếm thêm chút hạt sen đạo ý thông huyền. Tranh thủ ngưng tụ ra đao ý sớm một chút. Sau khi được thể nghiệm mức độ mạnh mẽ của kiếm ý, Tống Thư Hàng càng ngày càng thêm trông chờ vào đao ý của mình. Nói ra thì lần này cũng nhờ có mỹ nhân rắn công đức, nếu không phải có cô ấy ngăn lại giúp, đao ý kia chém vào trán một phát thì ta đa tèo rồi. Tốt lắm, mỹ nhân rắn công đức, cô quay về đi. Tống Thư Hàng nói. Mỹ nhân rắn công đức chớp mắt với Tống Thư Hàng vài cái, sau đó lui vào trong người của hắn. Ngay sau khi mỹ nhân rắn công đức biến mất thì Tống Thư Hàng đột nhiên hét thảm. Trên trán truyền đến một cơn đau đớn khó nhịn. Là kiếm ý bên trong vết thương do kiếm cổ vô hình chém ra đột nhiên làm khó dễ. Trước đó mỹ nhân rắn công đức còn bao bọc quanh người Tống Thư Hàng, có ánh sáng công đức chấn áp nên tia kiếm ý này không dám phát tác. Ngay khi ánh sáng công đức quay lại cơ thể Tống Thư Hàng thì nó lập tức bộc phát. Tống Thư Hàng cảm giác như mình đang đơn thân đối mặt với cả một đại quân. Đại quân kia tấn công hắn, trên người mỗi một binh lính trên đó đều mang theo kiếm ý bừng bừng. Mỹ nhân rắn công đức lại tự động chui ra bao bọc lấy Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, kiếm ý trên trán Tống Thư Hàng lập tức lắng xuống. Nhưng hắn cảm ứng được tia kiếm ý kia không hề biến mất. Nó như mọc rễ ngay trong trán của Tống Thư Hàng, đuổi cũng không đi. Tống Thư Hàng nhìn sang Diệp Tư. Diệp Tư, ta còn cứu được nữa không? Kiếm ý cỡ này thì đợi Bạch Tôn giả quay về, hẳn là có thể rút ra giúp ngươi. Diệp Tư ngẫm nghĩ rồi lại nói. Ngoài ra ngươi cũng có thể thử ngưng tụ đạo ý của riêng mình. Sau đó dùng đạo ý của mình để tiêu diệt tia kiếm ý này. Chương 979, phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng. Dùng đạo ý của mình để xé nát kiếm ý ư. Tống Thư Hàng sờ lên vết thương trên trán mình. Chủ yếu là vị trí bị thương là trên đầu, trong quá trình dùng đao ý cắn nát kiếm ý, lỡ như sơ ý liệu có tổn thương não hay không? Có biến hắn thành kẻ ngốc không? Mức độ nguy hiểm có lớn lắm không nhỉ? Diệp Tư che miệng cười khẽ. Ngươi cứ yên tâm đi, đạo kiếm ý này chỉ chén lên trán của ngươi, cắt thành một vết thương nho nhỏ, còn chưa đả thương được đến xương sọ nữa ngươi nữa là. Khi dùng đao ý cắt nát kiếm ý thì sẽ tiến hành trong phạm vi của vết thương này. Sẽ không tổn thương đến đầu óc của ngươi đâu. Tống Thư Hàng, ha ha ha. Vậy nên hắn lấy một gốc cỏ đao ý thông huyền ra. Nhân dịp này cứ thử nghiệm trước đi đã.
lúc trước khi ở bên ngoài cấm địa thì hắn đã muốn thử rồi, không phải nuốt cỏ đao ý thông huyền vào mà là ngậm nó trong miệng, sau đó thôi động năng lực thiệt chán liên hoa, liệu có thể tạo thành hạt sen đao ý thông huyền hay không? Nếu như có thể thì hắn có thể tránh khỏi đau đớn khi nuốt cỏ đao ý thông huyền. Kết quả đúng lúc đó Bạch Tôn Giả và Như Hỏa Tôn Giả lao xuống từ trên trời, tạo thành một vụ nổ mạnh, khiến Tống Thư Hàng giật mình nuốt thẳng cỏ đao ý thông huyền trong miệng xuống, đau đến mức khóc thét. Nhân lúc mình còn đang ở trong thế giới hạch tâm, không bị người ngoài quấy rầy, phải tiếp tục thí nghiệm của mình mới được. Tống Thư Hàng há miệng ngậm lấy cỏ đao ý thông huyền, sau đó hắn hít sâu, định dùng năng lực thiệt chán liên hoa. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Thải chợt kêu ré lên, bay thẳng tới đánh trúng eo của Tống Thư Hàng. Mỹ nhân rắn công đức cũng không cản Tiểu Thải lại, bởi vì kiểu như Tiểu Thải không tính là tấn công. Á! Tống Thư Hàng bị đánh trúng, há miệng kêu một tiếng. Sau đó, cỏ đao ý thông huyền cứ trôi tuột xuống cổ họng của hắn như thế. Hốc mắt của Tống Thư Hàng lập tức ươn ướt. Cảnh tượng mới quen thuộc làm sao? Ngay sau đó, cổ họng của hắn chuyển đến cơn đau đớn khôn tả, tựa như có một cây đao đâm thẳng vào yết hầu, đau đớn vô cùng. Tống Thư Hàng giơ hai tay ôm lấy cổ họng của mình, nước mắt tuôn lã chã, ăn tươi cỏ đao ý thông huyền mới phê làm sao? Cố nén cơn đau trong cổ họng. Tống Thư Hàng nhanh chóng dùng năng lực thiệt chán liên hoa, nhờ thiên phú của mình chuyển hóa đao ý trong cổ họng thành bốn đóa hoa sen, sau khi hoa sen héo úa thì ngưng tụ thành một hạt sen thật to. Tiểu Thải, ngươi làm gì đấy? Tống Thư Hàng nhìn Tiểu Thải đang quắp móng vuốt vào eo mình. Sư phụ đừng có la ta. Tiểu Thải chớp mắt. Là lỗi của con chuột túi kia kìa, sau khi nó tỉnh lại, nhìn thấy ta thì tự nhiên nhào tới đạp ta bay ra. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn con cỏ đao ý thông huyền đã tỉnh lại ở cách đó không xa, lúc này nó đang thả thiện ý ra với Tống Thư Hàng, trong mắt đầy vẻ nịnh nọt. Tống Thư Hàng. Sau đó con cỏ đao ý thông huyền kia lại nhào tới bên cạnh Tống Thư Hàng, vùng đuôi đánh bôm bốp lên người hắn. Cổ nhiên, tối nay chúng ta ăn lẩu chuột túi đi. Tống Thư Hàng nói. Sau khi thở dài, hắn cất hạt sen đao ý thông huyền đi. Diệp Tư, hộ pháp giúp ta với. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Diệp Tư cười khẽ, cô giơ tay trái túm lấy cỏ đao ý thông huyền, tay phải thì chộp lấy Tiểu Thải kéo chúng nó ra khỏi Tống Thư Hàng. Không có đứa nào bớt lo dùm. Tống Thư Hàng lại lấy thêm một cỏ đao ý thông huyền ra ngậm vào miệng. Tiếp theo, hắn quay đầu ngó nghiêng, xác định lần này tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy thí nghiệm của mình nữa. Tống Thư Hàng mỉm cười đầy thỏa mãn, thôi động năng lực thiệt chán liên hoa. Lần này... rốt cuộc không có ai quấy rầy hắn nữa. Năng lực thiệt chán liên hoa được thôi động, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được lúc năng lực này được thôi động thì có một làn sóng cuốn hết đao ý bên trong cỏ đao ý thông huyền ra, biến thành hoa sen trước mặt hắn. Thành công rồi. Tống Thư Hàng nhếch môi cười. Nếu như không cần nuốt cỏ đao ý thông huyền, không cần gánh chịu cảm giác đau đớn như bị dao xẻo yết hầu mà vẫn có thể tạo ra được hạt sen đao ý thông huyền, khi nào hắn có thời gian rảnh rỗi. Chia đều 5 giây đã có thể thu được một hạt sen đao ý thông huyền, mỗi ngày đều thu hoạch được một đống. Nhân dịp đang rỗi, trước khi Bạch Tiền Bối quay về, một hơi tạo ra 100 hạt sen đao ý thông huyền, sau đó thử xem có thể ngưng tụ ra được đao ý thuộc về chính ta hay không. Tống Thư Hàng nói, người định một hơi nuốt nhiều hạt sen đao ý thông huyền như vậy ư? Diệp Tư chợt hỏi, ừ, hạt sen và cỏ đao ý thông huyền thuần túy khác nhau. Nó không chỉ ngon mà còn không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ cần buồn miệng thì có thể coi nó như đồ ăn vặt, mỗi ngày ăn vài ngàn hạt cũng không sao. Tống Thư Hàng giải thích. Bản thân hắn vì hỏa diễm đao của Xích Tiêu Tử đạo trưởng cho nên đã tiến thẳng tới ngưỡng cửa lĩnh ngộ đao ý. 100 hạt sen đao ý thông huyền hẳn là đủ để hắn lĩnh ngộ được đao ý thật sự. Thời gian thấm thoát trôi qua. Tống Thư Hàng không ngừng thôi động năng lực thiệt chán liên hoa. Liên tục chuyển hóa cỏ đao ý thông huyền thành hạt sen đao ý thông huyền, giữ trong một cái túi nhỏ. Trong lúc chuyển hóa cỏ đao ý thông huyền, Tống Thư Hàng cũng từng lặng lẽ ra khỏi thế giới hạch tâm, chính là kiểu lóe lên một cái để quay về ấy. Hòng xem thử Bạch Tiền Bối đã về chưa? Nhưng hắn xem vài lần mà vẫn chẳng thấy Bạch Tiền Bối đâu, còn đám kiếm cổ vô hình kia thì đã khôi phục như cũ, thanh cự kiếm màu đỏ do vô số kiếm cổ vô hình dung hợp mà thành cũng đã biến mất. Nhưng vẫn có thể thấy vết kiếm xẹt qua trên mặt đất, đó là do kiếm khí trên người kiếm cổ vô hình cắt qua mặt đất khi bay thấp. Lần này Bạch Tiền Bối đi hơi lâu. Được rồi, gom đủ 100 hạt sen rồi.
Tống Thư Hằng bỏ một hạt sen cuối cùng vào trong cái túi nhỏ của mình. Tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Sau khi dùng hết 100 hạt sen thì hắn có thể thức tỉnh được đạo ý của mình hay không đây? Tống Thư Hằng nhấc túi chứa hạt sen đạo ý thông huyền lên. Sao ta cảm giác túi này nhẹ thế nhỉ? Tống Thư Hằng tò mò hỏi lại. Sau đó hắn mở túi ra xem. Đậu xanh, chuyện gì thế này? Hắn nhớ rõ mình đã chuyển hóa đủ 100 hạt sen đạo ý thông huyền rồi mà. Sao bây giờ trong túi chỉ còn lại có 20 hạt thế này? 80 hạt còn lại đâu mất tiêu rồi? Diệp Tư cũng tò mò ngó qua. Lạ thật, ta cũng nhìn ngươi chuyển hóa hơn 100 lần rồi mà, tại sao chỉ còn có 20 hạt thế? Không phải là những hạt sen kia lại dung hợp với nhau đấy chứ? Tống Thư Hằng lập tức nghĩ tới một khả năng. Từ sau khi dị năng thiệt chán liên hoa của nắng thăng cấp xong thì hạt sen được ngưng tụ ra có chức năng dung hợp. Bây giờ một lần thiệt chán liên hoa có thể biến đổi ra 4 hạt sen, sau đó ngay khi thành hình thì 4 hạt sen kia sẽ lập tức hợp lại thành một hạt sen lớn. Có khi nào 100 hạt sen của mình lại dung hợp thêm lần nữa không? Nếu thật sự dung hợp thì một hạt sen bây giờ tương đương với 5 hạt sen ư? Tống Thư Hằng suy nghĩ một lát, vói tay nhón một hạt sen cho vào miệng. Mùi vị thơm ngon của hạt sen đạo ý thông huyền lan ra khắp miệng hắn. Ngon quá! Sau đó, một đạo lĩnh ngộ về đạo ý xuất hiện trong lòng hắn. Nhưng hình như hiệu quả của hạt sen này cũng không hề tăng lên, vẫn y như một hạt sen bình thường mà. Thế này chẳng phải lỗ to à? Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn 19 hạt sen còn lại, bắt đầu trầm tư. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé màu vàng đột nhiên vói vào, thuần thục nhón mất một hạt sen đạo ý thông huyền. Khóe miệng của Tống Thư Hằng co giật. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Mỹ nhân rắn công đức bốc hạt sen đạo ý thông huyền tỉnh bơ, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Sau khi nhai nuốt xong, cô vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ kia. Tống Thư Hằng. Diệp Tư. Phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng. Ai mà ngờ được, mỹ nhân rắn công đức sẽ ra tay ăn trộm hạt sen đạo ý thông huyền chứ. Trước đó Diệp Tư cũng không phát hiện hành vi tội lỗi của mỹ nhân rắn công đức, chủ yếu là vì lúc này NN đang bao bọc lấy Tống Thư Hằng. Thỉnh thoảng cô có đổi tư thế nên Diệp Tư cũng không để ý gì nhiều. Hơn nữa động tác trộm hạt sen đạo ý thông huyền của mỹ nhân rắn công đức rất kín kẽ, phía bên Diệp Tư khó mà thấy hành vi tội lỗi của cô. Vậy nên, 100 hạt sen đạo ý thông huyền do Tống Thư Hằng vất vả chuyển hóa ra đã bị mỹ nhân rắn công đức lặng lẽ thó hơn 80 hạt. Tống Thư Hằng thầm thở dài. Quả nhiên là ánh sáng công đức nhà hắn có vấn đề mà, có ánh sáng công đức nhà ai mà ăn được đồ đâu. Ánh sáng công đức thuộc loại công đức chi lực cụ thể hóa ra, có thể nói đó là một loại hiệu quả pháp thuật. Mà Tống Thư Hằng không thể không thừa nhận, có khi pháp thuật nhà mình thành tinh mất rồi. A còng thăng phần trăm nhân ăn hơn 80 hạt hạt sen đao ý thông huyền, cô ấy sẽ không lĩnh ngộ ra được đao ý đấy chứ? Diệp Tư hỏi. Mặc dù tính ra thì ánh sáng công đức chỉ là một nhúm pháp thuật, nhưng mỹ nhân rắn công đức của Tống Thư Hằng rõ ràng không giống người thường. Ánh sáng công đức lĩnh ngộ ra đao ý ư, ta cứ thấy nó sai sai thế nào ấy. Tống Thư Hằng cười khổ. Trong lúc nói chuyện, A còng thăng phần trăm nhân tiên tử đột nhiên ra tay, giật lấy cái túi nhỏ của Tống Thư Hằng. Cô cầm cái túi chút ngược lên, đổ hết hạt sen đạo ý thông huyền bên trong vào miệng mình. Lúc trước là lén lút ăn trộm, nay bị phát hiện thì thành cướp bóc trắng trợn luôn. Sau khi nuốt hết toàn bộ hạt sen đạo ý thông huyền, trên người của mỹ nhân rắn công đức thật sự xảy ra biến hóa. Một tầng ánh sáng màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện trên tay phải của cô. Tầng ánh sáng bạc này lập lóe bất định. Cuối cùng, nó biến thành một thanh đoản đao trong tay của mỹ nhân rắn công đức. Trên đoản đao có đao khí tung hoành. Mỹ nhân rắn công đức múa thanh đoản đao màu bạc kia một cái. Ngay sau đó, có một loại khí tức bá đạo phát ra từ trên đoản đao. Đao ý ư? Tống Thư Hằng hỏi Diệp Tư. Ừ, đúng là đao ý. Hơn nữa còn là một loại đao ý rất bá đạo. Diệp Tư gật đầu đáp lại, đồng thời cô cũng chỉ về phía tiểu thải và cỏ đao ý thông huyền. Lúc Mỹ nhân rắn công đức múa đao thì một yêu một linh thú kia đã ngã vật ra đất. Tiểu thải dạng cánh, đầu nằm bẹp dưới đất. Cỏ đao ý thông huyền cũng mất hết sức sống, nằm phình bụng ra, đuôi run rẩy. Ngay khi đoản đao màu bạc trong tay của mỹ nhân rắn công đức xuất hiện thì có một loại đao ý vô cùng bá đạo tỏa ra. Loại đao ý kia vô cùng khí phách, khiến kẻ khác run sợ. Nói trắng ra thì đây là một loại đao ý cùng loại với khí tức bá vương,
đạo ý này vừa ra thì những kẻ không chịu nổi sẽ phải cúi đầu quỳ lạy. Vì Diệp Tư là linh quỷ của Tống Thư Hàng nên từ mức độ nào đó mà nói thì cô, Tống Thư Hàng và mỹ nhân rắn công đức là một thể, cho nên cô mới không bị loại đạo ý bá đạo này ảnh hưởng. Đúng là lĩnh ngộ được đạo ý thật kìa. Tống Thư Hàng thở dài. Ánh sáng công đức có đạo ý đấy nhé, hỏi ngươi có sợ hay không? Đợi sau này mỹ nhân rắn công đức nhà mình học được một bộ công pháp tuyệt thế xong thì tuyệt đối sẽ vô cùng super luôn. Mỹ nhân rắn công đức nghiêng đầu nhìn thanh đoản đao màu bạc trong tay mình, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ đơ như cây cơ. Một lát sau, cô thu hồi đoản đao, đạo ý bá đạo kia cũng tản đi. Sau đó cô tiếp tục vòng quanh Tống Thư Hàng, liên tục đổi tư thế, tựa như chuyện mình cướp hạt sen đạo ý thông huyền và lĩnh ngộ đạo ý hoàn toàn chưa từng xảy ra vậy. Mỹ nhân rắn công đức, có thể khu trừ kiếm ý trên trán giúp ta không? Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời thử hạ chỉ lệnh cho mỹ nhân rắn công đức. Sau khi nhận được chỉ lệnh của Tống Thư Hàng, mỹ nhân rắn công đức chợt dừng động tác lại, sau đó cô cúi người xuống, nửa người trên giữ tư thế song song với Tống Thư Hàng. Tiếp theo thanh đoản đao màu bạc kia lại hiện lên trên tay cô lần nữa, cô nhắm đao ngay trán Tống Thư Hàng, khoa chân múa tay, hình như đang nghĩ xem phải hạ đao kiểu gì. Tống Thư Hàng. Đậu xanh. Không phải là mỹ nhân rắn công đức định đâm thẳng vào trán của hắn để cắt nát kiếm ý kia đấy chứ? Ngừng ngừng ngừng. Tống Thư Hàng vội la ngừng. Cổ nhiên, thôi thì cứ chế thêm một đống hạt sen đao ý thông huyền nữa, tự mình lĩnh ngộ đao ý ra xử lý kiếm ý trên trán cho rồi. Hoặc là đợi bạch tiền bối thì nhờ hắn rút kiếm ý ra cũng được. Diệp Tư, ta chuyển hóa ra thêm một mớ hạt sen đao ý thông huyền, lần này nhờ cô giữ hạt sen giúp nhé. Tống Thư Hàng nói. Mắc công mỹ nhân rắn công đức lại thó mất nữa. A còng thăng phần trăm nhân nghiêng đầu, sau đó bình tĩnh bay ra sau lưng Tống Thư Hàng, tiếp tục đổi tư thế với kiểu mặt liệt của mình. Diệp Tư nhìn động tác của mỹ nhân rắn công đức, là cô bị ảo giác ư? Sao cứ có cảm giác A còng thăng phần trăm nhân liên tục đổi tư thế như vậy chính là đang diễn luyện một bộ công pháp thế nhỉ? Bên kia, Bạch Tiền Bối tay trái cầm theo một cái thùng lớn, sau đó nhìn chiếc xe bên cạnh mình với vẻ mỹ mãn. Vừa rồi sau khi lấy đủ tất cả tài liệu để luyện chế thức ăn cho thú cưng nhất phẩm xong, Bạch Tiền Bối đã bay ra khỏi bảo khố của mình. Lúc đi ngang một showroom bán xe thì nhín trúng một chiếc xe. Đó là một chiếc xe limousine dài hơn 10 mét. Trông khá xấu. Nhưng không hiểu tại sao Bạch Tiền Bối lại thấy chiếc xe này rất thú vị. Lúc nhìn thấy nó thì trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều sáng kiến để cải tạo nó. Vậy nên Bạch Tiền Bối quyết đoán mua ngay. Còn chuyện xe cải tạo không được tham gia giao thông, đối với tu sĩ cao giai thì không là vấn đề. Chiếc xe này chắc chắn rất hợp với ta. Bạch Tôn giả nói đầy vẻ thỏa mãn. Chương 980, có thể thứ ta luyện chính là đao ý dởm. Mua chiếc xe này cũng không tốn thời gian mấy. Nhưng sau khi Bạch Tôn giả lái nó đến một hơi vắng người và thu nó vào pháp khí không gian thì lại tốn chút thời gian. Dù sao thì Bạch Tôn giả cũng không thể khiến một chiếc xe hơn 10 mét biến mất ngay trước mặt mọi người được, có phải biểu diễn ảo thuật đâu mà. Đầu năm nay muốn tìm một chỗ vắng người khó thật đấy. Bạch Tôn giả thầm nghĩ. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, khi nãy lái xe điện thoại báo có tin nhắn hơi nhiều. Sau khi mở điện thoại ra, Bạch Tiền Bối lập tức thấy tài khoản của Tống Thư Hàng gửi tin nhắn cầu cứu lên nhóm Cửu Châu số 1, cùng với minh họa biện trường một con Thư Hàng bị một bầy kiếm cổ bao vây mắc thảm. Ê, không đến mức này đấy chứ. Ta chỉ mới rời khỏi có một lát thôi mà Thư Hàng đã bị kiếm cổ bao vây tấn công ư. Hắn đen đến thế cơ à? Bạch Tôn giả nói xong thì nhìn giờ trên điện thoại của mình. Được rồi, lần này hắn đi hơi bị lâu. Chủ yếu là vừa rồi lái xe tìm chỗ vắng người hơi tốn thời gian một chút. Ngoài ra hắn có nhiều bảo khố quá, cái nào cũng lớn, tìm đồ cũng không tiện chút nào. Khi nào rảnh chắc phải mua vài con rối phân thân, để nó sửa sang lại bảo khố của mình một phen, sau đó lập luôn kho dữ liệu như kiểu quản lý kho hàng của hiện đại vậy. Khi đó muốn tìm gì thì cứ mở máy tính hoặc điện thoại ra tra danh mục là được. Không đúng. Giờ không phải lúc nghĩ cách quản lý bảo khố, phải cứu Thư Hàng ra cái đã. Bạch Tôn giả cất điện thoại, vận chuyển thiên phú không gian, thân hình biến mất tại chỗ, xẹt tới vị trí cấm địa.
XX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 X
được 100 hạt sen đao ý thông huyền. Lần này em không lén ăn trộm hạt sen nữa, có lẽ cô ấy đã ngưng tụ ra được đao ý nên cũng hết hứng với hạt sen đao ý thông huyền. Tiểu thải và cách đấu thú chuột túi bị Diệp Tư túm lấy bắt ngồi thẳng hàng, không cho chúng đến làm phiền Tống Thư Hàng. Đao cổ vô hình lơ lửng bên cạnh Tống Thư Hàng, đao cổ lặng im nhìn chằm chằm vào hạt sen đao ý thông huyền trong tay Tống Thư Hàng, trực giác nói cho nó biết cái này là đồ tốt. Lão tổ Sở Gia nằm tít đằng xa vẫn còn đương hôn mê chưa tỉnh, nhưng thương thế đã không sao nữa rồi. Tống Thư Hàng nhìn 100 hạt sen đao ý thông huyền trước mặt, hít sâu một hơi. Ta muốn một hơi ngưng tụ ra được đao ý. Hắn nói đầy tự tin. Diệp Tư. Thư Hàng, ta cảm thấy hôm nay số người hơi đen, coi chừng mạnh mồm nói trước bước không qua đấy. Tống Thư Hàng. Đây không phải mạnh mồm, đây là tự tin. Nói xong, hắn nhón lấy một hạt sen đao ý thông huyền cho vào miệng. Sau khi nuốt xong, hắn lại ra sức cảm ứng đao ý ẩn chứa bên trong hạt sen đao ý thông huyền thật kỹ. Mỗi khi ăn một hạt sen đao ý thông huyền xong, lý giải của hắn về đao pháp lại sâu thêm một bậc. Đồng thời, nắm giữ và hiểu biết về đao pháp của hắn cũng tăng thêm một bước. Đao pháp căn bản là Tật Phong đao, Nghịch Lân đao pháp, Hỏa Diễm đao do Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ và Thánh Quang kiếm thuật. Đợi đã, không đúng. Thánh Quang kiếm thuật chẳng phải là kiếm pháp cự kiếm ư? Tại sao sau khi nuốt hạt sen đao ý thông huyền thì lý giải của mình về Thánh Quang kiếm thuật cũng tăng lên thế này? Tống Thư Hàng ngu người. Chẳng mấy chốc, trong lòng hắn có một suy đoán bạo dạn. Chẳng lẽ, bản chất của Thánh Quang kiếm thuật không phải kiếm thuật mà là đao pháp ư? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đậu xanh, chẳng trách kẻ bị kiếm thuật ruồng bỏ như hắn chỉ xem môn kiếm thuật đó có 2 lần là đã luyện thành. Hóa ra 2 chữ kiếm thuật kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang, bản chất của nó đúng ra phải là Thánh Quang đao pháp ư. Tim của Tống Thư Hàng đau quá. Cứ nuốt hạt sen đao ý thông huyền liền tù tì. Khi nuốt đến hạt 60 thì ánh mắt của Tống Thư Hàng trở nên sắc bén hơn. Ánh mắt của hắn quét qua, một ý niệm phóng ra, không khí bên cạnh sẽ phát ra tiếng đao chém vù vù. Đây là tượng trưng cho một vị cao thủ sắp ngưng tụ ra được đao ý. Một ánh mắt liếc qua có thể khiến suy nghĩ của bản thân hóa thành một luồng đao khí. Tuy rằng uy lực của đám đao khí này khá yếu, tối đa chỉ chém được lá cây, nhưng cũng ngầu lòi lắm. Đây cũng là lý do rất nhiều cao thủ của các môn phái kiếm thuật, cao thủ đao pháp đều thích luyện kiếm, luyện đao dưới tảng cây. Hơn nữa còn chọn đúng thời điểm mùa thu lá bay bay đầy trời nữa. Ngày chiều mùa thu, lá trên cây liên tục rơi xuống. Sau đó một vị cao thủ sắp sửa ngưng tụ ra được đao ý và kiếm ý đứng chắp tay dưới tảng cây, ngẩng đầu nhìn trời với góc 45 độ, ánh mắt sâu thăm thẳm. Không cần xuất đao, ý niệm vừa động thì lá rơi bên cạnh vù 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 một phát, bị chém tan nát, oách khỏi bàn. Những sư muội xinh đẹp hoặc sư đệ anh Tuấn cũng sẽ bị hắn hoặc cô hấp dẫn. Mùa thu mỗi năm, các cao thủ luôn thu hoạch được vô số con tim non nớt của các sư muội. 60 hạt đã ngưng tụ ra được sơ hình của đao ý rồi, xem ra không tới 100 hạt là Tống Thư Hàng có thể ngưng tụ ra được đao ý. Diệp Tư chống cằm nói thầm. Hạt sen đao ý thông huyền này đúng là thứ chuyên dùng để hách. Các đệ tử của thế gia hoặc đại tông môn muốn dùng cỏ đao ý thông huyền đều phải phối hợp với dược liệu khác, như thế mới có thể loại được cơn đau đớn khi nuốt sống cỏ đao ý thông huyền. Hơn nữa, dù có nuốt chung với thứ khác thì một ngày cũng không thể ăn cỏ đao ý thông huyền nhiều. Nếu ăn nhiều thì đao ý cường hãn trong đó sẽ tạo thành thương tổn cho đệ tử. Nhưng Tống Thư Hàng lại ăn cỏ đao ý thông huyền như ăn kẹo thế này, một hơi ăn luôn cả 100 hạt cũng không thành vấn đề. Có lẽ giá trị của hạt sen đao ý thông huyền còn cao hơn phỏng đoán của Bạch Tiền Bối nữa. Diệp Tư khẽ nói, lúc Bạch Tiền Bối định giá cho hạt sen đao ý thông huyền thì chỉ tính toán dược lực ẩn chứa bên trong, nhưng không nghĩ đến số lượng dùng mỗi ngày cũng như tính thực dụng của nó. Chẳng mấy chốc, Tống Thư Hàng đã một hơi dùng luôn tới hạt thứ 88. Tới rồi, cảm giác tới rồi, cố lên nào. Tống Thư Hàng cười ha hả. Hắn ngừng động tác nuốt hạt sen, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt cảm ứng đạo ý mà 88 hạt sen mang tới. Nhưng sau khi nhắm mắt một lúc thì hắn lại lắc đầu. Không đúng, không đúng, như thế không được. Sao thế, thất bại rồi à? Diệp Tư nghi hoặc hỏi lại. Không phải, không thất bại.
Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ xong thì giơ tay chảo một cái về phía đao cổ vô hình. Đao cổ vô hình chủ động đáp lên tay hắn. Sau đó, Tống Thư Hàng bắt đầu vung đao thi triển tất cả đao pháp sở học của mình. Bắt đầu từ đao pháp căn bản là tật phong đao, thánh quang kiếm thuật, sau đó là hỏa diễm đao. Mỗi lần luyện một đao pháp, Tống Thư Hàng đều có cảm giác trong lòng có một đạo TS chí ngày càng sinh động hơn, đây là đao ý thuộc về hắn. Lúc này đao ý của hắn đang trong quá trình phá kén mà ra. Tống Thư Hàng. Đúng, chính là loại cảm giác này, bộc phát đi, đao ý của ta. Sau đó đao chiêu của hắn lại biến đổi, luyện đến quyển đao pháp cuối cùng trong sở học của hắn là nghịch lân đao pháp. Long vũ thức, long lân thức và nghịch lân thức. Đao khí như chân long, bao quanh Tống Thư Hàng vô cùng sống động. Ba chiêu đao pháp, tất cả đều là đao phòng thủ. Có lẽ sau nghịch lân thức thì nghịch lân đao pháp sẽ có một đao công kích vô cùng mạnh mẽ. Tiếc rằng nghịch lân đao pháp mà hắn lấy được không trọn vẹn, nên chẳng có thức thứ tư. Lúc này, Tiểu Thải ngồi ở phía xa xem đến ngây người. Cô nhìn con chân lông vô cùng sống động bên người Tống Thư Hàng, cô chưa từng thấy đao pháp nào đẹp như thế. Kim cương quân tử đao. Trong lòng cô thầm mặc niệm đạo hiệu mà sư phụ ban cho. Có lẽ luyện đao pháp cũng là một lựa chọn không tồi chăng. Nếu như muốn dùng đao thì trước khi tấn chức ngũ phẩm, huyễn hóa ra nhân hình thì cô phải học cách dùng cánh cầm đao. Hoặc cô có thể trực tiếp luyện hai cánh của mình lên đến mức cứng rắn không gì phá vỡ được, biến nó thành đao luôn. Dùng cánh cầm đao sẽ ảnh hưởng tới việc phi hành của cô, cho nên cô thiên về lựa chọn thứ hai hơn, nếu vậy thì ắt không thể thiếu một món công pháp luyện thể. Vậy phải tìm công pháp luyện thể ở đâu đây nhỉ? Tiểu Thải nhìn qua sư phụ, đúng rồi, bây giờ cô cũng là người có sư phụ rồi, chuyện thế này cứ hỏi sư phụ là được ấy mà. Ngay khi ánh mắt Tiểu Thải lóe sáng thì Tống Thư Hàng đột nhiên quát khẽ. Phá! Đạo đao ý trong cơ thể hắn đã đạt đến đỉnh phong khi thi triển nghịch lân thức, rốt cuộc cũng phá xác chui ra. Ngay sau đó, trên người Tống Thư Hàng có hơn trăm đạo đao khí nho nhỏ phá thể bay ra, không khí quanh người hắn đều bị chém nổ, phát ra một tràng tiếng nổ mạnh. Thành công rồi, hu hu hu, chúc mừng người nhé Thư Hàng. Diệp Tư cảm động quá đỗi, vì cảm động quá nên cũng bật khóc luôn. Hu hu hu, Thư Hàng, đạo ý của ngươi là kiểu gì thế? Đạo ý của em khí phách vô song, Tống Thư Hàng thân là ký chủ, đạo ý của hắn sẽ là loại nào đây? Đạo ý đốt trời của Xích Tiêu Tử đạo trưởng mà Tống Thư Hàng từng tiếp xúc qua cũng rất bá đạo. Được ảnh hưởng từ Xích Tiêu Tử đạo trưởng, có khi nào đạo ý của Tống Thư Hàng cũng theo hệ bá đạo hay không? Lúc này, Tống Thư Hàng thở hắt ra một hơi, sóng đao khí bên người cũng tản đi. Lúc này Tống Thư Hàng cầm đao cổ vô hình trong tay, lặng im không nói gì. Hắn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn bầu trời bao la của thế giới hạch tâm. Sao thế? Diệp Tư lau nước mắt, tò mò hỏi. Diệp Tư, có thể thứ ta luyện là đao ý dởm đấy. Nói không chừng hạt sen đao ý thông huyền khi nãy ta ăn cũng là đồ dởm luôn. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Hả? Diệp Tư lộ vẻ nghi hoặc. Đao ý của ta không khoa học. Tống Thư Hàng nói, bản thân thứ như đao ý vốn đã không khoa học rồi, người định dùng khoa học giải thích đao ý kiểu gì đây? Hay người thi triển cho ta xem thử đi? Diệp Tư tò mò nói, ta nói trước, cô không được cười nhạo đao ý của ta nhé. Nói xong, Thư Hàng nắm chặt đao cổ vô hình, thôi động đao ý của mình. Một đạo đao ý cường hãn lan ra từ trên người hắn. Nhưng đao ý không hề tấn công mà quấn quanh trên người, đầu, tay, chân của Tống Thư Hàng. Chương 981, ba loại đao ý, một loại kiếm ý, ngươi sợ chưa? Đây là, đao ý phòng thủ ư? Diệp Tư chớp mắt hỏi. Thứ như đao ý trước nay chỉ chủ công, trọng về khí phách, thiên phá phòng. Sau khi một vị đao tu ngưng tụ ra được đao ý thì hiệu quả phá pháp thuật phòng ngự của kẻ thù sẽ trở nên cực đỉnh. Một loại pháp thuật phòng ngự trước cai cần 10 đao mới phá được, nay có thêm đao ý thì chỉ cần một đao là có thể phá. Nhưng đao ý của Tống Thư Hàng không hề tấn công mà lại ngưng tụ bảo vệ ở những vị trí quan trọng trên người chủ nhân như đầu, thân thể, tay chân. Diệp Tư chưa từng gặp loại đao ý thế này bao giờ. Cô nhớ tới chiêu đao pháp phòng thủ cuối cùng mà Tống Thư Hàng đã dùng trước khi ngưng tụ đao ý, nghịch lân đao pháp. Diệp Tư cảm thấy hình như mình đã tìm ra được nguyên do sinh ra đao ý phòng thủ rồi. Đã có đao pháp phòng thủ thì đao ý phòng thủ cũng dễ hiểu thôi. Khụ. Diệp Tư bắt đầu sắp xếp câu từ lại ở trong đầu,
định dịu dàng an ủi Tống Thư Hàng một phen, bảo hắn đừng buồn rầu quá. Nhưng không đợi cô mở miệng an ủi thì đao ý trên người Tống Thư Hàng lại sinh ra biến hóa mới. Đao ý bắt đầu cụ thể hóa. Nói đúng ra thì không phải đao ý cụ thể hóa mà là đao khó do đao ý của Tống Thư Hàng dẫn xuất ra, sau đó đao ý và đao khí hỗn hợp lại với tỷ lệ 1:9, mở ra con đường cụ thể hóa. Ngay sau đó, trên người Tống Thư Hàng xuất hiện một bộ áo giáp sáng chói lấp la lấp lánh, tựa như được làm từ sắt thép. Hình dung bằng từ lấp la lấp lánh là chuẩn không cần chỉnh, bộ áo giáp kia cứ lóe lên như một cái bóng đèn vậy. Sao lại có áo giáp thế này? Diệp Tư kềm lòng không được bèn hỏi. Thứ Tống Thư Hàng ngưng tụ ra là đao ý mà, nhìn trời tại sao lại biến thành áo giáp thế này? Giữa đao ý và áo giáp thì có liên quan gì tới nhau chứ? Nhìn trời cho dù là đao ý dạng phòng thủ thì nó cũng là đao ý mà. Đây chính là điểm mà ta nói là không khoa học đấy. Tống Thư Hàng thầm thở dài, tiếp tục câm nín nhìn trời. Ta hoài nghi thứ ta ngưng tụ ra được không phải đao ý mà là khải ý hoặc khải giáp ý gì đó. Ta nghi ngờ thứ lúc trước ta nuốt không phải cỏ đao ý thông huyền, trong đó nhất định có trộn lẫn một đống cỏ khôi giáp ý thông huyền. Nói không chừng thứ ta luyện cũng không phải đao pháp mà là thuật phòng ngự khôi giáp đấy. Khải ý ư? Diệp Tư im lặng gật đầu. Cô tin thật luôn. Ngươi nhìn bộ khôi giáp đang phát ra ý chí cực mạnh trên người Tống Thư Hàng lúc này kìa, nói đây là đao ý cũng không ai thèm tin. Quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đổi đạo hiệu thành Bá Khải Tống Nhất. Tống Thư Hàng nắm tay nói. Thật ra á sư phụ, bộ áo giáp của ngươi ngầu lắm đó. Tiểu Thải lên tiếng. Ở trong mắt cô, bộ khải giáp đao ý mà sư phụ ngưng tụ ra được rất ngầu lòi. Trông như một tác phẩm nghệ thuật vậy, sư phụ vốn chỉ hơi đẹp trai thôi, sau khi khoác bộ khải giáp đao ý này lên thì nhan sắc đã tăng lên 20 điểm rồi. Ừ, Tiểu Thải nói đúng lắm. Diệp Tư đang buồn bực nghĩ xem nên an ủi Tống Thư Hàng kiểu gì. Này nghe thế thì hai mắt sáng rực lên. Thư Hàng ngươi đừng có buồn, ít nhất thì bộ khải giáp đao ý này của ngươi trông đẹp lắm, ngầu dữ dội luôn. Hơn nữa, bộ khải giáp đao ý này của ngươi cá tính biết bao nhiêu. Không giống người thường, không đi con đường tầm thường. Tống Thư Hàng lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Bá Khôi Tống Nhất nghe cũng khá lắm, quyết định rồi, trước tiên phải sửa đạo hiệu trong nhóm Cửu Châu số 1 lại cái đã. Diệp Tư. Thư Hàng đã quên uống thuốc rồi ư. Khụ, Diệp Tư cô yên tâm đi, ta chỉ cảm thấy bộ khải giáp này không khoa học, nên nhất thời ngớ ra một lúc. Ý chí của ta còn cứng hơn sắt thép, sẽ không bị một khải giáp đao ý này hạ gục đâu. Nếu như chút đả kích ấy mà còn không chịu nổi thì ta còn tu chân cái gì chứ? Tống Thư Hàng quay đầu lại, nói chuyện cùng Diệp Tư với vẻ mặt vô cùng kiên định. Giờ không nói tới bộ khải giáp dở hơi này nữa, ta thử xem có thể xé nát kiếm ý trong vết thương trên trán hay không đã. Diệp Tư, Tống Thư Hàng lại thi triển đao ý, có một đạo đao ý bắn ra từ trong cơ thể hắn. Trong sự điều khiển của Tống Thư Hàng, đao ý đi vào vị trí trên trán của hắn, tiến hành rảo sát đạo kiếm ý nọ. Bình thường kiếm ý và đao ý gặp nhau thì ắt là sẽ đối chọi gay gắt, lấy công đối công, đánh một trận cho thỏa. Nhưng đến chỗ Tống Thư Hàng thì tình hình chiến đấu này có vẻ mệt tim. Kiếm ý do đám kiếm cổ vô hình ngưng tụ ra gặp đao ý của Tống Thư Hàng hùng hổ xông vào. Cỗ kiếm khí kia như bị thiên quân vạn mã giấy lên, khí thế hung hăng. Nhưng đao ý của Tống Thư Hàng thì lại không hề nghênh địch mà cứ co lại như một con rùa, chờ kiếm ý đánh tới. Kiếm ý chém thẳng tới, đao ý co đầu rụt cổ phòng ngự. Kiếm ý tiếp tục tấn công, đao ý vẫn kiên định phòng thủ. Mày xông lên đi chứ, mày là đao ý mà, luận lực công kích thì mày còn mạnh hơn kiếm ý đấy. Tống Thư Hàng cảm thấy bứt bứt, gan sắp đau đến mức tê cứng luôn. Nhưng đao ý của hắn hoàn toàn không hề có ý định tấn công. Tống Thư Hàng thầm thở dài. Tuyệt vọng, đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái thế giới toàn hàng dởm này rồi. Cũng may mà ta có mỹ nhân rắn công đức trong tay, sau này vẫn có thể dùng đao ý của cô ấy đi hù người ta. Dù sao thì mỹ nhân rắn công đức và hắn là một thể, đao ý của cô ấy cũng như đao ý của mình. Còn cái đao ý mà mình luyện ra, không, thứ hắn luyện ra là khải ý. Hắn là cao thủ hệ phòng thủ, khác với kiếm khách và đao hiệp, hắn là võ sĩ mặc giáp, chuyên dùng nắm đấm để chiến đấu. Nắm đấm của hắn đột phá trời cao, chân của hắn có thể dẫm nát mặt đất. Ngay khi Tống Thư Hàng định bỏ đường đao tu đổi nghề sang làm võ sĩ thì đao ý của hắn rốt cuộc cũng động. Đao ý vốn có đầu rụt cổ không nhúc nhích đột nhiên xuất đao.
Trong nháy mắt, trước mắt Tống Thư Hàng chợt xuất hiện một màn vô cùng kinh hỉ. Kiếm như một đoàn quân xông tới, nhưng đúng lúc này, một mạt đao quang đột nhiên chém xuống, đao quang kia vô cùng khổng lồ, rất đối uy mãnh, một đao chém ngã thiên quân vạn mã. Đám kiếm ý do kiếm cổ vô hình tụ tập lại chém ra đã bị một đao này chém nát. Sau khi chém nát kiếm ý thiên quân vạn mã kia, đao ý của Tống Thư Hàng rụt về, co thành một cục nằm im. Tống Thư Hàng, nhìn trời. Đây mới là đao ý mà hắn muốn. Đao ý trên mi tâm của Tống Thư Hàng tán đi, mỹ nhân rắn công đức lùi lại trong cơ thể hắn. Sư phụ thành công rồi à? Tiểu Thải hỏi. Ừ, hắn thành công rồi. Diệp Tư đáp, cô có thể cảm giác được kiếm ý trong vết thương trên trán Tống Thư Hàng đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Ha ha, không chỉ thành công thôi đâu, ta phát hiện đạo ý của ta không tồi chút nào. Tống Thư Hàng bổ sung. Tuy rằng có thể hơi lười, nhưng ngay khi đạo ý của hắn bộc phát thì rất mạnh. Thông qua liên hệ với Tống Thư Hàng, Diệp Tư cũng cảm ứng được khi đạo ý bộc phát. Nó đúng là một loại đạo ý rất cường đại. Nhưng hơi là lạ. Đúng rồi, Thư Hàng này. Nhân lúc khải giáp đạo ý trên người ngươi còn chưa tán đi, chúng ta thử một chút đi. Để xem lực phòng ngự của khải giáp đạo ý của ngươi mạnh cỡ nào. Diệp Tư đề nghị. Được, đúng lúc có thể xem thử Bạch Tiền Bối đã về chưa. Tống Thư Hàng đáp. Nói xong, hắn giơ tay túm đao cổ vô hình. Sau đó, hắn lại cảm ứng được đao cổ vô hình đang nhai hạt sen đao ý thông huyền ngon lành. Tống Thư Hàng ngưng tụ đao ý tốn 88 hạt sen, 12 hạt còn lại đều bị đao cổ vô hình ăn mất. Giặc nhà khó phòng. U. Đao cổ vô hình phát ra tiếng kêu vui vẻ, còn truyền đạt ý niệm ăn no rồi với Tống Thư Hàng nữa. Mày ăn hạt sen đao ý thông huyền thế rồi có tiêu hóa nổi không? Tống Thư Hàng cầm đao cổ vô hình rồi hỏi. U. Đao cổ vô hình kêu lên trả lời Tống Thư Hàng, nó nghe không hiểu lắm. Nó chỉ có thể biểu đạt ý ăn ngon, thích ăn cho Tống Thư Hàng mà thôi. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư rồi nói. Diệp Tư, đám kiếm cổ vô hình ngoài kia tụ lại một chỗ còn có dùng được kiếm ý, nếu như ta đút đao cổ vô hình ăn nhiều hạt sen một chút thì hẳn là cũng có thể ngưng tụ ra được đao ý chứ nhỉ? Diệp Tư, lý luận này cũng có khả năng lắm. Được rồi, vậy sau này mỗi ngày sẽ cho nó ăn vài hạt sen đao ý thông huyền, nếu như nó lĩnh ngộ ra được đao ý thì sướng rồi. Đến lúc đó cộng thêm cả ta và mỹ nhân rắn công đức thì coi như một mình ta đã sở hữu ba loại đao ý khác nhau luôn. Tống Thư Hàng cười nói. Ừ, ta còn có kiếm ý này. Diệp Tư bổ sung. Tuy rằng ta dùng pháp bảo dạng sách, dành dùng pháp thuật, nhưng ta cũng sở hữu một loại kiếm ý đấy. Ngoa ha ha ha, đến lúc đó chúng ta dùng hình thức ba đầu sáu tay, ba loại đao ý cộng thêm một loại kiếm ý, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Tống Thư Hàng nói. Diệp Tư che miệng bật cười. Một lát sau, Tống Thư Hàng cầm đao cổ vô hình, cùng Diệp Tư ra khỏi thế giới hạch tâm. Tống Thư Hàng ngưng tụ khải giáp đao ý trên người, định dùng kiếm cổ vô hình để thử uy lực của khải giáp đao ý trên người mình xem sao. Ngoài ra, vì ngưng tụ được đao ý, cộng thêm hắn có được lĩnh ngộ sâu sắc hơn về các loại đao pháp sở học của mình. Cho nên hắn cũng cần chiến đấu một phen để kiểm tra thu hoạch của mình. Tôn tặc, đến đây chơi với ta này. Tống Thư Hàng vừa hiện thân thì hét lớn một tiếng. Người chơi Tống Thư Hàng sử dụng kỹ năng trào phúng để kéo quái. Kỹ năng trào phúng của người chơi Tống Thư Hàng thất bại. Bởi vì Bạch Tôn giả đang đứng cách đó không xa, vừa hư trào một thứ, vừa giơ tay và bôm bốp. Miệng thì gặng hỏi. Nói, Thư Hàng tiểu hữu ở đâu hả? Ư, kiếm cổ vô hình phát ra tiếng kêu đau đớn. Bạch Tôn giả rốt cuộc cũng tới rồi. Sau khi nghe Tống Thư Hàng kêu to thì Bạch Tôn giả quay đầu lại. Bạch tiền bối, rốt cuộc thì ngài cũng tới rồi. Tống Thư Hàng reo lên. Ha ha ha, trên đường tiện thể ghé mua chút đồ nên hơi lâu. Bạch Tôn giả nhìn bộ khải giáp đao ý trên người Tống Thư Hàng, xoa cằm suy tư một lát. Sau đó, trên lòng bàn tay trái của hắn xuất hiện một cây búa. Thứ này rất giống khải giáp do kiếm ý ngưng tụ ra, chẳng lẽ nó là khải ý ư? Không, đây là đao ý. Tống Thư Hàng tháo khôi giáp đao ý của mình ra, đúng thế, thứ này có thể mặc vào tháo ra, giống hệt như đồ thật ấy. Không thể nào. Bạch Tôn giả đáp lại ngay.
Nhưng nó là đao ý thật mà. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Bạch Tôn Giả suy tư một lúc rồi nói giọng chắc nịch. Thế thì nhất định là ngươi ngưng tụ phải hàng dởm rồi. Tống Thư Hàng khóc một dòng sông. Chương 982, thập lục độ kiếp. Có Bạch Tôn Giả chấn chàng, đám kiếm cổ vô hình nép một bên không dám ngo ngoe. Thực ra chính bản thân Bạch Tôn Giả cũng rất tò mò, tại sao đám kiếm cổ vô hình kia nhìn thấy mình thì lại bắt đầu run rẩy, không dám nhào lên tấn công hắn như thế. Theo lý thuyết, kiếm cổ vô hình là một loại linh thú cổ rất hung hãn, lại to gan, không biết sợ chết là gì. Lực sát thương của chúng nó tầm tứ phẩm hay ngũ phẩm gì đó. Hơn nữa cả cảm ứng tinh thần của tu sĩ cũng không thể phát hiện ra được chúng. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, kiếm cổ vô hình và rơi vô hình đều rất đáng sợ. Hơn nữa, quan niệm lãnh địa của kiếm cổ vô hình rất mạnh. Những lúc bình thường, đừng nói là tôn giả thất phẩm, ngay cả huyền thánh bát phẩm xông vào địa bàn của chúng thì đám kiếm cổ vô hình kia cũng dám nhào ra tấn công nữa là. Chúng nó căn bản không hề sợ chết, cho dù đánh không lại kẻ thù thì chúng vẫn có thể dùng máu tươi và ấy ấy chết đầy mặt kẻ xâm nhập. Trừ phi là người có một thân bản lĩnh thuần thú xuất thần nhập hóa giống như hỏa tôn giả thì mới có thể trấn an kiếm cổ vô hình, cũng khiến chúng nó ngoan ngoãn lui ra một bên. Bạch Tôn Giả cũng chưa từng học thuần thú thuật, nhưng khi hắn đến gần đám kiếm cổ vô hình kia thì chúng nó đột nhiên run rẩy, lùi lại hơn 10 mét, như thể sợ vãi cả tè ra. Chính Bạch Tiền Bối cũng không hiểu tại sao. Đám kiếm cổ vô hình giữ khoảng cách 10 mét với Bạch Tôn Giả. Chúng nó nhìn đối phương với vẻ cảnh giác, tuy rằng bản thân chúng vẫn lấy làm khó hiểu, hình như thực lực của tu sĩ nhân loại này tự nhiên thấp đi rất nhiều thì phải. Từ cấp bậc kiếp tiên tụt xuống thành tôn giả thất phẩm. Nhưng đám kiếm cổ vô hình nhất định sẽ không nhận lầm cái khí tức riêng biệt trên người đối phương. Chỉ cần tiếp xúc với loại khí tức này thì sâu trong linh hồn của đám kiếm cổ vô hình đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Đừng nói là tấn công, ngay cả suy nghĩ chống cự cũng không có. Cuối cùng, chỉ có một con kiếm cổ vô hình với kích thước khá lớn, bay lại chậm nên bị Bạch Tôn Giả tóm lấy và bôm bốp, ép hỏi tung tích của Tống Thư Hàng. Thế này đủ để nói rõ hai điểm. Một, gặp phải mãnh thú thì ngươi không cần phải là đứa chạy nhanh nhất, nhưng ngươi nhất định phải chạy nhanh hơn đồng loại kế bên mình mới được. Hai, béo quá thì sẽ rơi vào thế yếu khi bỏ chạy, hơn nữa mục tiêu quá to, dễ bị mãnh thú nhìn trúng. Nhân. Có Bạch Tôn Giả ở đây, đám kiếm cổ vô hình căn bản không dám tấn công, Tống Thư Hàng muốn dùng kiếm cổ vô hình để thử bộ khôi ý. Á lộn! Là kế hoạch thử cường độ bộ khải giáp đao ý của hắn đã bị đổ bể. Nhưng việc này cũng không vội, cách thử nghiệm cường độ của khải giáp đao ý thì có nhiều lắm. Ví như để cho Diệp Tư điều chỉnh lực độ ổn thỏa, tấn công hắn vài lượt. Như thế cũng có thể kiểm tra cường độ của khải giáp đao ý. Không nhất định phải dùng kiếm cổ vô hình để thử. Bạch Tiền Bối, giờ chúng ta rời khỏi đây à? Tống Thư Hàng hỏi, hành trình cấm địa lần này khiến hắn cảm thấy mệt lạ cả thân lẫn tâm. Bây giờ chỉ muốn tìm chỗ đánh một giấc mà thôi. Rời khỏi ư? Bạch Tiền Bối nói. Chúng ta không thám hiểm cấm địa này à? Đã thám hiểm rồi mà. Tống Thư Hàng trả lời, hơn nữa chủ nhân của cấm địa là Bắc Phương Đại Đế cũng đã sống lại rồi. Hắn cũng thuận lợi tìm được cách chữa cho Lý Âm Trúc luôn. Bắc Phương Đại Đế cho hắn một khối huyền băng, bên trong có chứa một môn công pháp phụ trợ, có thể giảm bớt chứng hàn bệnh của Lý Âm Trúc. Ngoài ra đợi lấy đủ tài liệu là có thể khai lò luyện chế băng phách đan, phỏng chừng trong vòng 10 ngày là Bắc Phương Đại Đế sẽ khai lò luyện đan ngay. Tống Thư Hàng định ngày mai sẽ tranh thủ đến Bích Thủy Các, đưa khối huyền băng này cho Lý Âm Trúc. Ta chưa có thám hiểm mà. Bạch Tôn Giả xoa cằm nói. Bây giờ cũng đến cửa cấm địa rồi, sao có thể về tay không khi vào Bảo Sơn được chứ? Nhưng Bạch Tiền Bối à, chủ nhân của cấm địa này đã tỉnh lại rồi. Tống Thư Hàng giải thích. Nói cách khác, hiện tại cấm địa này là đồ có chủ đó. Ai, cấm địa này có chủ nhân ư? Bạch Tôn Giả thở dài. Thế thì tiếc quá. Xông vào một số cấm địa và bảo tàng thượng cổ vô chủ là thăm dò tìm bảo. Nhưng nếu xâm nhập cấm địa có chủ thì chính là hành vi trộm cướp, tính chất khác hẳn nhau. Bạch Tôn Giả chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ xông vào cấm địa. Sau đó, nhìn qua đám kiếm cổ vô hình đông nghẹt kia, hai mắt của hắn sáng rực lên. Thư Hàng, ta cảm thấy đám kiếm cổ vô hình này rất thích hợp trở thành vật dẫn cho phi kiếm dùng một lần của ta. Bạch Tôn Giả nói.
Ta vốn muốn luyện chế một vạn thanh lưu tinh kiếm bản đơn giản để làm thành đại trận vạn kiếm quy tông. Nhưng nếu luyện chế một vạn thanh lưu tinh kiếm thì hơi mệt. Nếu như ta cải tạo đám kiếm cổ vô hình kia một chút thì sẽ có thể tạo thành một kiếm trận ngay lập tức, khi ấy nhất định sẽ tuyệt lắm. Ừ, nhưng mà Bạch Tiền Bối ơi, người khác không thể nhìn thấy kiếm cổ vô hình mà nhỉ. Tống Thư Hằng nói, vạn kiếm quy tông chắc hẳn sẽ rất ngầu lòi, nhưng nếu như người ta không nhìn thấy kiếm của vạn kiếm quy tông thì sẽ không ngầu nữa. Không sao hết, tự ta nhìn thấy là được. Bạch Tôn Giả nhìn con kiếm cổ vô hình khá to trong tay, vẻ mặt dục dịch. Bản thân đám kiếm cổ vô hình này đã có hình kiếm rồi, nếu như có thể khắc họa trận pháp của phi kiếm dùng một lần lên chúng thì nhất định sẽ thú vị lắm. Nhưng đám kiếm cổ vô hình trưởng thành này có dễ khống chế không? Tống Thư Hàng chợt hỏi. Trước kia Như Hỏa Tôn Giả nhìn đám kiếm cổ vô hình trưởng thành xong thì đã thở dài, nói rằng đám kiếm cổ vô hình trưởng thành này không đáng nuôi. Cho nên hắn chỉ áp tư có vài con, định nuôi chúng gây giống lứa sau. Cũng đúng, khống chế cũng là vấn đề lớn đấy. Bạch Tôn Giả nhíu mày nói, kiếm cổ dẫu sao cũng là sinh linh, khác với gỗ đá. Chúng nó có suy nghĩ riêng, chỉ huy chúng nó khác với dùng phi kiếm dùng một lần. Đúng rồi Bạch Tiền Bối, chúng ta có thể bồi dưỡng từ con của kiếm cổ vô hình mà. Chỗ tay của ta có nhiều trứng kiếm cổ vô hình lắm, phải hơn 1000 quả đấy. Chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm từ con của chúng, bồi dưỡng chúng thành kiếm cổ vô hình hợp ý mình. Khi đó kiếm cổ vô hình lại sinh thêm một đống trứng, chẳng mấy là sẽ gom đủ vạn kiếm quy tông ngay. Tống Thư Hàng đề nghị. Tuyệt lắm. Bạch Tôn Giả gật đầu, nhưng sau đó hắn lại nhìn đao cổ vô hình bên cạnh Tống Thư Hàng rồi nói. Có chắc là đám kiếm cổ vô hình trong tay ngươi toàn là kiếm cổ không thế, đấy chẳng phải đao cổ à? Tống Thư Hàng cười nói. Nó là loại biến dị từ kiếm cổ vô hình đấy, cả ngàn con có được một con là may lắm rồi. Được, vậy ngươi đưa trứng kiếm cổ vô hình trong tay cho ta đi. Ừm, coi như giao dịch, ngươi có muốn thứ gì không? Bạch Tôn Giả hỏi. Không phải ta vẫn còn nợ Bạch Tiền Bối ngài rất nhiều linh thạch à? Tống Thư Hàng nói. Thiếu nợ là thiếu nợ, đó là linh thạch ta cho ngươi mượn. Đây là hai chuyện khác nhau mà. Bạch Tôn Giả giải thích. Để ta nghĩ đã. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối à, đợi đến khi ngài chế ra hệ thống học bá, hệ thống tụ bảo bồn, hệ thống bồi dưỡng võ lâm cao thủ xong thì có thể cho ta vài bộ không? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn muốn đặt trước một bộ hệ thống bồi dưỡng võ lâm cao thủ cho đệ tử Joseph của mình. Nếu như hiệu quả thật sự tốt thì hắn cũng muốn mua một bộ cho cha mẹ mình. Ngoài ra còn chia hệ thống học bá cho ba thằng bạn cùng phòng nữa. Bản thân Cao Mỗ Mỗ và Dương Đức học hành đã khá rồi. Nếu như có thêm hệ thống học bá thì bọn nó sẽ có thể nâng cao bước nữa. Thằng Thổ Ba thì càng cần hệ thống học bá hơn. Nằm cũng có thể học tập, nghe thôi đã thấy sướng rồi. Được. Bạch Tôn Giả gật đầu đáp ngay. Hành trình cấm địa rốt cuộc cũng kết thúc. Lúc này, Tống Thư Hàng, Diệp Tư, Tiểu Thải và Lão Tổ Sở Gia ngồi trên chiếc xe limousine dài hơn 10 mét mà Bạch Tôn Giả mới mua, chạy về tộc địa Sở Gia. Bạch Tôn Giả vừa lái xe vừa cân nhắc vấn đề cải tạo về chiếc xe này. Tống Thư Hàng ngồi kế bên ghế lái, một tay chống tay, minh tưởng nghỉ ngơi. Lão Tổ Sở Gia được đặt nằm ở ghế sau, hắn vẫn còn đang hôn mê. Bạch Tiền Bối đã xem xét thương thế của hắn rồi, cũng đã trị liệu xong xuôi, vài ngày nữa là sẽ tỉnh lại thôi. Thư Hàng, người nói làm học sinh vui hơn hay làm giáo viên vui hơn? Hay là hiệu trưởng vui hơn nhỉ? Lúc này Bạch Tôn Giả đột nhiên lại hỏi. Hả? Tống Thư Hàng chớp mắt, sao tự nhiên Bạch Tiền Bối lại hỏi thế nhỉ? Đợi đã. Trước kia Bạch Hạc Chân Quân tới làm học sinh có nói Bạch Tôn Giả đã chuyển đến Đại học Giang Nam học. Nhưng ngày khai giảng Bạch Tôn Giả lại bị tiết mục múa máy xúc đất của trường kế bên thu hút. Bạch Tiền Bối đang nghĩ xem rốt cuộc nên làm học sinh, giáo viên, hay hiệu trưởng ư. Ta cảm giác làm học sinh sướng hơn, không cần pa ỉ nghĩ nhiều, chỉ cần học hành ổn thỏa là được. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ rồi nói. Ngoài ra làm giảng viên đại học cũng được lắm, đặc biệt là mấy vị giảng viên nổi tiếng ấy, được biết bao nhiêu người tôn kính. Còn hiệu trưởng thì ta không rõ lắm. Nói thật, ta cũng không biết hiệu trưởng của khu đại học Giang Nam là phải làm gì nữa, một năm chỉ gặp ông có vài lần thôi. Ồ! Bạch Tôn Giả khẽ gật đầu. Bạch Tiền Bối ngài định làm gì à? Tống Thư Hàng hỏi. À,
Trước đó ta có đăng ký vào khoa đạo diễn của học viện điện ảnh, không phải ta từng nói muốn làm đạo diễn à? Trước khi làm đạo diễn thì ta muốn đi học kiến thức căn bản cái đã. Bạch Tôn Giả nói. Cũng đúng. Tống Thư Hằng gật đầu. Nhưng gần đây có thể ta sẽ phải bế quan cái đã, chừng 2 tháng ấy. Vốn định bế đại quan 300 năm luôn, nhưng ta cảm thấy gần đây bận quá, nên việc bế đại quan chờ sau hãy tính. Bạch Tôn Giả nói. Chắc sẽ bị trùng kịch, nên ta định xem có khóa học làm đạo diễn cấp tốc nào hay không. Khóa học cấp tốc không đáng tin đâu, thà mời giảng viên của khoa điện ảnh chỉ riêng còn hơn, học kiểu một kèm một ấy. Tống Thư Hằng nói. Có đạo lý. Hai mắt của Bạch Tôn Giả sáng lên. Lát nữa về thì chúng ta đi bắt vài giảng viên khoa điện ảnh đi. Tống Thư Hằng. Đừng có dùng từ bắt chứ, mấy giảng viên cũng có tuổi rồi, bắt đi thì hành xác lắm. Lúc đang nói chuyện thì Bạch Tôn Giả đột nhiên phanh lại. Sao thế? Tống Thư Hằng vội hỏi. À, Lưu Tinh Kiếm có phản ứng. Tô Thị A thập lục độ thiên kiếp rồi, hơn nữa còn xảy ra chuyện khá thú vị. Ta đến xem thử. Bạch Tôn Giả nói. A thập lục độ kiếp ư. Bạch tiền bối đưa ta theo với. Tống Thư Hằng nói với theo. Chương 983, khi khổng khi không lại thành tình địch của người ta. Ngươi muốn xem tiểu thập lục độ kiếp ư. Bạch Tôn Giả quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Thư Hằng. Nhưng ta không thể đưa ngươi qua đó được. Tại sao chứ? Tống Thư Hằng tò mò hỏi lại. Ngươi coi lại cảnh giới của mình đi, nay ngươi đã đến trạng thái tam phẩm đỉnh phong, bốn ký mạch trong cơ thể đều thông hết rồi, thân thể và tinh thần lực cũng vượt cấp đạt đến trình độ tứ phẩm. Giờ chỉ cần tu vi chân khí của ngươi tăng thêm chút nữa thì thiên kiếp tấn cấp tứ phẩm sẽ chủ động tìm tới cửa ngay. Nếu bây giờ mà ngươi chạy tới gần Tô Thị A thập lục xem cô ấy độ kiếp thì chắc hẳn ngươi sẽ cùng độ kiếp với cô ấy luôn mất. Khi đó hai người các ngươi sẽ gặp phải thiên kiếp mạnh gấp đôi, dù là ta cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Bạch Tôn Giả vừa lái xe vừa nói. Tống Thư Hằng ngu người. Đậu xanh, ta sắp độ thiên kiếp rồi ư. Dù biết mình đã thông hết bốn mạch, nhưng Tống Thư Hằng vẫn cảm thấy chắc phải còn lâu lắm mình mới độ thiên kiếp. Dù sao thì lúc nghỉ hè hắn vừa mới độ thiên kiếp xong, tiềm thức cảm thấy lần độ thiên kiếp sau của mình phải lâu lắm mới tới. Nhưng nay có Bạch Tôn Giả nhắc nhở, Tống Thư Hằng mới nhận ra thiên kiếp của mình đã sắn tay áo, chuẩn bị tới thăm hỏi mình bất kỳ lúc nào. Tèo rồi. Tống Thư Hằng nói. Bạch Tôn Giả, ta hoàn toàn không biết gì về thiên kiếp độ tứ phẩm hết, thậm chí ta còn không biết trận pháp độ kiếp cần bố trí khi độ thiên kiếp tam phẩm tấn cấp tứ phẩm luôn. Không sao đâu, ta biết rõ ngươi hoàn toàn không biết gì về thiên kiếp tứ phẩm. Nên ta đề cử một thứ tốt cho ngươi này. Bạch Tôn Giả nói. Ngươi lấy điện thoại. Mở nhóm Cửu Châu số 1 ra, sau đó xem phần xe trên nhóm. Linh Điệp đạo hữu vừa mới up một thứ tốt lên đó, sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi đấy. Thực ra Bạch Tôn Giả không hề lo lắng trước việc độ thiên kiếp tứ phẩm của Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng khác với những người khác, bởi vì hắn có được một linh quỷ trình độ ngũ phẩm. Linh quỷ và chủ nhân là một thể, lúc độ thiên kiếp, Diệp Tư có thể thoải mái ra tay giúp đỡ Tống Thư Hằng, cũng sẽ không bị thiên kiếp coi như ngoại lực mà tăng cao cường độ của thiên kiếp. Tống Thư Hằng nghe vậy thì lập tức mở điện thoại lên. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện tập tin, cảm nghĩ khi bàn việc độ thiên kiếp tứ phẩm, do Linh Điệp Tôn Giả đưa lên. Linh Điệp tiền bối, cảm ơn ngài nhiều lắm. Tống Thư Hằng nhanh chóng tải tập tin này xuống. Bên trong nói rất rõ về quá trình cơ bản lúc độ thiên kiếp tứ phẩm. Hơn nữa còn giải thích từ góc độ của mộ vị tôn giả về những thứ cần chú ý trong lúc độ thiên kiếp, cũng như các cách giải quyết hữu hiệu. 32 cái like. Được rồi, ta đi trước đây. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hằng. Đợi đã, Bạch tiền bối ngài dừng xe lại trước đã. Bạch Tôn Giả bây giờ vẫn đang lái xe chạy băng băng trên đường, nếu hắn bỗng vèo một cái biến mất thì Tống Thư Hằng và những người khác có mặt ở trong xe sẽ bị tai nạn mất. Yên tâm đi, sao mà ta quên chuyện này được chứ? Bạch Tôn Giả hãm phanh, cũng dừng xe lại đàng hoàng. Sau khi ngừng xe xong, Bạch Tôn Giả đột nhiên lại nói. Đúng rồi, Thư Hằng này, người và linh quỷ Diệp Tư có thể cộng hưởng thị giác không? Được chứ, ngoại trừ cộng hưởng thị giác ra thì còn có thể cộng hưởng trí nhớ, ta và cô ấy có thể truyền trí nhớ cho nhau. Tống Thư Hằng đáp, hắn và Diệp Tư vẫn luôn tăng mạnh liên hệ khế ước linh quỷ của cả hai. Được, vậy ta có thể đưa Diệp Tư qua đó xem Tô Thị A thập lục độ kiếp. Đến lúc ngươi độ kiếp thì cũng có chuẩn bị tinh thần sẵn. Bạch Tôn Giả nói.
Cảm ơn ngài nhé Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng vội nói. Diệp Tư vốn đang xem phim trong TV ở ghế sau, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Bạch tiền bối, ta và Tống Thư Hàng là một thể, ta qua đó liệu có sao không? Yên tâm đi, chỉ cần không phải bản thể của Tống Thư Hàng qua thì sẽ không sao cả. Bạch Tôn Giả nói. Diệp Tư suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, ta qua đó xem vậy. Tuy rằng còn tiếc bộ phim đang xem dở, nhưng nghĩ ra thì việc thu thập tin tức về thiên kiếp tứ phẩm cho Tống Thư Hàng vẫn quan trọng hơn. Bạch Tôn Giả cầm tay Diệp Tư rồi nói. Thư Hàng, ngươi lái xe đi nhé. Nói xong, không đợi Tống Thư Hàng đáp lại thì Bạch Tôn Giả và Diệp Tư đã biến mất tiêu. Tống Thư Hàng. Đợi đã. Bạch tiền bối ơi, ta không có bằng lái. Chiếc xe này thuộc dạng xe biển vàng, bằng lái của Tống Thư Hàng là BSP. Nhưng Tống Thư Hàng đã vèo một phát đi đến chỗ Tô Thị A Thập Lục mất rồi. Tống Thư Hàng nhìn chiếc xe dài 10 mét này, thầm thở dài một phen. Giờ làm sao đây? Trên con đường này lắm xe chạy qua chạy lại, Tống Thư Hàng căn bản không cách nào thu nó vào trong vòng tay không gian được. Nếu như một chiếc xe dài hơn 10 mét đột nhiên biến mất trước mắt bao người thế này thì ngày mai sẽ lên trang đầu trên báo mất. Làm sao đây? Có nên cầu cứu chú cảnh sát giao thông không nhỉ? Thôi bỏ đi. Nếu lúc này chú cảnh sát giao thông tới thì nhất định sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm và phiền toái không cần thiết. Ví như trước đó là ai lái chiếc xe này tới đây? Người lái xe đã đi đâu rồi? Chủ xe là ai? Có phải các người trộm xe hay không? Vân vân và mây mây. Thôi bỏ đi, ta tự lái cho rồi. Tống Thư Hàng quyết định. Chỉ cần lái cẩn thận thì hắn vẫn chạy được. Lỡ như gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra xe thì Tống Thư Hàng có thể mang cả người lẫn xe chạy biến vào thế giới hạch tâm. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì bên vệ đường chợt có người đứng ngoắc hắn từ xa. Đó là một tráng hán cao to. Nhưng Tống Thư Hàng không quen đối phương. Quả nhiên là ngươi, Thư Hàng tiên sinh. Nhìn ngươi có vẻ buồn rầu thế, có gì cần ta giúp không? Tráng hán cao lớn nọ mỉm cười nói. Trên người hắn mang theo một loại khí tức như biển rộng. Tống Thư Hàng đã từng cảm ứng được khí tức này từ trên người Ngư Kiều Kiều. Đối phương là thành viên của hải tộc ư, hơn nữa còn là thành viên hải tộc có thể hóa hình, lẽ nào là đại yêu ngũ phẩm? Không đúng, thực lực của đối phương thoạt nhìn chỉ có tam phẩm thôi mà. Chẳng lẽ là hải yêu loại đặc biệt gì ư? Ngươi là... Tống Thư Hàng hỏi. Ha ha, ta là một thành viên của tộc Thiên Đinh trong hải tộc, tháng trước ta từng hầu hạ dưới trướng của Kiều Kiều đại tiểu thư một thời gian. Gần đây bị điều sang làm người hầu cho Ô Tiên Sinh ở gần nhà của Kiều Kiều đại tiểu thư. Vị tráng nam kia cười nói. Ta là Vương Bình, trời sinh có năng lực ngụy trang rất mạnh. Cho nên tuy thực lực không đủ, nhưng vẫn có thể dựa vào thiên phú chủng tộc để bắt chước bộ dạng của nhân loại. Nhờ thiên phú này mà giờ ta phụ trách mua đồ trong thế giới nhân loại giúp Ô Tiên Sinh, việc này rất dễ làm. Hóa ra là người hầu cũ của Ngư Kiều Kiều, chẳng trách có thể nhận ra hắn. Thư Hàng tiên sinh, nhìn ngươi có vẻ buồn rầu thế, gặp phải chuyện phiền não gì à? Tráng Nam Vương Bình hỏi. Là thế này, vừa rồi Bạch tiền bối đột nhiên đi mất, sau đó để lại chiếc xe này. Giấy phép của ta không thể lái xe này được, cũng không tiện vứt nó bên đường. Tống Thư Hàng nói. Ha ha, hóa ra là vậy. Thư Hàng tiên sinh, để ta giúp ngươi đi, bằng lái của ta đủ để lái chiếc này đấy. Vương Bình nói. Vậy thì xin cảm ơn ngươi nhiều. Tống Thư Hàng nói ngay. Vương Bình. Thư Hàng tiên sinh, người định đi đâu đây? Gần đây có chỗ nào vắng người không? Kiểu chỉ cần đừng có bị người thường để ý nhiều quá là được ấy. Tống Thư Hàng hỏi dò. Vương Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Có đấy, cách đây hơn 2 km có một đập chứa nước, vì vị trí đó khá vắng nên thành chỗ ở tạm thời của hải tộc bọn ta, nơi đó ít người thường. Chỉ cần chú ý một chút thì có thể tránh tai mắt của người thường ngay. Được, vậy lái xe đến đó đi. Tống Thư Hàng cười nói. Chỉ cần lái xe đến chỗ vắng người thì hắn có thể thu nó vào trong vòng tay không gian của mình. Sau đó lại cưỡi con rối ngân long quay về tộc địa sở ra. Vương Bình vui vẻ lên xe. Sau đó hắn giơ điện thoại ra nói. Đúng rồi, Thư Hàng tiên sinh, ta có thể chụp một bức ảnh không? Hả? Tống Thư Hàng lộ vẻ khó hiểu. Xe này đẹp quá, lần đầu tiên ta thấy xe thế này. Ta muốn chụp một bức ảnh up lên mạng. Vương Bình nói. Không thành vấn đề. Tống Thư Hàng lại tò mò hỏi. Nhưng nếu người muốn mua một chiếc xe thế này cũng dễ lắm mà.
Vương Bình là hải tộc, dưới đáy biển có nhiều bảo tàng như thế, lấy đại một mớ lên là đổi được bộn tiền mà. Tiền thì dễ kiếm, nhưng những hải tộc chưa tới ngũ phẩm như bọn ta thì không cách nào rời biển thời gian dài được, cho nên bình thường sẽ không nghĩ tới chuyện mua nhà sắm xe ở thế giới nhân loại. Nhưng chờ đến ngày ta tới cảnh giới ngũ phẩm thì nhất định sẽ mua một chiếc xe thật là oách. Vương Bình cười nói. Hóa ra là vậy. Tống Thư Hằng gật đầu, ngẫm lại cũng đúng. Vương Bình tự sướng vài cái xong thì lại chụp chung một bức với Tống Thư Hằng up lên mạng. Hôm nay ra ngoài mua đồ, may mắn gặp được bạn của Kiều Kiều Đại Tiểu Thư là Bá Đao Thư Hằng tiên sinh. Nhờ phúc của hắn mà ta được lái một chiếc xe oách khỏi chê, thỏa lòng mê siêu xe của ta. Sau khi up lên, Vương Bình thắt dây an toàn. Thư Hằng tiên sinh, ngồi vững nhé. Chiếc xe dài hơn 10 mét chạy phăm phăm về phía đập nước cách đó hơn 2 km. Mấy bức ảnh của Vương Bình up lên mạng nhanh chóng được bạn bè và đồng nghiệp trong danh sách bạn bè nhìn thấy. Tại vị trí đập nước kia, có 3 con hải yêu sống ở nơi này, cũng như Vương Bình, chúng nó đều là thuộc hạ của vị ô tiên sinh kia, phụ trách công việc mua sắm đủ loại vật phẩm ở thế giới loài người, sau đó chuyển xuống đáy biển. 3 con hải yêu cũng thấy được mấy bức ảnh do Vương Bình đăng lên. Đậu xanh, chiếc xe của Vương Bình ngon lành thế, không biết là của ai nữa, lái nó chắc sướng lắm. Ta lại thấy người này trông quen quen, tên gì thế nhỉ, Bá Đao Thư Hằng à. Theo như Vương Bình nói thì đây là một người bạn của Kiều Kiều Đại Tiểu Thư. Đợi đã, ta nhớ ra rồi, đây không phải vị tu sĩ nhân loại tên Cao Thăng Sư Huynh ư. Cái người có cảnh giới nhị phẩm, trước đó cùng đóng một bộ phim với Kiều Kiều Đại Tiểu Thư. Ô tiên sinh đã bảo chúng ta để ý đến hắn. Rất có thể hắn chính là tình địch của ô tiên sinh đấy. Nghe nói Kiều Kiều Đại Tiểu Thư còn từng ngủ chung một phòng với hắn nữa. Nghe đâu ô tiên sinh giận đến mức đập nát cả chiếc du thuyền yêu thích của mình nữa. Chương 984, duyệt kế hoạch, mọi thứ đều ok. Bây giờ, Tống Thư Hằng người rất có thể là tình địch của ô tiên sinh sắp sửa đến chỗ bọn họ rồi. Phải làm sao bây giờ? Nếu như làm như không thấy trước việc Tống Thư Hằng đến đây. Chừng đó ô tiên sinh mà biết thì gai to, nói không chừng sẽ phạt hoặc đuổi bọn họ, mất chén cơm như chơi. Dù sao thì tình địch của ông chủ sắp tạt ngang, bọn họ dù gì cũng phải thể hiện một phen để bảo vệ chút tôn nghiêm yếu ớt của ông chủ chứ. Nhưng nếu bảo bọn họ ra tay đối phó với Tống Thư Hằng thì bọn họ lại chùn tay, dù sao thì họ cũng là hải yêu tốt mà. Đúng là dầu thúi ruột mà. Một lát sau, 3 con hải yêu chọn cách liên lạc với ô tiên sinh, hỏi ý kiến của ông chủ. Chuyện thế này không đến phiên bọn họ nghĩ nhiều. Sau khi bên kia bắt máy, một giọng nói rất đáng yêu, nghe như giọng trẻ con vang lên. Là Hắc Tam đấy à, tìm ta có gì thế? Thứ cần mua hết hàng rồi hay sao? Thứ mà ông chủ ô muốn mua toàn là hàng hot trong thế giới nhân loại, nên thường bị hết hàng. Không phải thế, ô tiên sinh. Hải yêu có nguyên hình con mực hắng giọng nói. Chuyện là thế này, trên đường mua đồ Vương Bình gặp phải một tu sĩ nhân loại. Đang định đưa người đó đến cứ điểm tạm thời của chúng ta. Ồ, có vấn đề gì à? Ô tiên sinh nghi hoặc hỏi lại, bọn họ cũng thường xuyên có qua lại làm ăn với tu sĩ nhân loại, đưa tu sĩ nhân loại đến cũng có gì đâu. Thân phận của vị tu sĩ nhân loại kia có vấn đề. Hải yêu mực nói. Thân phận thế nào, nói thì nói hết đi, đừng có ngắt ngứ suốt như bị táo bón thế. Ô tiên sinh nói. Khụ, vị tu sĩ nhân loại kia họ Tống. Tên là Thư Hằng. Chính là người bạn của Kiều Kiều Đại Tiểu Thư đấy. Hải yêu mực thấp giọng nói. Ô tiên sinh ngẩn ra một lúc, sau đó hắn quát to. Đậu xanh, tên họ Tống kia đến phá địa bàn của ta ư. Không, không phải, ta thấy vị Thư Hằng tiên sinh kia được Vương Bình mời tới làm khách đấy. Hải yêu mực kia nói. Đậu xanh nhà hắn. Ô tiên sinh cắn răng nói. Mặc kệ có phải hắn tới phá hay không. Chỉ cần hắn họ Tống tên Thư Hằng thì ta nhất định phải xử hắn. Một tên tu sĩ nhân loại cảnh giới nhị phẩm thôi, 3 người các ngươi có thể xử được đúng không? Trong tin tức mà ô tiên sinh nhận được, gã tình địch tên Tống Thư Hằng kia chỉ là một tiểu tu sĩ nhị phẩm, nhờ bạch tiền bối nên mới gặp được Ngư Kiều Kiều. Nhất định là được, 3 người bọn ta đều là cảnh giới tam phẩm mà. Hải yêu mực nói, nhưng hắn là bạn tốt của Kiều Kiều Đại Tiểu Thư. Nếu như bọn ta đánh hắn thì Kiều Kiều Đại Tiểu Thư có giận hay không? Nếu như Kiều Kiều Đại Tiểu Thư mà tức giận thì 3 con hải yêu bọn nó sẽ khó sống lắm. Không sao hết, cứ xử hắn cho ta, nếu như Ngư Kiều Kiều có trách tội thì ta sẽ gánh thay cho các ngươi.
Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Ô tiên sinh vỗ ngực nói. Ta hiểu rồi. Hải yêu mực chỉ chờ câu này của ô tiên sinh mà thôi. Sau đó, hải yêu mực lại hỏi. Đúng rồi, ô tiên sinh này, bọn ta phải đánh tới mức nào đây? Bị nhẹ hay bị nặng? Ừ, nếu đánh nặng quá thì không tốt lắm. Ngư Kiều Kiều mà giận thì ta lại xót lòng. Ô tiên sinh nói. Đánh nhẹ đi, chừng vài hôm là khỏi ấy. Nhưng phải đánh vào mặt nhé, đánh cho mạnh vào. Còn phải quay lại hết toàn bộ đấy, có biết chưa? Được, bọn ta biết rồi. Hải yêu mực rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ô tiên sinh không mất hết lý trí, như vậy mới tốt. Nếu chỉ là vài vết thương da thịt thì dù Kiều Kiều đại tiểu thư có trách cứ cũng sẽ không nặng lắm. Sau khi cúp máy, ba con hải yêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Cầm máy quay phim ra cắm sẵn đây, sau đó chờ Tống Thư Hàng tiên sinh tới thì chúng ta sẽ tẩn hắn một trận. Đúng rồi, còn cả Vương Bình nữa, phải xử hắn trước mới được. Đợi Vương Bình quay về thì tiểu cửu ngươi hãy dùng năng lực thiên phú của ngươi làm hắn tê liệt. Hắn cũng là cảnh giới tam phẩm, sẽ ngăn cản chúng ta đánh Tống Thư Hàng tiên sinh. Đợi xong xuôi thì chúng ta giải thích với hắn nữa là xong. Hải yêu mực nói. Không thành vấn đề, cứ để đó cho ta. Ở bên cạnh hắn, một vị hải yêu sứa với hình dạng gần trong suốt đáp lại. Vậy nên ba con hải yêu bắt đầu bố trí. Vừa phải bảo đảm bị thương nhẹ, lại phải đánh thẳng vào mặt, đây là cả một kỹ thuật chứ không đùa đâu. Đến lúc đó góc độ quay lại cũng phải chính diện, tiếng hét của Tống Thư Hàng nhất định cũng phải đủ thảm. Nếu như Tống Thư Hàng kêu không thảm thì ba con hải yêu vẫn còn một tuyệt chiêu nữa. Người cuối cùng trong ba hải yêu là một nữ yêu có huyết thống Siren của phương Tây, tiếng hát của cô rất tuyệt vời, lại có thể bắt chước giọng của người khác nữa. Nếu như Tống Thư Hàng la không đủ thảm thì cô có thể bắt chước giọng của Tống Thư Hàng, sau khi áp sát hắn thì lồng tiếng tại chỗ luôn. Chỉ cần chỉnh góc độ quay thích hợp, để người nghe tưởng là chính Tống Thư Hàng hét lên là xong, kế hoạch chuẩn không cần chỉnh. Một bên khác, chỗ Tô Thị A thập lục độ kiếp. Thiên kiếp liên tục giáng xuống, vài đợt thiên kiếp đầu tiên lấy lôi kiếp là chính, giai đoạn giữa thì có xen lôi kiếp ngũ hành. Bởi vì đây là lần độ kiếp thứ hai nên Tô Thị A thập lục và Tô Thị A thất đã chuẩn bị rất chu toàn. Hơn nữa thực lực của Tô Thị A thập lục lúc này đã mạnh hơn trước kia vài phần. Mấy đạo lôi kiếp đầu tiên, Tô Thị A thập lục một mình một đao, dựa vào đao ý của mình chém đứt kiếp lôi. Thậm chí đến cả đại trận phụ trợ độ kiếp còn không dùng tới, thủ đoạn sau cùng là lưu tinh kiếm mượn của Bạch Tiền Bối cũng không có cơ hội ra khỏi vỏ. Lần độ kiếp này của A thập lục có thể nói là vừa ngầu vừa dễ dàng. Lôi xà cuồng bạo và mây đen trên trời dần tản đi. Nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo chính là lượt thiên kiếp cuối cùng. Tô Thị A Thất vẫn luôn đứng thủ hộ ở gần đó, tránh cho Tô Thị A Thập Lục bị cuốn vào thiên kiếp. Trên bầu trời, lôi xà dần tán đi, nhưng lại có một đạo lôi hỏa chi kiếp quấn quanh bên trong, hóa thành một kích cuối cùng. Trong một kích này còn ẩn chứa tỷ lệ nhất định sinh ra tâm ma chi kiếp nữa. Lần trước Tô Thị A Thập Lục chính là thua ở chỗ này, thân gánh nỗi khổ bị kiếp lôi đày đọa, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Cho nên, Tô Thị A Thất đứng bên cạnh siết chặt bảo đao của mình, với thực lực của tiểu thập lục thì việc đánh tan đạo lôi hỏa chi kiếp này không khó. Chỉ sợ sẽ xuất hiện tâm ma kiếp mà thôi. Dù sao thì đây là lần thứ hai A thập lục độ kiếp, tỷ lệ xuất hiện tâm ma kiếp rất lớn. So với tâm trạng căng thẳng nơm nớp của A Thất thì trong lòng A thập lục lại tràn ngập niềm tin. Lôi hỏa chi kiếp trên bầu trời cũng không hề mang tới cảm giác áp bách cho cô. Trong lòng cô có niềm tin. Rằng chỉ cần vô vung đao thì có thể chém rách lôi hỏa chi kiếp. Lôi hỏa chi kiếp quấn quanh, giáng xuống như mưa. Tô Thị A thập lục giẫm nhẹ chân, trận pháp bố trí dưới chân được kích hoạt toàn bộ, phủ lên người cô. Ngay sau đó, đao khí và đao khí dập trời chém mạnh về phía lôi kiếp. Trong ánh đao ẩn ẩn có cả tiếng rồng ngâm. Có một đạo thân ảnh bạch long như ẩn như hiện sau lưng Tô Thị A thập lục. So với lần độ kiếp trước đó thì lần này Tô Thị A thập lục càng khí phách và cường thế hơn. Ánh đao chém ngược lên, va chạm với lôi kiếp ở giữa không trung. Đúng lúc này, ánh đao chợt biến thành bạch long, linh hoạt quấn lấy lôi kiếp, vừa quấn lấy một cái thì dễ dàng xé rách lôi kiếp. Chỉ còn một vài lôi kiếp và hỏa kiếp lẻ tẻ cũng bị trận pháp dưới chân Tô Thị A thập lục ngăn cản. Cả quá trình độ kiếp, Tô Thị A thập lục đều ở vào trạng thái nghiền áp.
không có một đạo kiếp lôi hoặc kiếp hỏa nào có thể giáng xuống phạm vi trăm mét trên đỉnh đầu của A Thập Lục. Tất cả đều bị 22 xé rách ngay giữa không trung. Lôi kiếp tán đi, tâm ma kiếp cũng không hề xuất hiện. Tô thị A Thập Lục độ kiếp thành công, chân khí trong cơ thể của cô chuyển hóa, từ chân khí dạng lỏng hóa thành tiên thiên chân nguyên, tinh thần lực thì biến thành màu bạc. Trước khi độ kiếp thì thần lực của Tô thị A Thập Lục đã đạt đến cảnh giới tứ phẩm. Nay trình độ tinh thần lực của cô lại được nâng cao một tầng. Tô thị A Thập Lục nhếch môi cười, cô chà đao vào vỏ, giơ tay lau đi mồ hôi bên trán, sau đó làm động tác ok với Tô thị A Thất ở đằng xa. Sau đó cô khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp, phối hợp với cảnh giới đột phá, ngưng tụ hạch tâm chân khí ở trong đan điền bản mệnh của mình. Tô thị A Thất ở đằng xa rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng A Thất vừa mới thở hắt ra được nửa hơi thì trên trời lại có biến. Lôi kiếp vốn đã bị đao khí của Tô thị A Thập Lục xé rách lại ngưng tụ về, đột nhiên đánh xuống Tô thị A Thập Lục đang trong trạng thái tu luyện. Rõ ràng độ kiếp đã xong xuôi, nhưng hôm nay thiên kiếp lại ra chiêu không theo thói thường. Tô thị A Thất tức giận vô cùng, hắn đột nhiên rút đao ra, định bụng đánh tan thiên kiếp còn sót lại này. Nhưng lại có một đạo kiếm quang còn nhanh hơn cả Tô thị A Thất. Là lưu tinh kiếm của Bạch Tôn giả, nó tự động bắn ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm quang chói mắt đâm thẳng vào giữa lôi kiếp, trực tiếp đánh tan lôi kiếp còn sót lại. Tô thị A Thất lại tiếp tục thở phào một hơi. Còn chưa xong đâu. Lúc này giọng của Bạch Tôn giả đột nhiên vang lên bên tai của Tô thị A Thất. Tô thị A Thất, Bạch tiền bối, xin ngài đừng có đột nhiên xuất hiện rồi lên tiếng ở sau lưng người khác như thế chứ. Ngại quá, lúc xuyên không thì tọa độ bị thiên kiếp làm ảnh hưởng tới, nên không xác định chuẩn. Ta định xuất hiện trước mặt ngươi cơ. Bạch Tôn giả đáp. Diệp Tư cũng xuất hiện, cô mỉm cười với Tô thị A Thất một cái, sau đó nhìn về phía Tô thị A Thập Lục đang khoanh chân ngồi cùng với kiếp vân trên đầu của cô. Bình thường thì khi vượt qua lôi kiếp, thiên kiếp của Tô thị A Thập Lục đã kết thúc mới phải. Cảnh giới của cô cũng đã bắt đầu lột xác, tấn chức tiên thiên tứ phẩm rồi. Thiên kiếp lý ra phải xong rồi mới đúng. Nhưng bây giờ sau khi lôi kiếp bị đánh tan thì trên đỉnh đầu của Tô thị A Thập Lục lại hình thành một mảnh kiếp vân mới. Trong kiếp vân có lôi quang sáng lóa xẹt lên. Sau một lúc lâu, trong kiếp vân lại có một họng pháo khổng lồ chui ra, họng pháo này là do lôi quang màu vàng tạo thành. Đây là gì chứ? Tô thị A Thất cắn răng nói. Tại sao thiên kiếp đã xong xuôi rồi mà trên trời còn xuất hiện thứ này nữa? Năng lượng ẩn chứa bên trong họng pháo này, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm nữa là. Chắc là thiên kiếp biến dị mới đấy. Bạch Tôn giả nhìn họng pháo trong kiếp vân rồi nói. Thứ này rất lạ, tựa như là thiên kiếp đang cố ý nhằm vào Tô thị A Thập Lục vậy. Chương 985, thiên kiếp hiện đại hóa mưa bom bão đạn. May mà là mơ. Tô thị A Thất cắn răng nói. Ta sẽ đánh tan nó. A Thập Lục đã độ kiếp xong, thậm chí đã bắt đầu tấn chức tứ phẩm. Lúc này dù có đánh tan thiên kiếp thì chắc là cũng không ảnh hưởng đến việc tấn cấp của cô, không cần phải tiếp tục mạo hiểm đi độ thiên kiếp biến dị này. A Thất ngươi chớ có vọng động, bây giờ ngươi mà tiến lên sẽ khiến thiên kiếp biến dị này mạnh hơn, cũng làm mọi chuyện xấu hơn đấy. Bạch Tôn giả giơ tay túm A Thất lại rồi nói. Hơn nữa còn có ta ở đây, từ đầu lưu tinh kiếm của ta đã giao cho Tiểu Thập Lục, nếu thật sự có sự cố thì lưu tinh kiếm của ta có thể bảo vệ con bé an toàn, cứ tin ta đi. A Thất nghe thế thì hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại. Diệp Tư đứng bên cạnh Bạch Tôn giả nhìn chằm chằm vào họng pháo do lôi quang tạo thành kia như có điều suy nghĩ. Gần đây hình như thiên kiếp cải tiến ngày càng nhanh thì phải. Hôm nay đã có cả họng pháo thế này, thiên kiếp đạn đạo còn xa nữa ư. Tương lai một ngày nào đó, liệu thiên kiếp của tu sĩ có biến thành ngày càng hiện đại hóa hơn không? Nghĩ thử xem, đủ loại thiên kiếp như lôi kiếp, kim khắc biến thành hình thái đạn đạo, bắn vèo 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 xuống từ không trung, nổ đùng đùng đùng. Đáng sợ quá. Ừ, không thể không đề phòng vụ này, cần phải nhắc Tống Thư Hàng chú ý một chút, tốt nhất là nên chuẩn bị cách ứng đối sẵn mới được. Vậy nên Diệp Tư đưa hình ảnh về ống pháo lôi điện thiên kiếp và suy nghĩ của mình gửi qua cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhanh chóng đáp lại. Diệp Tư cô đừng sợ, thật ra thiên kiếp có hình ống pháo thế này cũng dễ hiểu thôi. Thời viễn cổ có một số pháp bảo tu sĩ đã có hình dạng ống pháo rồi. Trước kia khi chúng ta xông vào cấm địa, chẳng phải Bạch Tiền bối tu đã lấy ra rất nhiều loại pháp khí hình pháo ư. Bây giờ thiên kiếp biến dị thành hình dạng ống pháo cũng không lạ. Nhưng ta cảm thấy chắc là khả năng xuất hiện thiên kiếp hiện đại hóa sẽ rất thấp,
ít nhất thì nó cũng không xuất hiện nhanh như thế. Dù sao thì văn minh tu chân cũng khác với văn minh khoa học kỹ thuật mà. Diệp Tư, nhưng ta cảm thấy ngươi cứ đề phòng thì hơn. Giác quan thứ 6 của con gái nói cho ta biết, đến lúc đó thiên kiếp của ngươi nhất định sẽ không bình thường. Tống Thư Hàng, Diệp Tư, đừng có nói gỡ thế chứ. Ta chỉ muốn tu chân bình thường, thuận lợi tấn cấp mà thôi. Nói gỡ như thế đáng sợ lắm, nếu như đến lúc đó thiên kiếp của ta mà biến dị thật thì ta sẽ khóc mất. Diệp Tư, khụ, thiên kiếp bên này sắp bắt đầu rồi. Lát nữa ta sẽ chuyển hình ảnh cho ngươi. Bây giờ ngươi đang làm gì đấy? Diệp Tư cố bẻ lái chủ đề. Tống Thư Hàng, khi nãy Bạch Tiền Bối đi nhanh quá, ta lại không có bằng lái xe này. May mà có một vị thuộc hạ cũ của Ngư Kiều Kiều xuất hiện, giờ hắn đang lái xe đến đập chứa nước gần đó giúp ta. Đến chừng đó ta sẽ thu xe lại rồi cưỡi con rối ngân long đến tộc địa Sở ra. Diệp Tư, ngươi cẩn thận nhé, không nói nữa, ta phải ghi nhớ hình ảnh thiên kiếp mới được. Chừng đó sẽ cộng hưởng cho ngươi. Tống Thư Hàng, ok, ta nghỉ trước một lát. Tống Thư Hàng kết thúc trao đổi với thiên kiếp, nhắm mắt tựa lưng trên ghế phụ lái ngáy do do. Có thể là vì quá mệt nên vừa ngủ là hắn lại tiến vào mộng cảnh. Trong mộng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đội quân, kiểu vũ trang hiện đại hóa ấy. Sau đó đội quân kia đứng trong kiếp vân màu đen, tay cầm đủ loại súng ống tiên tiến mà Tống Thư Hàng không biết tên, bắn chéo 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 về phía hắn. Thứ mà đống súng ống này bắn ra đều là sức mạnh thiên con mợ nó kiếp. Ầm ầm ầm, mưa bom bão đạn bắn xuống như chút nước. Ẩn ẩn có cả mấy thứ như xe đạn đạo chạy ra từ sâu bên trong kiếp vân nữa. Thiên kiếp hiện đại hóa khỉ gió gì đây? Tống Thư Hàng giật thót một cái, đầu mướt mồ hôi. Đậu xanh, hóa ra là mơ. Giấc mơ này đáng sợ quá, thiên kiếp hiện đại hóa thật đáng sợ. May mà nó chỉ là mơ. Nhưng nếu như có một ngày, thiên kiếp thật sự biến thành thiên kiếp hiện đại hóa thì biết phá cứu gì đây? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Đám kiếp lôi, kiếp hỏa, kim kiếp, mộc kiếp, tâm ma kiếp trước kia thì mọi người đã rành rẽ quá rồi, đồng thời cũng nghiên cứu ra vô số cách phá giải thiên kiếp. Những cách phá giải thiên kiếp này đều là các tu sĩ tiền bối đánh đổi bằng máu và mồ hôi mới tích góp được. Nhưng nếu như thiên kiếp tương lai thật sự biến thành thiên kiếp hiện đại hóa thì lúc đối mặt với thiên kiếp, ắt hẳn các tu sĩ đều sẽ ngu người. Đặc biệt là những vị lão tiền bối đã bế quan cả ngàn năm, nay xuất quan độ kiếp mà thấy vậy thì chắc sẽ hộc máu mất thôi. Tống Thư Hàng chống cằm, chẳng lẽ phải dùng pháo đối pháo, lấy đá chọi đá, hai bên liều mạng nã pháo với nhau à? Hay là gửi đề tài này lên nhóm Cửu Châu số 1 xem các tiền bối trong nhóm sẽ chọn cách ứng đổi thế nào nhỉ? Bên kia, Tô Thị A Thập Lục mở mắt ra, cô đã chính thức bước vào cảnh giới tứ phẩm, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên, hạch tâm chân khí trong đan điền cũng đã ngưng tụ xong. Khi cô mở mắt ra thì họng pháo do lôi quang thiên kiếp hóa thành chợt khai hỏa. Đùng! Một cột sấm sét đánh thẳng xuống chỗ Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục không hề bối rối, thân thể nhỏ nhắn của cô nhảy lên một cái, cầm bảo đao bản mệnh của mình, rót một thân chân khí vào trong. Sau đó, cô hơi cong eo lại, thân thể giống như một cây cung kéo căng, bày ra một tư thế xuất đao rất kỳ quái. Tư thế xuất đao này, ta không nhìn lầm đấy chứ. Bạch Tôn Giả nhìn về phái Tô Thị A Thất. Đây là tuyệt kỹ độc môn của A Thất, cũng là đao pháp đã ấn định danh hiệu, linh hoàng mạnh nhất của A Thất, thiên đao táng tinh hải. Lực lượng bạo phát của một đao kia, so với Dạ Không trong tinh hà thập nhị kiếm của Bắc Hà Tán Nhân chỉ có hơn chứ không kém. Là bản cải biên của thiên đao táng tinh hải, tên táng tinh hà, tiểu thập lục dựa vào thiên đao táng tinh hải của ta rồi sửa lại. Mặc dù uy lực có giảm xuống, nhưng bây giờ tiểu thập lục lại có thể phát huy ra được uy lực của nó luôn. Tô Thị A Thất kiêu ngạo nói. Cho nên ta mới nói là thiên phú của A Thập Lục còn cao hơn cả ta. Trong lúc nói chuyện, A Thập Lục khẽ quát một tiếng, toàn lực chém ra một đao. Đao mang chém ngược lên, bá đạo vô song, ánh đao đẩy thẳng một đường hơn 100 mét, uy lực không hề giảm bớt. Dưới chân cô, đám trận pháp phụ trợ độ kiếp cũng toàn lực triển khai, tăng thêm trạng thái cho cô. Đám trận pháp này gần như không hề tiêu hao gì trong những đợt lôi kiếp trước đó, nên lúc này vẫn đang trong trạng thái đầy năng lượng. Hay! A Thập Lục nhân cơ hội này, tiếp tục chém ra một chiêu táng tinh hà thứ hai.
hai đao cái trước cái sau thi nhau chống lại cột sét nọ, đao quang liên tục xé rách cột sét cũng không ngừng tiêu hao đao quang. Sau 3 giây, Táng Tinh Hà do Tô Thị A thập lục chém ra đã bị tiêu diệt hết, mà cột sét kia cũng chỉ còn lại hơn 20%. Cột sét chừng 20%, này đánh thẳng xuống chỗ A thập lục. Lưu tinh kiếp bay lên giữa không trung, lần này nó không ra tao. Lôi kiếp cỡ này thì tự A thập lục cũng có thể giải quyết. Phía dưới, A thập lục phun ra một ngụm chọc khí, hai tay cầm đao, chuẩn bị chém ra thêm một đao nữa. Nhưng đúng lúc này, trên người cô lại có một lực lượng màu trắng tự động bắn ra, lao về phía cột sét. Lực lượng hộ thể màu trắng này rất giống ánh sáng công đức hộ thể của Tống Thư Hàng, bên trong ẩn chứa ý chí công chính. Lực lượng trắng kia đánh mạnh lên cột sét, rõ ràng cũng là một loại lực lượng tự động hộ chủ. Cột sét chỉ còn lại 20% uy lực, nhanh chóng tan rã khi bị lực lượng này đánh trúng. Lôi quang tiêu tán, lực lượng màu trắng hiện ra chân thân của mình. Đó là một hư ảnh chân long màu trắng, lơ lửng sau lưng Tô Thị A thập lục, dương nanh múa vuốt bảo vệ lấy Tô Thị A thập lục ở bên trong. Diệp Tư nhìn thấy nó thì lập tức liên tưởng đến Tống Thư Hàng lúc này, nếu như lúc này cô mà cộng hưởng hình ảnh cho Tống Thư Hàng thì hắn sẽ khóc mù mắt luôn. Diệp Tư còn nhớ lúc trước khi ánh sáng công đức của Tống Thư Hàng có dấu hiệu cụ thể hóa thì hắn đã liều mạng nghĩ tới hình thái chân long, mong có thể khiến ánh sáng công đức của mình thành một con chân long màu vàng. Kết quả lúc đó ánh sáng công đức lại biến thành người que thân rắn. Bây giờ nhìn chân long năng lượng màu trắng xuất hiện sau lưng Tô Thị A thập lục mới uy nghiêm, khí phách làm sao. Chân long bảo vệ Tô Thị A thập lục kín kẽ, thân rồng khẽ đong đưa, kèm theo phong thái vương giả. Đây chính là hình tượng mà Tống Thư Hàng mơ ước đã lâu. Con bạch long này là sao đây? Tô Thị A thất đần mặt ra. Ngươi cũng không biết ư? Bạch tôn giả tò mò hỏi. Tô Thị A thất lắc đầu. Ta chưa từng thấy trên người A thập lục có con bạch long như thế bao giờ. Đồng thời trong lòng A thất cũng có suy đoán. Thiên kiếp của Tô Thị A thập lục biến dị hẳn là có liên quan đến hư ảnh bạch long này. Cấu tạo của con bạch long này giống hệt với ánh sáng công đức cụ thể hóa trên người Tống Thư Hàng, mặc dù ý chí của cả hai thứ hơi khác, nhưng hẳn là cùng một gốc. Tô Thị A thập lục có thu luyện công pháp dạng siêu độ gì không? Bạch tôn giả chợt hỏi. Tô Thị A thất lại tiếp tục ngu người. Đùng đùng đùng. Trên bầu trời, thiên kiếp hỏng pháo biến dị liên tục khai hỏa. Bên dưới, trong sự bảo vệ của bạch long, Tô Thị A thập lục không hề sợ uy lực của thiên kiếp chút nào. Đối mặt với mưa bom bão đạn của thiên kiếp, cô vẫn chọn cách tấn công chính diện. Đao pháp Táng Tinh Hà liên tục được cô chém ra, sau khi ngày càng quen hơn với tiên thiên chân nguyên cảnh giới tứ phẩm, Táng Tinh Hà do cô chém ra cũng ngày càng mạnh hơn. Qua 20 đao, Tống Thư Hàng thở hồng hộc, thiên kiếp hỏng pháo trên trời rốt cuộc cũng ngừng nổ pháo. Xong rồi ư, Tô Thị A thất đứng bên cạnh cảm giác còn căng thẳng hơn chính mình độ kiếp nữa. Chưa đâu. Dựa theo tính cách của thiên kiếp thì hẳn là còn một đòn cuối cùng. Bạch tôn giả trầm giọng nói. Quả nhiên, ống pháo do lôi điện tạo thành ở trên trời tan biến, cuối cùng nó biến thành một thanh lôi mâu. Trên lôi mâu có một đống phù văn lôi điện chói mắt lóe lên, tràn ngập khí tức viễn cổ, tựa như một thanh thần binh đến từ thời viễn cổ. Lôi mâu dần dơ lên, tựa như có một bàn tay vô hình cầm nó định ném ra. Không tốt, Tô Thị A thất giật mình. Lực lượng của lôi mâu này có cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm. Nếu lôi mâu đánh xuống thì Tô Thị A thập lục tuyệt đối sẽ không thể nào cản được. Bạch tôn giả đứng bên cạnh cũng kết kiếm quyết, lưu tinh kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, chân long màu trắng sau lưng Tô Thị A thập lục ngâm dài, nó chủ động phóng lên trời, lao tới chỗ thanh lôi mâu kia. Chương 986, ta muốn quay lại, chuyên nghiệp lên tí biết không? Lôi mâu có cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm. Chân long cùng loại với ánh sáng công đức kia có thể thắng được nó ư? Bảo đao của Tô Thị A thất bật ra khỏi vỏ, đao ý ngưng tụ, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bạch tôn giả vẫn duy trì liên kết với lưu tinh kiếm. Lúc này, bạch long ngâm dài một tiếng, đâm thẳng vào lôi mâu, tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời. Lôi mâu như thể bị một bàn tay vô hình ném mạnh ra. Hai bên đâm sầm vào nhau. Sau đó, ánh sáng trắng chói lóa tỏa ra trên bầu trời như một mặt trời màu trắng. Không có nổ mạnh, không có tiếng vang, một rồng một mâu đâm vào nhau rồi hết thảy đều tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, ánh sáng trắng chói mắt tan dần. Bạch long uốn mình bay giữa không trung với tư thế cực kỳ ưu nhã,
như một vị vương giả đang tuần tra trên mảnh đất của mình. Lôi Mâu đã biến mất. Bạch Long thắng rồi. Tô Thị A thất hỏi. Luồng ánh sáng trắng chói mắt kia làm cho hắn cũng bị ngăn chặn, không thể biết được rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì. Con Bạch Long kia nuốt sống Lôi Mâu luôn. Bạch Tôn giả đáp. Nuốt luôn á. Tô Thị A thất ngẩng đầu lên nhìn Bạch Long chăm chú. Rốt cuộc thì nó có lai lịch gì? Rõ ràng nó chỉ cùng loại với ánh sáng công đức mà thôi, ấy vậy mà nuốt chửng được cả thiên kiếp ư. Lúc này, trên bầu trời, Bạch Long vẫn đang bay lượn. Mới đầu nó bay rất chậm, sau đó tốc độ nhanh dần, nhanh đến mức lướt qua tầm mắt mọi người như chớp. Nó đang làm cái gì vậy? Tô Thị A thất hỏi. Bạch Tôn giả cũng không dám khẳng định. Hình như là đang tiêu hóa. Nhìn Bạch Long bây giờ hệt như ăn no quá rồi phải bay lượn để tiêu hóa vậy. Tiêu hóa, chẳng phải nó giống như ánh sáng công đức hay sao? Chẳng lẽ còn biết đi ị nữa à? Tô Thị A thất hỏi. Tô Thị A thất vừa dứt lời thì thấy Bạch Long trên bầu trời dừng lại và nhổng cái mông lên. Cuối cùng, một đống gì đó lóe ánh điện lập lòe bị tuồn ra từ đó. Cái đống lóe ánh điện kia còn có khí thức của thiên kiếp. Tô Thị A thất. Gạch nối chấm. Điệu móa. Thì thật à, Lôi Mâu thiên kiếp kia bị Bạch Long nuốt chửng, sau đó biến thành cất rồng bị thải ra ngoài. Tô Thị A thất dám khẳng định cục thiên kiếp này chính là cục thiên kiếp thê thảm nhất trong mấy trăm năm trở lại đây. Ây, cái đống thiên kiếp biến thành cất rồng kia là bảo bối đấy. Bạch Tôn giả nói, A thất đạo hữu hót nó về, không chừng còn có tác dụng. Tô Thị A thất, gạch nối, cất rồng do thiên kiếp biến thành thì chắc chắn là bảo bối rồi. Vấn đề là hắn không cần cái bảo bối này đâu. Xem ra Tô Thị A thất đạo hữu không cần bảo bối này nhỉ. Bạch Tôn giả cười nói. Tô Thị A thất lắc đầu bảo. Ta không cần đâu, Bạch tiền bối thích thì đi mà hót. Ta cũng không lấy làm gì. Bạch tiền bối cười híp mắt. Thấy nó cứ bẩn bẩn làm sao ấy. Tô Thị A thất. Thế mà ngài còn bảo ta hót. Khi họ đang nói chuyện thì cục cất rồng kia rơi xuống đất rồi biến mất trong thinh lặng. Thần kỳ là khi rơi xuống nó không nổ tung, cũng không gây ảnh hưởng gì tới mặt đất cả. Bạch Long lượn một vòng nữa trên trời rồi hạ xuống, trở về trên người Tô Thị A thập lục. Nó uốn éo cái đuôi sau lưng cô nàng, khoe phong phạm vương giả ngầu lòi. Tô Thị A thất đạp hư không đến bên Tô Thị A thập lục. Tiểu thập lục, không sao chứ? Không sao đâu A thất, ta khỏe lắm. Tô Thị A thập lục mỉm cười, khí tức trên người lại tăng thêm một phần. Bạch Tôn giả cũng đáp xuống bên cạnh Tô Thị A thập lục rồi kiểm tra trạng thái thân thể cho cô. Không sao cả, trạng thái của A thập lục rất ổn. Cuối cùng Tô Thị A thất cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thập lục vượt thiên kiếp gian nan mấy lần, rốt cuộc cũng vượt qua một cách thuận lợi rồi. Tô Thị A thập lục nắm chặt bảo đao trong tay. Trừ độ kiếp thành công ra, cô còn có thu hoạch khác, chỉ cần cô động ý niệm thì trên bảo đao sẽ có ánh điện lóe lên. Đó là lực lượng của lôi điện. Thậm chí còn mang theo uy lực của thiên kiếp. Thuộc tính lôi điện biến dị này cường đại hơn thuộc tính vốn có của cô nhiều. A thất, bao giờ thì chúng ta học ngự đao phi hành đây? Tô Thị A thập lục ngẩng mặt hỏi. Chưa vội. Tô Thị A thất mỉm cười xoa đầu A thập lục. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cái đã, lúc nào thích hợp thì ta sẽ dạy ngươi pháp môn ngự đao phi hành. Được. Tô Thị A thập lục ngoan ngoãn đáp. Cô đã độ kiếp thành công rồi. Thời gian cũng không lệch quá nhiều so với cô dự đoán. Sau khi cô nắm giữ pháp môn ngự đao phi hành thì sẽ tới Đại học Giang Nam. Ở một nơi khác, Vương Bình lái xe đến đập nước. Thư Hàng tiên sinh, tỉnh lại đi, chúng ta tới nơi rồi. Vương Bình gọi. Đến rồi à? Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn quanh. Lúc này họ đang ở bên cạnh đập nước, nơi này đúng là không giấu chân người. Nơi này tốt đấy. Tống Thư Hàng cười nói. Đoạn quay đầu lại vẫy tay với lão tổ Sở Gia và chuột túi cách đấu, thu cả hai vào thế giới hạch tâm của mình. Tước Yêu tiểu thải đậu trên vai hắn, đao cổ vô hình trôi nổi bên cạnh hắn. Chỉ cần cất cái xe này đi là về nhà được rồi. Tống Thư Hàng nói. Vương Bình dụi mắt lia lịa. Hắn không nhìn lầm, chuột túi và lão tổ Sở Gia đều biến mất không thấy đâu nữa, cả hai đều là vật sống cơ mà. Đó là pháp thuật không gian sao? Nhưng thực lực của Tống Thư Hàng đã làm gì tới cảnh giới cửu phẩm cơ chứ? Quả nhiên Thư Hàng tiên sinh có điều bí hiểm. Lúc Vương Bình đang suy tư thì có ba bóng người đi tới từ cách đó không xa. Vương Bình huynh, cuối cùng thì ngươi đã về rồi.
Hải Yêu Mực Tam ngoắc tay với Vương Bình. Ủa, Hắc huynh đấy à, sao các ngươi lại ra đây? Vương Bình hỏi với vẻ tò mò. Hắn và ba đồng bạn đều là người phụ trách mua vật tư, ngày thường ai cũng được phân công công việc rõ ràng cả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba đồng bạn nghỉ ngơi ở đập nước này. Họ đều là hải yêu cấp thấp, không thể rời khỏi nước quá lâu. Nước ngọt hay nước mặn không ảnh hưởng nhiều cho lắm, chỉ cần giữ ướt người là được rồi. Ba người bọn ta đang chuẩn bị xuống núi mua rượu và đồ nhắm thì thấy ngươi lái xe về, bèn ra đây ngó một cái. Cái xe này ngầu thật nha. Hắc Tam cười nói. Khi hắn nói chuyện, con hải yêu hình sứa chợt tiến lên ôm Vương Bình một cái thật chặt. Vương Bình chẳng hiểu ra làm sao. Hôm nay sao ba đứa bạn mình nhiệt tình thế nhỉ? Ngay sau đó, Vương Bình đần mặt ngã cái rầm xuống đất. Hắn trúng độc mê của hải yêu sứa, ngất lịm luôn. Sau đó, ba con hải yêu quay lại nhìn Tống Thư Hàng, rồi siết chặt vòng vây, bao vây quanh hắn. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Ba người bạn này của Vương Bình muốn nhắm vào hắn hả? Này này, ba vị đạo hữu, các người muốn làm gì đấy? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn có đắc tội với đám hải yêu này bao giờ đâu nhỉ? À từ từ, hắn có đắc tội với chiến sĩ nhím biển thật, lẽ nào ba con hải yêu này là thân thích gì của đám chiến sĩ nhím biển đó à? Đắc tội rồi, Thư Hàng tiên sinh. Ba con hải yêu nói với Tống Thư Hàng với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Thực sự thì bọn ta cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Hy vọng Thư Hàng tiên sinh đừng trách bọn ta. Từ từ đã, ít nhất các ngươi cũng phải nói rõ ra đã chứ. Các ngươi nghe lệnh của ai? Vì sao lại muốn đối phó với ta? Tống Thư Hàng vỗ nhẹ trong không khí, ý bảo đao cổ vô hình tỉnh lại. Hắn cảm giác được trên người ba con hải yêu này không có sát khí, quan trọng hơn là cả ba con đều chỉ có cảnh giới tam phẩm, có hợp sức với nhau cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Tống Thư Hàng cực kỳ bình tĩnh. Đúng vậy, chí ít cũng phải cho Tống Thư Hàng tiên sinh biết nguyên nhân đã chứ. Bọn ta sơ suất quá. Hắc Tam gật đầu rồi nói. Sau đó, nữ yêu Siren cất giọng cực kỳ dễ nghe. Thư Hàng tiên sinh, bọn ta đại diện cho ô tiên sinh tới cảnh cáo ngươi, từ nay về sau hãy cách xa Ngư Kiều Kiều tiểu thư ra một chút. Ngư Kiều Kiều đại tiểu thư không phải là người mà đám con người các ngươi có thể lại gần. Cô ấy chính là long nữ có huyết thống giao long cao quý. Ngươi muốn theo đuổi cô ấy quả là nằm mơ giữa ban ngày. Thức tỉnh đi, sau này đừng bám lấy cô ấy nữa. Tống Thư Hàng. What the hell? Theo đuổi Ngư Kiều Kiều. Hắn hình dung bộ dạng của Ngư Kiều Kiều bây giờ một chút. Cha mạ ơi, cô nàng đó đang ở hình dạng đầu cá thân người đấy. Tống Thư Hàng hắn có đói khát tới mức nào cũng không thể ra tay với Ngư Kiều Kiều được biết không? Thẩm mỹ quan của hắn rất con người, hiểu không hả? Các ngươi hiểu lầm rồi. Tống Thư Hàng nói cực kỳ nghiêm túc. Ta và Ngư Kiều Kiều chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, hơn nữa tiêu chuẩn của ta bình thường lắm, thẩm mỹ quan của ta khác với của hải tộc các người. Sao? Hắc Tam nói. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì vì sao ngươi lại ngủ chung phòng với Ngư Kiều Kiều tiểu thư hả? Tống Thư Hàng. Gạch nối. Đừng nói thêm gì nữa, Thư Hàng tiên sinh. Hôm nay hãy để bọn ta dần ngươi một trận, ngươi phối hợp rên to một chút là được, để bọn ta còn về báo cáo kết quả với ô tiên sinh nữa. Hắc Tam nói. Khi hắn đang nói chuyện thì con yêu tinh sứa đã dựng xong máy quay trên giá cố định. Nếu Thư Hàng tiên sinh không rên la được thì ta có thể làm giúp. Nữ yêu có huyết thống Siren cười duyên nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Nào, Thư Hàng tiên sinh đã chuẩn bị xong chưa? Hắc Tam hiện chân thân là một con cá mực bự chảng. Đánh thật đấy à? Tống Thư Hàng hỏi. Đương nhiên rồi, yên tâm đi, bọn ta sẽ ra tay nhẹ nhàng, cùng lắm chỉ bị thương da thịt thôi, 2-3 hôm là khỏi ấy mà. Hắc Tam nói. Sau này ngươi cách xa Ngư Kiều Kiều tiểu thư ra một chút là không sao đâu. Đồ ngu, ta bắt đầu quay rồi, ghi hết cả lời ngươi nói vào rồi đây này. Hải yêu sứ cả giận quát. Không sao. Lúc nào gửi video cho ô tiên sinh thì cắt đoạn đó đi là được. Hắc Tam nói. Hải yêu sứa lại bảo. Cắt cái quần, người có biết cắt không? Video này đưa vào máy tính là bản đầy đủ đấy, ta cũng không biết cắt thế nào đâu. Quay lại đi, nghiêm túc tí. Nữ yêu Siren nói. Đành thế thôi. Hải yêu sứa thở dài, sau đó lại mân mê cái máy quay một lúc. Được rồi, ta quay lại đây, chuyên nghiệp tí biết không hả? Hải yêu sứa nói. Tống Thư Hàng.
gạch nối. Chương 987, mạnh lên một chút, chưa ăn cơm à? Không phải các ngươi đang trêu ta đấy chứ? Ba con hải yêu cười nhăm nhở bao vây Tống Thư Hàng. Chúng nó ra sức khiến vẻ mặt của mình trông đáng sợ một chút, như vậy khi quay clip lại gửi cho ông chủ thì ông chủ mới vừa lòng. Đồng thời, nữ yêu Siren quay lưng về phía máy quay dùng khẩu hình nói với Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiên sinh đừng sợ, bọn ta sẽ cố gắng nhẹ tay hết sức. Nếu ngài cảm thấy không hét thảm nổi thì lát nữa ta sẽ đi ra sau lưng ngài lồng tiếng hét cũng được. Vậy thì tới chừng quay lại xong nghe sẽ giống hệt như chính ngài đang kêu thảm. Yên tâm đi, khả năng bắt chước của ta mạnh lắm. Tống Thư Hàng. Cuối cùng, Tống Thư Hàng thở dài. Ba người đều đáng yêu như thế, bảo ta phải mạnh tay với các ngươi kiểu gì đây? Nếu như là kịch bản bình thường chó săn của một đại nhân vật nào đó phụng lệnh đi dằn mặt tình địch của đại nhân vật. Đám chó săn kia sẽ hung tàn không có tính người, vừa ra là đánh phủ đầu, sau đó cảnh cáo tình địch, sau này cách xa em gái xinh đẹp kia ra một chút, bằng không lão đại của bọn ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Nếu như ba con hải yêu này cũng làm theo kiểu đó thì Tống Thư Hàng sẽ không ngại dạy cho chúng nó một bài học, khiến cho chúng nó nếm thử đao pháp của bá khải Tống Nhất. Á lộn, là bá đao Tống Nhất. Nhưng đối mặt với ba con hải yêu này, nếu Tống Thư Hàng ra tay đánh chúng một trận thì cứ cảm thấy không đành lòng. Sau khi thở dài một hơi, Tống Thư Hàng giơ tay vỗ nhẹ một cái, bảo đao cổ vô hình bay xa ra một chút. Ba con hải yêu kia chỉ có cảnh giới tam phẩm, nếu như đao cổ vô hình ra tay thì chỉ trong vài giây là sẽ thái chúng nó thành lát hết, thế thì tàn bạo quá. Ba con hải yêu bước tới gần. Khụ! Tống Thư Hàng hắng giọng một cái rồi nói. À này! Ta muốn nói cho các ngươi biết một việc KC. Thật ra cả ba người các ngươi có liên thủ cũng không phải đối thủ của ta đâu, cho nên. Các ngươi có chắc là vẫn muốn ra tay với ta không? Ba con hải yêu nghe thấy thì ngu người. Ba người bọn ta liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi ư. Ngươi nói đùa đấy à? Ba kẻ như ngươi đi lên cũng không phải đối thủ của bất kỳ người nào trong bọn ta mới đúng. Tống Thư Hàng, ngươi chỉ là một tu sĩ nhị phẩm nho nhỏ thôi mà khẩu khí cũng lớn đấy. Hắc Tam nhe răng múa xúc tu rồi nói. Ba người bọn ta đều ở cảnh giới tam phẩm, mỗi người ra tay cũng có thể đánh cho ngươi liệt giường luôn ấy chứ. Tống Thư Hàng nhún vai. Thế thì thôi, chúng ta cứ đánh là biết. Đến lúc đó khai chiến xong thì đừng có trách hắn không cảnh báo chúng nó đấy nhé. Hải yêu sứa là người ra tay đầu tiên, năng lực của nó là kịch độc gây tê, chỉ cần ôm một cái thì ngay cả vương bình cảnh giới tam phẩm cũng phải lập tức trúng độc hôn mê. Có thể thấy kịch độc của nó bá đạo ra sao. Hơn nữa Tống Thư Hàng còn không thấy rõ thủ đoạn phóng độc của nó là gì. Thư Hàng cũng không muốn bị dính độc. Ngoài ra, khi đối mặt với Tam Yêu, Tống Thư Hàng cũng muốn thử xem năng lực của bộ khôi giáp đao ý mà mình vừa mới lấy được. Cho nên, khi đối mặt với kịch độc của Hải Yêu Sứa, Tống Thư Hàng không hề tránh né. Thậm chí hắn còn cố ý áp chế mỹ nhân rắn công đức, để cô giữ trạng thái chờ đợi, đừng có ra tay vội. Hải yêu sứa nhào đến trước mặt Tống Thư Hàng. Lúc này, hai mắt của Tống Thư Hàng sáng rực lên, trong cơ thể hắn có một đạo ý chí sắc bén bắn ra. Hải yêu sứa đang nhào tới chỗ Tống Thư Hàng chợt khựng lại, ánh mắt của nó giao nhau với ánh mắt của Tống Thư Hàng, chỉ cảm thấy hai mắt của Tống Thư Hàng như lưỡi đao sắc bén muốn chém nó làm đôi. Đao, đao, đao ý. Hải yêu sứa giật mình bật thốt, bị đao ý của Tống Thư Hàng chấn nhiếp nên động tác của nó cũng chậm lại nửa nhịp. Không phải Tống Thư Hàng này chỉ mới là nhị phẩm thôi ư? Sao lại thức tỉnh cả đao ý thế này? Tống Thư Hàng có được đao ý đúng là có tư cách để vượt cấp chiến đấu. Tống Thư Hàng mỉm cười, đao ý cường hãn bộc phát ra từ trên người hắn. Sau đó, đao ý quấn quanh cơ thể, đầu, hai tay, đầu gối của hắn. Đao ý lại dẫn dắt đao khí trong cơ thể Tống Thư Hàng, đao ý và đao khí xuất hiện, hợp lại với tỷ lệ 1:9, bắt đầu cụ thể hóa. Chỉ trong nháy mắt, trên người Tống Thư Hàng đã xuất hiện một bộ khôi giáp sáng lấp lánh, giống như được tạo thành từ sắt thép. Đây không phải đao ý mà là khôi giáp ý ư. Hắc Tam đứng kế bên chợt kêu to. Khôi giáp ý cái con khỉ, là đao ý. Tống Thư Hàng siết chặt nắm đấm. Lừa ai chứ, thứ này sao mà là đao ý được. Nữ yêu Siren cũng lên tiếng. Dù cái này là ý gì thì cũng vô dụng mà thôi. Hải yêu sứa lại xông lên. Kịch động gây tê đánh về phía Tống Thư Hàng. Bộ khôi giáp của Tống Thư Hàng tiên sinh nhìn có vẻ ngầu lắm, nhưng chỉ che mấy vị trí quan trọng mà thôi.
Kịch độc gây tê của nó chỉ cần chạm nhẹ vào da của Tống Thư Hàng là có thể khiến hắn tiến vào trạng thái bị gây tê ngay. Bộ khôi giáp này không cản được kịch độc của nó đâu. Ong! Khôi giáp đao ý trên người Tống Thư Hàng phát ra tiếng đao ngâm. Trên khôi giáp có vô số đao quang trỗi dậy, đao quang chiếu rọi, công kích của Hải Yêu Sứ lập tức lộ rõ nguyên hình. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của nó kéo ra rất nhiều xúc tu vô hình, kịch độc gây tê của nó là do những thứ này bắn ra. Mà lúc này, tất cả đòn tấn công của nó đều bị bộ khôi giáp đao ý này ngăn lại. Cho dù xúc tu của nó tấn công mấy bộ phận không được khôi giáp đao ý bảo vệ thì khôi giáp đao ý vẫn có một đạo đao quang xuất hiện, ngăn cản toàn bộ xúc tu vô hình rồi bắn nó ra. Thậm chí còn có một số xúc tu vô hình bị cắt đứt. Không phải khôi giáp đao ý chủ động tấn công mà là do xúc tu tấn công khôi giáp đao ý, bị đao khí sắc bén trên đó cắt đứt. Tống Thư Hàng khoanh hai tay, bất động như núi, để mặc Hải Yêu Sứ tấn công mình. Một loại khí thế cao thủ bắn ra chói lóa. Chết tiệt, căn bản không có sơ hở nào để mà tấn công. Hải Yêu Sứ điên cuồng tấn công mấy chiêu đều vô hiệu, chỉ có thể lùi lại ngay, sợ bị Tống Thư Hàng phản kích. Hắc Tam tức giận quát. Còn nói là đao ý, nếu nó là đao ý thì ta sẽ livestream ăn cất luôn cho mà xem. Đừng nóng vội, để ta lên phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ cần mất đi tầng khôi giáp này thì hắn không phải đối thủ của chúng ta. Ta sẽ làm phép, các ngươi yểm hộ cho ta cái nhé. Hải Yêu Siren nói, không cần phải yểm hộ đâu, các ngươi cứ mặc sức tấn công đi. Tống Thư Hàng ôm ngực, trầm giọng nói, ta sẽ không chủ động tấn công các ngươi đâu. Cho nên không cần phải yểm hộ, cả ba người các ngươi cùng nhào lên đi. Chết tiệt, ngươi coi thường bọn ta quá. Hắc Tam cả giận nói. Đúng đó, bởi vì ba người các ngươi cộng lại cũng đánh không bằng ta. Bây giờ ta cho các ngươi cơ hội, ta đứng im, các ngươi cứ đánh thả cử, đừng có nương tay. Tống Thư Hàng hết cầm lên nói. Khôi giáp đao ý trên người càng sáng hơn. Lên, ba Hải Yêu liếc nhau một cái thì cắn răng thi triển đòn tấn công đắc ý nhất của mình. Hải Yêu Siren có một chiêu pháp thuật hệ sóng âm, có được hiệu quả phá phòng rất mạnh. Hải Yêu Sứ ngoài kịch độc ra thì còn am hiểu pháp thuật tấn công thủy hệ. Hắc Tam Mực thì dành về kiểu đánh cận chiến, ngoài ra nó còn có pháp thuật phun mực thiên phú của loài mực. Pháp thuật phun mực của nó phối hợp với pháp thuật thủy hệ của Hải Yêu Sứ thì có thể gia tăng uy lực lên vài phần. Hải Yêu Siren lùi lại một bước, hét một tiếng về phía Tống Thư Hàng, thanh âm của cô ngưng tụ lại thành một điểm. Biến thành một thanh trường mâu vô hình đâm về phía Thư Hàng. Hắc Tam và Hải Yêu Sứ thì dùng pháp thuật tổ hợp của chúng nó. Khóe mắt của Tống Thư Hàng co giật. Hắn không sợ pháp thuật sóng âm, hắn có thể khẳng định rằng khôi giáp đao ý sẽ ngăn lại được. Nhưng một khi đống nước mực đen thùi lùi kia bắn tới thì khôi giáp đao ý có ngăn được hay không đây? Mình sẽ không bị hắt đầy người đấy chứ. Nếu như bị hắt đầy nước mực thì khí thế cao thủ sẽ bị đánh gãy mất thôi. Sự thật chứng minh, khôi giáp đao ý thật sự rất hữu dụng. Trên khôi giáp có long văn cụ thể hóa, pháp thuật mực nước bắn về phía Tống Thư Hàng đều bị khôi giáp đao ý ngăn lại ở bên ngoài, không thể tới gần cơ thể của Tống Thư Hàng. XX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 
ngực. Ba người các ngươi chưa ăn cơm à? Đánh mạnh thêm chút nữa đi, loại công kích dở dơ ương ương này là gì đây? Tống Thư Hàng lớn giọng quát. Xin lỗi. Nữ yêu Siren hét đến khàn cả giọng, trong 10 phút vừa rồi, cô đã dùng chiêu sóng âm kia đến hơn 240 lần, cảm giác cổ họng sắp đứt tới nơi rồi. Hắc Tam và Hải Yêu Sứ cũng không thể dùng pháp thuật tấn công được nữa. Hải Yêu cảnh giới tam phẩm thì yêu lực trong cơ thể không nhiều lắm, không dùng pháp thuật mạnh được nhiều. Bây giờ chúng nó đã đổi thành tấn công cận chiến, đang ra sức đánh Tống Thư Hàng kia kìa. Hai người các ngươi phụ trách cận chiến mà toàn chọn góc độ dở hơi gì thế? Tấn công ngược điểm đi chứ, tìm ra nhược điểm của kẻ địch rồi tấn công là thường thức mà. Giờ các ngươi chỉ tấn công lưng của ta, đó là nơi có phòng ngự mạnh nhất trên khôi giáp, các ngươi đánh vào đó làm gì hả? Chỉ tổ phí sức mà thôi. Tống Thư Hàng chê trách Hắc Tam và Hải Yêu Sứa. Xin lỗi, nhưng bọn ta đã tấn công khắp người ngài rồi, không thấy nhược điểm nào cả. Hải Yêu Sứa run rẩy đáp lại. Trên đời này làm gì có phòng ngự nào mà không có nhược điểm chứ, các ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Tiếp tục tìm đờ, phải có kỹ xảo ấy, hiểu không? Kỹ xảo ấy,
Tuy rằng chính bản thân Tống Thư Hàng cũng không biết nhược điểm của đao ý phòng ngự này nằm ở đâu. Vâng vâng. Hắc Tam tủi thân sắp khóc đến nơi. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này chứ? Ngay từ đầu bọn họ thi triển đủ thủ đoạn, cứ cảm thấy mình có thể đánh vỡ khôi giáp của Tống Thư Hàng ngay lập tức rồi nện cho hắn một trận. Nhưng đánh hoài đánh mãi, đánh suốt 3 phút, 5 phút, 7 phút. Bọn họ đã mệt le lưỡi rồi nhưng khôi giáp của Tống Thư Hàng vẫn không bị xi nhê gì. Khôi giáp ý này quá cường hãn, hoàn toàn không thể đánh được. Thế này còn đánh cái con khỉ gì? Còn nữa, chẳng lẽ các ngươi không biết dùng pháp khí à? Hay dùng binh khí tấn công cũng được, cứ dùng xúc tu mãi làm gì? Tống Thư Hàng lại nhắc nhở. Ta vẫn đang dùng pháp khí này. Hải Yêu Sứa nói, pháp khí của nó chính là đống xúc tu vô hình kia, mà một loại pháp khí đã hòa làm một với thân thể của hắn. Ta cũng đang dùng binh khí tấn công đây. Hắc Tam giơ xúc tu của mình lên, bên trên có vô số lưỡi dao sắc bén nhét trong rác hút. Mỗi khi Hắc Tam vung xúc tu thì những lưỡi dao kia sẽ bắn ra cắt nát kẻ thù. Tống Thư Hàng. Mạnh thêm chút nữa, mạnh nữa đi. Chưa ăn cơm à? Ba con hải yêu đáng thương bị ngược đãi đến mức khóc luôn một đại dương. Ngài cho là bọn ta không dốc sức ư? Bọn ta đã dùng hết sức bú mẹ rồi có được không? Chương 988, Bạch Tiền bối bắp cho các ngươi một phát. Không đúng, không thể nói là dùng hết sức lực từ khi bú tí mẹ đến giờ được. Bởi vì bất kể là mực, sứa hay nữ yêu Siren đều không uống sữa khi còn bé. Cho nên nói chính xác phải là ba con hải yêu dùng hết sức lực từ khi uống nước biển đến giờ, liều mạng tấn công Thư Hàng. Nghĩ đến lại thấy đáng thương. Khi Bạch Tiền bối dùng limousine làm tọa kỵ xuất hiện, đúng lúc thấy được cảnh Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực, ba con hải yêu liều mạng tiến hành công kích hắn. Ồ, Thư Hàng, các ngươi đang chơi trò gì thế? Bạch Tôn Giả và Diệp Tư lơ lửng trên không trung, tò mò hỏi. Ủa, Bạch Tiền bối, các ngươi về rồi đấy. A Thập Lục có độ kiếp thành công không? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Diệp Tư gật đầu đáp. Tiểu cô nương kia độ kiếp thành công rồi, ta đã thu lại cả quá trình độ kiếp, lát nữa phát lại cho ngươi xem. Mà ngươi đang làm gì đấy? Nghe thấy A Thập Lục đã độ kiếp thành công, Tống Thư Hàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Thập Lục đã từng thất bại một lần, nếu như lần này cô ấy độ kiếp thất bại nữa, vậy thì sợ rằng đạo của Thập Lục chỉ phải dừng bước tại cảnh giới tam phẩm mà thôi. Tóm lại, chỉ cần cô ấy thành công vượt qua thiên kiếp là tốt rồi. Sau đó Tống Thư Hàng trả lời. Như các ngươi thấy đấy, ta đang bị người ta vây đánh. Ba con hải yêu vẫn đang ra sức tấn công Tống Thư Hàng, khi chúng nó thấy Bạch Tôn Giả và Diệp Tư hiện thân trong không trung, tốc độ công kích bất giác chậm lại. Chết dở, Tống Thư Hàng tiên sinh còn có viện quân, ba đứa chúng nó xong đời rồi. Tống Thư Hàng khẽ nhíu mày, quay đầu nói với ba con hải yêu. Nghị lực của các ngươi đâu rồi? Sao lực công kích lại càng ngày càng yếu thế hả? Các ngươi có thật là hải yêu đạt cảnh giới tam phẩm không vậy? Không phải là hàng dởm đấy chứ? Hình như chúng ta cũng thuộc phạm vi hàng hải sản mà. Hải yêu sứa trả lời một cách ngây thơ vô số tội. Hàng dởm là thủy hóa xuôi hua, hàng hải sản là hải hóa hai hua. Tống Thư Hàng. Diệp Tư đứng trên bầu trời hỏi. À... Thư Hàng ngươi đang kiểm tra cường độ của khôi giáp đao ý đấy à? Kiểm tra cường độ của đao ý chỉ là tiện thể thôi. Ta nói ngươi nghe, ba con hải yêu này là thuộc hạ của một đại hải yêu tên là Ô Tiên Sinh. Con đại hải yêu kia thú vị lắm, hắn cho rằng ta và Ngư Kiều Kiều có tình cảm với nhau, coi ta là tình địch. Hắn còn ra lệnh cho thuộc hạ là ba con hải yêu này đến đánh ta, cảnh cáo ta sau này không được đến gần Ngư Kiều Kiều nữa. Tống Thư Hàng cười to nói. Thế ngươi và Ngư Kiều Kiều có tình cảm với nhau không? Diệp Tư nháy mắt hỏi. Đương nhiên là không rồi, không cùng chủng tộc thì làm sao nói chuyện yêu đương được. Tống Thư Hàng đáp. Có lý. Diệp Tư gật đầu nói, nhưng hình như lời này có gì đó sai sai thì phải. Bạch Tôn Giả xoa cằm, tò mò nhìn khôi giáp trên người Tống Thư Hàng. Thư Hàng, khôi giáp này là đạo ý thật à? Chính xác 100%. Tống Thư Hàng đáp. Đúng là lạ đời, ta sống nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy được đao ý thế này đấy. Có thể luyện đao ý thành khôi giáp, ngươi đúng là tồn tại có 102 trong tu chân giới đấy. Cũng không biết bình thường ngươi luyện đao pháp kiểu gì nữa. Bạch Tôn Giả nói, ta biết làm sao được, ta cũng đang tuyệt vọng lắm đây. Tống Thư Hàng sầu khổ nói. Lúc này, Diệp Tư lên tiếng. Bạch Tiền bối,
thật ra chiêu đạo ý này của Thư Hàng rất mạnh. Mặc dù ban đầu chỉ ở trạng thái phòng ngự, nhưng khi tích điểm nộ khí đến một mức độ nhất định, đạo ý vẫn sẽ phản kích. Hơn nữa uy lực phản kích rất lớn, lúc trước một đao lại có thể đánh nát kiếm ý do kiếm cổ vô hình ngưng tụ ra đấy. Không chỉ phòng ngự mà còn phản kích nữa sao? Chẳng lẽ là loại phòng thủ phản kích? Bạch Tôn giả hiếu kỳ nói. Chắc vậy, nói thế nào thì nó cũng là đạo ý mà. Tống Thư Hàng vòng tay trước ngực nói. Bạch Tôn giả. Vậy khi nào nó mới phản kích? Ặc, thực lực của ba con hải yêu này cùi bắp quá, đánh mãi mà chẳng thấy có phản ứng gì. Ta còn muốn xem thử, lúc đạo ý phản kích sẽ phát huy ra uy lực cỡ nào. Nhưng mà bọn nó cũng đánh gần nửa giờ rồi, ta vẫn giữ mãi tư thế đứng vòng tay trước ngực thế này, mỏi quá đi mất. Tống Thư Hàng nói. Ba con hải yêu tiếp tục rơi lệ, lúc này chúng nó bỗng nhớ lại lúc vừa ra sân, ba đứa chúng nó còn nói muốn nương tay, chỉ đánh Tống Thư Hàng thành bị thương nhẹ nữa chứ. Giờ nhờ lại chỉ thấy nhục như con cá nục, muốn đào một lỗ chui vào cho xong. Dẫu sao đám hải yêu này chỉ có cảnh giới tam phẩm bình thường thôi mà. Đối với phần lớn yêu tu, lực công kích trước ngũ phẩm đều phải dựa vào thiên phú chủng tộc. Ba đứa chúng nó không phải loại hải yêu chuyên về công kích, lực công kích yếu cũng là bình thường. Bạch Tôn giả nói, hơn nữa bây giờ ngươi cũng sắp trùng kích vào cảnh giới tứ phẩm rồi, về mặt cảnh giới có sinh ra áp chế đối với chúng nó. Ba con hải yêu càng khóc dữ hơn, sắp trùng kích cảnh giới tứ phẩm, có lầm không vậy, trong tình báo nói vị Tống Thư Hàng tiên sinh này chỉ ở cảnh giới nhị phẩm thôi mà. Hơn nữa còn là một tu sĩ nhị phẩm mới vừa lên cấp không lâu. Sở tình báo toàn là một đám ăn cướp. Nếu như biết vị Tống Thư Hàng tiên sinh này sắp tấn thăng cảnh giới tứ phẩm thì chúng nó tuyệt đối sẽ không nóng đầu xông lên thế này. Cũng đúng. Tống Thư Hàng gật đầu nói tiếp. Ê, thế ta có khác gì một thằng đần phí công đứng im cho người ta đánh hơn nửa giờ. Đậu xanh, biết vậy ta đã tung quyền KO chúng nó từ lâu rồi. Ba con hải yêu nghe vậy thì sáu mắt sáng rực lên. Đúng đúng đúng, mau ra tay đánh gục bọn ta, nhanh tung một quyền đánh ngất bọn ta đi. Bọn ta đã chịu đủ rồi, giải quyết dứt khoát đi nào. Đừng vội, nếu chúng nó đã đánh ngươi hơn nửa giờ, nói thế nào cũng có chút tác dụng. Giờ xem ta đây, ta sẽ bắp cho chúng nó một phát, gia tăng sức chiến đấu lên. Nói không chừng lại đánh thêm một hồi là có thể kích phát chức năng phòng thủ phản kích của đao ý đấy. Bạch Tôn giả cho ý kiến. Lực công kích không đủ, chuyện nhỏ, chỉ cần bắp một phát, bảo đảm có thể làm cho lực công kích của hải yêu tăng vọt. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối thật sáng suốt. Khụ, các ngươi thấy chưa? Mau đưa đầu qua để Bạch Tiền Bối bắp cho một phát, đến lúc đó sức chiến đấu của các ngươi sẽ tăng lên một tầm cao mới, nói không chừng có thể phá vỡ khôi giáp đao ý của ta đấy. Chỉ cần khôi giáp bị phá vỡ, lúc đó ta tay không tấc sắt, các ngươi muốn bóp muốn nắn thế nào cũng được chẳng phải sao. Đến lúc đó, các ngươi có thể đè ta xuống đánh cho một trận, hoàn thành nhiệm vụ mà Ô Lão Đại đã giao phó cho các ngươi. Ta ít đọc sách, ngài đừng có gạt ta nhé. Hai mắt đẫm lệ, nữ yêu Siren nói. Thư Hàng tiên sinh, trước hết ngài hãy nói cho chúng ta biết chức năng phòng thủ phản kích trên khôi giáp của ngài có uy lực lớn đến mức nào. Có khi nào giết chết cả ba chúng ta ngay tại chỗ không? Ba con hải yêu dễ thương này không hề ngu, chẳng qua là chúng nó rất hiền lành, hơn nữa tình báo hơi bị lạc hậu mà thôi. Ba vị hải tộc đạo hữu cứ yên tâm, có bản tôn ở đây. Bảo đảm các ngươi không có chuyện gì đâu. Bạch Tôn giả khẽ mỉm cười nhìn về phía ba con hải yêu. Ba con hải yêu nhìn thấy Bạch Tôn giả đang mỉm cười, bất giác nhìn đến ngây dại. Chúng nó nhất định phải bảo vệ nụ cười này. Ba con hải yêu thầm thề với lòng mình. Một phút sau, ba con hải yêu đã được Bạch Tiền Bối bắp đến tận răng, bao vây Tống Thư Hàng lần nữa. Lần này chúng nó không nói nhảm gì cả bởi vì bắp có thời gian hiệu lực. Sau khi bao vây Tống Thư Hàng, ba con hải yêu tấn công khôi giáp đao ý tới tấp. Súa tu, nắm đấm, móng vuốt sắc bén, lưỡi dao như cuồng phong bão táp rơi vào trên người Tống Thư Hàng. Trên người Tống Thư Hàng truyền tới hàng loạt tiếng nổ vang, đao quang trên khôi giáp đao ý lúc sáng lúc tối. Có hiệu quả. Dưới sự công kích như vũ bão thế này, hắn có thể cảm ứng được khôi giáp đao ý đang dần đạt tới một điểm giới hạn. Rốt cuộc sau gần một phút ăn đủ các loại công kích của ba con hải yêu, đao ý trên người Tống Thư Hàng đột nhiên chuyển đổi. Từ trạng thái phòng ngự biếng nhác lúc đầu, nháy mắt đao ý đã chuyển sang trạng thái tấn công sắc bén vô song. Tới rồi! Tống Thư Hàng kêu lên. Ngay sau đó,
một luồng đao quang chói lóa xuyên phá bầu trời. Ba con hải yêu bỗng dừng công kích, vừa nhìn thấy đao quang, chúng nó đã cảm thấy da thịt khắp người đều đau nhức, giống như thân thể đã bị chém thành mấy trăm mảnh vụn vậy. Chúng nó muốn né tránh nhưng thân thể lại không nghe lời, dường như không gian quanh chúng nó cũng bị đông cứng lại. Chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng đao ý tuyệt thế chém về phía mình. Ngay cả một tiếng cầu cứu chúng nó cũng không thể phát ra được. Uy lực của chức năng phòng thủ phản kích này nhất định là bị bắt rồi, đao ý do tu sĩ tam phẩm chém ra không thể mạnh như vậy được. Chết rồi, lần này chết chắc, rồi. Ba con hải yêu tuyệt vọng nghĩ, trước mắt chúng nó bỗng hiện lên ký ức cả đời. Là ký ức từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, tất cả đều lướt nhanh qua trước mắt giống như một chiếc đèn kéo quân. Đây chính là cuộc đời của hải yêu chúng nó sao? Những năm tháng cuộc đời thật ngắn ngủi lại tràn đầy gian khổ. Nếu như có kiếp sau, chúng nó nhất định phải nghiêm túc tiềm tu dưới đáy biển, không tới ngũ phẩm tuyệt sẽ không lên bờ. Thế giới nhân loại quá nguy hiểm. Vèo vèo vèo. Ngay lúc ba con hải yêu cho rằng mình phải chết thì thân hình chúng nó bỗng nhấp nháy, xuyên qua không gian, bị kéo đến bên cạnh Bạch Tôn giả. Ầm ầm ầm. Ở bên dưới, đao quang do đao ý trên người Tống Thư Hàng chém ra đã xông ra chừng 300 thước, dọc theo đường đi, mặt đất bị cắt ra như đậu hũ. Cuối cùng đao quang chém vào một khu đá vụn ngoài 300 thước, sau đó nổ tung lên. Sau khi nổ tung, đao ý hóa thành thành ngàn vạn đao ý cỡ nhỏ, từ khu đá vụn chém ra một cái hố sâu có kích thước 10 x 10. Vốn là đá vụn giờ lại bị đao ý chém thành cát mịn. Ba con hải yêu nuốt nước miếng toát mồ hôi lạnh, nếu một đao này chém lên trên người chúng nó, thân thể của chúng nó cũng sẽ bị chém thành cát mịn như đống đá vụn kia. Bạch Tôn giả xoa cằm. Ừ, uy lực rất tốt, Thư Hàng, tiêu hao thế nào? Lúc này bộ khôi giáp đao ý trên người Tống Thư Hàng đã biến mất. Khi đao ý chuyển sang chế độ phản kích, nó sẽ rút toàn bộ đao ý và đao khí trên cả bộ khôi giáp đao ý mang đi, hóa thành một đao kinh diễm như vừa rồi. Tiêu hao không bao nhiêu cả. Tống Thư Hàng phất tay nói. Chiêu này chỉ rút hết đao ý và đao khí mà ta dùng để duy trì khôi giáp đao ý thôi, còn tiêu hao tổng thể thì cũng bằng vói một lần dùng hỏa diễm đao. Dứt lời, trong cơ thể Tống Thư Hàng lại phóng ra một luồng đao ý. Sau khi hiện ra, đao ý lập tức quấn quanh các bộ phận trọng yếu trên người hắn, trong nháy mắt lại hình thành một bộ khôi giáp mới. Khôi giáp đao ý tỏa sáng lấp lánh như được làm bằng sắt thép. Chú em, khôi giáp đao ý của chú sẽ khiến đối thủ tuyệt vọng lắm đấy. Tuyệt vọng vì không phá nổi. Mà có phá được cũng sẽ thấy buồn rầu, mất bao công sức mới đánh vỡ khôi giáp đao ý, kết quả sau đó lại còn bùng nổ một đao kinh diễm. Sau một đao kinh diễm, Tống Thư Hàng lại chẳng tiêu hao bao nhiêu cả, nháy mắt khôi giáp đao ý lại ra sân. Tim đau quá man. Chương 989, sở thích của A còng thăng phần trăm nhân tiên tử. Cho nên trừ khi có thể hoàn toàn đánh ngã Tống Thư Hàng bằng một kích, chứ nếu cứ chơi chiến thuật tiêu hao với hắn thì sẽ bị nhồi máu cơ tim mất thôi. Về tổng thể, mặc dù đao ý phòng thủ này của ngươi hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng một đao kinh diễm sau đó cũng đã lấy lại được tôn nghiêm của đao ý, nói tóm lại đao ý của ngươi khá lắm. Bạch Tôn giả nhận xét. Tống Thư Hàng cười to, giải trừ khôi giáp đao ý trên người. Nên xử lý ba con hải yêu này thế nào đây? Bạch Tôn giả thả ba con hải yêu sống. À, chúng nó rất thú vị, thôi cứ tha cho chúng nó lần này đi. Tống Thư Hàng nói. Ban đầu ba con hải yêu dễ thương này có nói sẽ nhẹ tay với hắn, đặc biệt là con hải yêu Siren kia còn tỏ ý sẽ phối hợp với hắn giả vờ kêu rên thảm thiết nữa. Tống Thư Hàng cũng không đành lòng ra tay độc ác với ba con hải yêu này. Rõ ràng Tống Thư Hàng bỏ qua cho chúng nó hẳn là chuyện tốt. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng ba đứa chúng nó lại xông lên một cảm giác thất bại khó hiểu. Đúng rồi, ba người các ngươi trở về nói lại với ông chủ ô của các ngươi là ta và Ngư Kiều Kiều không có gì với nhau hết, giữa ta và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Hơn nữa gu thẩm mỹ của ta là thẩm mỹ theo tiêu chuẩn của nhân loại, khác biệt với hải tộc các ngươi. Tống Thư Hàng nói, chẳng lẽ Tống Thư Hàng tiên sinh cho rằng mỹ nhân ngư không đẹp sao? Nữ yêu Siren hỏi. Vậy thì cũng phải xem là loại mỹ nhân ngư nào, nếu là mỹ nhân ngư đầu cá mình người thì sao ta thích cho nổi chứ? Tống Thư Hàng đáp lại. Nhưng Ngư Kiều Kiều đại tiểu thư còn lên cấp nữa mà. Mẹ của cô ấy là tộc nhân ngư, rất đẹp. Đến khi Ngư Kiều Kiều đại tiểu thư hóa thành hình người, nhất định cũng không kém mẹ của cô ấy. Mực yêu Hắc Tam tỏ vẻ không phục. Tống Thư Hàng.
Ba con hải yêu các ngươi nói vậy là có ý gì? Giữa ta và Ngư Kiều Kiều trong sạch không phải rất tốt sao? Được rồi, coi như sau này Ngư Kiều Kiều sẽ rất đẹp, nhưng đó cũng là chuyện sau này, đúng không? Tống Thư Hàng nói. Lại nói tiếp, gu thẩm mỹ của Ngư Kiều Kiều khác với của ta. Ta từng nghe Ngư Kiều Kiều nhắc qua, gu thẩm mỹ của cô ấy là nghiêng về dạng như cha mình. Trong mắt cô ấy, một nam nhân anh tuấn đầu tiên phải có sừng rồng rắn chắc hoặc là sừng của loài dao, sừng rồng phải cong 45 độ, tốt nhất là có từ 3 đến 5 nhánh. Nói cách khác, ta là một nhân loại, hoàn toàn không phù hợp với gu thẩm mỹ của Ngư Kiều Kiều. So you understand? Ba con hải yêu trợn to hai mắt, sau đó chúng nó yên lặng nhớ lại hình dáng của ô tiên sinh nhà mình. Không sừng. Nói cách khác, ô tiên sinh nhà mình cũng hết hy vọng, không phù hợp với gu thẩm mỹ của Ngư Kiều Kiều đại tiểu thư sao? Ô tiên sinh đáng thương, thầm mến bao lâu nay, còn chưa chính thức tỏ tình với Ngư Kiều Kiều đại tiểu thư đã định trước là bị thất tình rồi. Xem ra các người đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy hiểu lầm giữa chúng ta đã được hóa giải. Phiền các người trở về nói lại cho ông chủ ô là sau này đừng có ghen bậy bạ nữa, tránh gây phiền toái cho người khác. Tống Thư Hàng thành khẩn nói. Ba con hải yêu im lặng gật đầu. Trong lúc Tống Thư Hàng giới thiệu gu thẩm mỹ của Ngư Kiều Kiều cho ba con hải yêu kia, Bạch Tôn Giả mang theo Diệp Tư đi vào trong cái hố to trong khu đá vụn do đao ý của Tống Thư Hàng chém ra. Bạch Tôn Giả ngồi xổm xuống kiểm tra hố to, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bạch tiền bối. Đao ý của Tống Thư Hàng có vấn đề gì ư? Diệp Tư lên tiếng hỏi. Không phải, không liên quan đến Tống Thư Hàng. Bạch Tôn Giả vươn ngón tay ấn khắp các vị trí trong hố. Thế ngài đang làm gì vậy? Diệp Tư lại hỏi. À, ta ngửi thấy khí tức của bảo vật. Bạch Tôn Giả đáp. Khí tức của bảo vật. Chẳng lẽ thuộc tính may mắn của Bạch Tôn Giả lại phải phát động rồi? Không tốt, nếu thuộc tính may mắn của Bạch tiền bối phát động. Vậy nhất định còn có tai kiếp kèm theo. Vận may của Bạch tiền bối đối với người khác mà nói chính là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Nếu ngươi chống đỡ qua tai kiếp, vậy ngươi sẽ được hưởng ké giàu sang từ Bạch tiền bối. Còn nếu không chống nổi, vậy thì phải đến chỗ dược sư tiền bối đặt trước một giường, hoặc là đi mộ địa dưới đáy biển của Ngư Kiều Kiều đặt sẵn một ngôi mộ VIP. Gần đây dược sư tiền bối rất bận, không phải là thời điểm thích hợp để đến đó đặt giường. Nghĩ tới đây. Diệp Tư thông minh lui về sau, lặng lẽ cách xa Bạch Tôn Giả. Diệp Tư, ngươi làm gì thế? Bạch Tôn Giả tò mò xoay đầu lại, nhìn Diệp Tư đang dần lùi về sau. À, Bạch tiền bối, ta thấy hơi mệt nên định trở về trong cơ thể Tống Thư Hàng nghỉ ngơi một chút. Diệp Tư nghiêm túc nói. Ngươi cứ lò bò trắng răng. Bạch Tôn Giả nói. Nói đúng ra thì bảo vật lần này hẳn là do một đao của Tống Thư Hàng chém ra, không liên quan gì đến ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Cùng lắm thì ta chỉ là người phối hợp Tống Thư Hàng đào bảo vật ra thôi, không liên quan gì tới bản thân ta cả. Diệp Tư ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Bạch tiền bối nói rất có lý. Cái hố này là do một đao của Tống Thư Hàng chém ra, nếu như bên trong thật sự xuất hiện bảo bối, vậy cũng là nhờ vào vận may của Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả chỉ là tòng phạm phối hợp moi bảo bối ra mà thôi. Tới đây giúp ta một tay. Lát nữa ta dùng kiếm ý công kích vị trí bên trái, ngươi dùng đao ý công kích vị trí bên phải này, trực giác mạch bảo ta làm như vậy là có thể moi bảo bối ra đấy. Bạch Tôn Giả nói. Diệp Tư. Bạch tiền bối, ta. Không luyện đao ý. Diệp Tư nói. Cái ta học là kiếm ý. Ồ, ngươi học kiếm ý à? Bất ngờ đấy, ta cứ tưởng rằng linh quỷ ở chung với Tống Thư Hàng thì chắc chắn cũng có kiếm thuật trời cú chứ. Bạch Tôn Giả nói. Vậy thì chỉ có thể đi tìm một người luyện đao ý tới trợ giúp thôi, không thể là loại đao ý phòng thủ giống Tống Thư Hàng được. Bạch tiền bối, nếu như ngài muốn tìm đao ý loại hình công kích, kim quang công đức của Tống Thư Hàng biết đấy. Diệp Tư đề nghị. Bạch Tôn Giả. Gì? Kim quang công đức học được đao ý. Mặc dù từ khi thực thể hóa về sau, kim quang công đức của Tống Thư Hàng rất cổ quái, nhưng ngay cả đao ý mà nó cũng học được thì đúng là trâu bò quá rồi. Kim quang công đức mới vừa lĩnh ngộ ra đao ý trong lần đi cấm địa lúc trước, để ta đi mang kim quang công đức A còng thăng phần trăm ích tiên tử của Tống Thư Hàng tới. Diệp Tư cười hì hì đáp, sau đó cô xoay người chạy tới chỗ Tống Thư Hàng. Một lát sau, Diệp Tư mang A còng thăng phần trăm ích tới. Mỹ nhân rắn công đức quấn trên người Diệp Tư giống như khi quấn trên người Tống Thư Hàng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra,
lúc A còng thăng phần trăm ích tiên tử quấn lấy Diệp Tư, hai mắt của cô càng sáng ngời. Thậm chí trên mặt cũng hiện ra một tia nhu hòa, chứ không phải bộ dạng mặt than giống như khi quấn trên người Tống Thư Hàng. Ngươi có thể khống chế kim quang công đức của Tống Thư Hàng chém ra đao ý cho thật chính xác không? Bạch Tôn giả hỏi. Ta nghĩ hẳn là không thành vấn đề. Diệp Tư đáp. Tốt lắm. Bạch Tôn giả lấy lưu tinh kiếm ra, vẽ một dấu ích trên đất rồi nói. Vậy ngươi khống chế kim quang công đức của Tống Thư Hàng đứng ở chỗ này, lát nữa chém đao ý vào ngay dấu ích này, khi nào ta nói ra tay thì đồng loạt ra tay. Ta rõ rồi. Diệp Tư trả lời. Chuẩn bị. Bạch Tôn giả cầm lưu tinh kiếm, trên thân kiếm tản ra kiếm ý nhàn nhạt. Diệp Tư hạ lệnh cho mỹ nhân rắn công đức A còng thăng phần trăm ích, A còng thăng phần trăm ích nắm chặt tay phải, một thanh đao do đao ý bá đạo ngưng tụ thành xuất hiện ở trong tay cô. Bạch Tôn giả nhìn đao ý trong tay mỹ nhân rắn công đức, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Ra tay! Bạch Tôn giả hô lên. Mỹ nhân rắn công đức lập tức vung đao ý bá đạo, chém ngay vào dấu ích trên đất. Còn Bạch Tôn giả thì vẫn phối hợp với mỹ nhân rắn công đức, duy trì nhịp điệu tốc độ giống y như mỹ nhân rắn công đức. Ngay lúc A còng thăng phần trăm ích chém đao ý tới mặt đất, Bạch Tôn giả cũng đồng thời đâm kiếm ý nhàn nhạt vào lòng đất. Được rồi. Bạch Tôn giả hài lòng nói. Bạch tiền bối, phía dưới có bảo vật gì vậy? Diệp Tư hỏi. Ta cũng không biết, dù sao vẫn chưa moi ra mà. Nhưng lúc Tống Thư Hàng chém một đao vào đây, ta cảm ứng được dưới lòng đất có thứ gì đó bị đao ý của Tống Thư Hàng hấp dẫn. Thứ đó chắc chắn là bảo vật, bị ta phát giác ra. Bạch Tôn giả nói. Ngay lúc hai người đang nói chuyện. Ầm ầm. Trong hố đột nhiên có một luồng năng lượng bùng lên như một ngọn lửa, luồng năng lượng này bộc phát cực kỳ đột ngột. Là cương khí. Bạch Tôn giả kêu lên, ngay sau đó hắn phi thân lui về sau, đồng thời giơ tay khẽ vỗ một chưởng về phía Diệp Tư. Thân thể của Diệp Tư bị nhu kình tác động, bay ra khỏi hố. Có điều khi Diệp Tư bay ra ngoài, mỹ nhân rắn công đức lại không ra theo, nó bị lưu lại trong hố. Địa cương khí phun ra như ngọn lửa, nhấn chìm thân hình mỹ nhân rắn công đức. Mỹ nhân rắn công đức nghiêng đầu, có vẻ như không hề bị địa cương khí ảnh hưởng. Nhưng một lát sau, hình như cô chợt nghĩ tới điều gì đó. Tiếp đó cô đột nhiên ngã nhào xuống, lăn lộn trên mặt đất, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. A a a a. Song tiếng kêu thảm thiết thê lương kia lại là tiếng của Đực Dừa. Đây là tiếng kêu thảm thiết Tống Thư Hàng mà đúng không? Bạch Tôn giả hỏi. Ừ. Diệp Tư co giật khóe miệng. Sau khi mỹ nhân rắn công đức hét thảm xong, cái đuôi của cô co quắp lại, đầu lệch sang một bên, chết rồi. Sao thế này? Bạch Tôn giả thắc mắc nhìn Diệp Tư. Nói thế nào nhỉ, cái này có lẽ là sở thích mới thức tỉnh của A còng thăng phần trăm ích tiên tử đấy. Diệp Tư đáp. Giả chết ư? Bạch Tôn giả hỏi tiếp. Diệp Tư gật đầu một cái. Không chỉ giả chết mà còn có đoạn tiếng kêu thảm thiết do tự tay Tống Thư Hàng phối ấm trước khi giả chết nữa, cả hai hợp lại thành sở thích tao nhã của A còng thăng phần trăm ích tiên tử. Tống Thư Hàng ở đằng xa cũng co giật khóe miệng, lúc này hắn chỉ muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi. Giờ hắn thấy hối hận khi dạy mỹ nhân rắn công đức giả chết rồi, chẳng ai ngờ mỹ nhân rắn công đức lại dễ bị làm hư như vậy. Địa cương khí này chính là bảo vật sao? Diệp Tư hỏi. Đương nhiên là không phải, địa cương khí này có thể dùng để luyện đan, nhưng không tính là bảo vật chân quý. À mà thu cũng được, trở về bỏ vào bao lì xì tặng cho dược sư. Bạch Tôn giả đáp. Dứt lời, hắn móc ra một cái hộp nhỏ rồi bấm pháp ấn, toàn bộ địa cương hỏa diễm đang cuồn cuộn trên mặt đất đều bị thu vào trong hộp nhỏ. Sau khi địa cương hỏa diễm bị hấp thu sạch sẽ, mỹ nhân rắn công đức vẫn nằm im giả chết. Bạch Tôn giả lại nhảy vào trong hố. Nó không sao chứ? Hoàn toàn không bị gì hết. Diệp Tư đáp. A còng thăng phần trăm ích tiên tử là kim quang công đức mà, cho dù có vỡ nát cũng có thể sống lại trên ngươi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không chết, nó cũng sẽ không chết. Lúc này Bạch Tôn giả tìm tòi trong hố một hồi, sau đó cười nói. Hóa ra là thứ này. Tống Thư Hàng, người có tiền mua trận pháp độ kiếp rồi này. Chương 990, Linh Điệp Tôn giả cố tình cung cấp tình báo giả. Lúc này Bạch Tiền Bối đưa tay đến trên mặt đất rồi kéo một cái, sau đó một thứ giống như một ngọn lửa di động bị Bạch Tiền Bối kéo từ trong lòng đất ra. Đây là thứ gì vậy? Diệp Tư tò mò hỏi. À, đây là thứ do hỏa hệ linh mạch bị ô nhiễm biến dị thành,
cũng được xem như là một thể biến dị của linh mạch. Thứ này có rất nhiều tên gọi như linh mạch cuồng bạo, linh mạch hủy diệt, linh mạch tai ương, sát thủ tu sĩ. Mấy cái tên này đều là chỉ nó đấy. Bạch Tôn Giả vừa nói vừa cẩn thận thiết lập mấy tầng phong ấn cho thứ này, sau đó thu nó vào trong một cái bình to. Linh mạch sát thủ tu sĩ. Ta nhớ ra rồi, chính là loại linh mạch thể biến dị bị hấp dẫn bởi thể chất của tu sĩ, sau đó chủ động chạy đến gần tu sĩ rồi đột nhiên nổ tung lên đó sao? Diệp Tư nhớ lại nội dung trong một quyển sách cổ mà cô đã từng xem qua. Nghe nói trong tu chân giới có một loại linh mạch biến dị, không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi có lượng lớn tu sĩ tụ tập. Năng lực ẩn nấp của nó mạnh chẳng kém gì đao cổ vô hình, tu sĩ bình thường khó mà cảm ứng được chúng nó. Sau khi đến mai phục bên cạnh các tu sĩ, nó giống như một quả bom nổ chậm, ngày nào đó đột nhiên tâm tình của nó không tốt thì nổ tung ngay. Có rất nhiều loại nguyên nhân khiến tâm tình của nó không tốt. Có thể là do các tu sĩ lớn tiếng trong lúc huấn luyện, có thể là do hôm nay các tu sĩ quá lười biếng không ra tập thể dục buổi sáng, có thể là do tu sĩ nào đó thất tình uống nhiều rượu, thậm chí có thể là do tu sĩ nào đó vô tình khạc nhổ đàm vào nơi nó ẩn nấp. Tóm lại, đủ loại chuyện trên trời dưới đất đều có thể trở thành nguyên nhân khiến nó nổ tung. Khi tiếng ầm kia qua đi, trong những tu sĩ ở chỗ đó, người nào thực lực còn yếu hay chạy trốn chậm thì đều về chầu ông bà hết. Hiện nay rất nhiều đại môn phái đều thiết lập kết giới phòng ngự toàn diện, ngay cả dưới lòng đất cũng vô cùng kiên cố, một phần cũng là vì để đề phòng loại linh mạch tai ương này. Đúng rồi, chính là thứ này đấy. Bởi vì nguyên nhân ô nhiễm của chúng nó khác nhau nên xúc tác gây nổ cũng khác nhau, nói chung thứ này thất thường lắm. Bạch Tôn Giả lại nói, xúc tác của linh mạch tai ương trong tay chúng ta hẳn là đao ý, kiếm ý. Khi đao ý và kiếm ý của tu sĩ xuất hiện cùng lúc, nó sẽ bị hấp dẫn tới. Sau đó chỉ cần thời cơ vừa đến, nó sẽ đột nhiên nổ tung. Ba con hải yêu nghe đến chỗ này, mồ hôi tuôn như mưa. Chúng nó không hề hay biết dưới chân mình lại ẩn nấp một thứ nguy hiểm như vậy. Nhưng mà cả ba chúng nó và Vương Bình đều không nắm giữ đao ý hay kiếm ý, tại sao vật này lại mai phục dưới chân chúng nó chứ? Uy lực tự bạo của nó mạnh cỡ nào? Tống Thư Hàng cũng bu lại, tò mò hỏi. Thể tích của đoàn linh mạch tài ương này không lớn lắm, lực tàn phá sinh ra khi nổ hẳn ở trong phạm vi 1.000 thước. Còn về lực sát thương của nó, theo như ta tính thì uy lực khi hạch tâm nổ sẽ không yếu hơn một kích toàn lực của tu sĩ ngũ phẩm. Nếu tu sĩ tứ phẩm đứng ngay trung tâm vụ nổ thì hầu như chết chắc. Bạch Tôn Giả đóng bình lại sau đó bố trí thêm mấy phong ấn lên trên bình, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Thứ này trên trái đất có nhiều không? Tống Thư Hàng nuốt nước miếng hỏi. Tu sĩ vốn đã bị thiên kiếp chèn ép, mỗi khi tấn thăng một cảnh giới sẽ bị thiên kiếp lấn áp một phen. Vậy mà dưới lòng đất lại còn ẩn nấp loại sát thủ tu sĩ thế này, các tu sĩ biết sống sao đây? Yên tâm đi, số lượng linh mạch tai ương rất ít. Tỷ lệ người gặp được nó đoán chừng cũng ngang với tỷ lệ người khi bình thường sử dụng bồn cầu giật nước thì bồn cầu đột nhiên nổ tung ấy. Bạch Tôn Giả đáp. Gì, bồn cầu nổ tung á? Tống Thư Hàng đần mặt nhìn Bạch Tôn Giả. Ô, tin này được đăng cách đây không lâu, người không biết à? Bạch Tôn Giả nói. Chưa xem thì kệ đi, tóm lại tỷ lệ ngươi gặp nó rất nhỏ, bây giờ thứ này cũng không dễ tìm. Tống Thư Hàng. Nhưng hôm nay ta gặp được rồi này. Có lý, điều này chứng tỏ rằng ngươi cũng may mắn đấy. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng. Nếu như không có Bạch tiền bối ngài ở đây, sợ rằng ta đây không phải gặp may, mà là gặp tai ương mới đúng. Hơn nữa, tỷ lệ đụng phải linh mạch tai ương thấp như vậy mà hắn cũng gặp được. Có khi nào ngày mai hắn đi vệ sinh, bồn cầu bỗng dưng nổ tung không? Huấn luyện viên, bây giờ ta học ích cốc thuật còn kịp không vậy? Sau khi phong ấn kỹ linh mạch tai ương, Bạch tiền bối ném nó cho Tống Thư Hàng. Thứ này coi như là do ngươi phát hiện ra, giao cho ngươi đấy. Tống Thư Hàng luống cuống tay chân đón lấy cái bình. Bạch tiền bối phải cẩn thận chút chứ, thứ này là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, lỡ may rớt bể làm nổ tung thì sao? Bạch tiền bối. Hay là ngươi xử lý nó đi, dù gì nó cũng là do ngươi moi ra phong ấn lại mà. Tống Thư Hàng lại đưa cái bình cho Bạch Tôn Giả. Ngươi cứ giữ đi, thứ này có thể đổi được một bộ trận pháp độ kiếp tam tấn tứ phẩm rất tốt đấy. Ngươi sắp phải độ thiên kiếp rồi, tranh thủ làm xong công tác chuẩn bị trước khi độ kiếp đi. Nếu không, lỡ may một ngày nào đó thiên kiếp đột nhiên bổ xuống, ngươi không chuẩn bị gì hết là chết chắc đó. Bạch Tôn Giả cười nói. Bạch tiền bối.
vậy phải mang thứ này đến đâu để đổi trận pháp độ kiếp? Tống Thư Hằng hỏi. À, để ta gọi điện hỏi thử. Bạch Tôn Giả lấy điện thoại ra, bấm một dãy số nào đó. Chuông reo đến tiếng thứ 5 thì có người bắt máy. Alo, Bạch Đạo Hữu đây à, tìm ta có chuyện gì không? Bên kia truyền tới một giọng nam hùng hồn, giọng cực vang. Tìm ngươi làm một vụ giao dịch, ta có một vị tiểu đạo hữu muốn đặt ngươi chế tác một bộ trận pháp độ kiếp tam tấn tứ riêng cho hắn. Bạch Tôn Giả đáp. Ồ, nghe có vẻ lại là một vị đạo hữu tuổi trẻ tài cao đây. Nể mặt Bạch Đạo Hữu, ta giảm giá cho hắn 20%, bảo đảm có thể chế tạo ra một bộ trận pháp độ kiếp tốt nhất cho riêng hắn. Nam tử kia cười nói. Cảm ơn Bỉ Ngạn đạo hữu, nhưng vụ giao dịch này không trả bằng linh thạch. Bạch Tôn Giả nói tiếp. Không trả bằng linh thạch, chờ chút, chẳng lẽ trong tay vị tiểu đạo hữu có hàng tốt ư? Nam tử cười lớn. Ừ, là một linh mạch tài ương, mặc dù kích thước hơi nhỏ nhưng chắc là đủ để đổi một bộ đại trận độ kiếp tam tấn tứ nhỉ. Bạch Tôn Giả trả lời. Đương nhiên là đủ rồi, gần đây khó tìm thấy thứ này lắm. Bây giờ vị tiểu đạo hữu kia đang ở đâu? Nam tử kia hỏi. Ở khu Giang Nam, người cứ đến Đại học Giang Nam tìm hắn là được. Đạo hiệu của hắn là Bá Đao Tống Nhất, nhưng lúc người tìm hắn thì dùng tên thường gọi của hắn sẽ dễ hơn, hắn là Tống Thư Hằng tiểu hữu. Bạch Tôn Giả bổ sung thêm. Ta cũng ở đó, nếu ngươi không tìm được hắn thì có thể tới tìm ta. Khu Giang Nam à, để ta xem thử, ok, không thành vấn đề. Vào thứ hai, người của ta sẽ đến khu Giang Nam tìm Bá Đao đạo hữu. Giọng của nam tử vang vọng qua điện thoại. Được, quyết định vậy đi. Bạch Tôn Giả đáp. Sau khi nói chuyện với nam tử kia xong, Bạch Tôn Giả lại đưa số điện thoại của đối phương cho Tống Thư Hằng để hắn lưu lại, phòng khi cần đến. Bạch tiền bối, đạo hiệu của vị tiền bối này là gì? Tống Thư Hằng lưu số vào điện thoại rồi hỏi. Nhớ không lầm thì đạo hiệu của hắn hẳn là Bỉ Ngạn Ma Quân. Trước kia hắn là đệ tử của Ma Tông, nhưng bởi vì sở thích của hắn khác với người ta, lực sát thương rất lớn. Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn bị đuổi ra khỏi môn phái, bây giờ miễn cưỡng coi như là tán tu. Bạch Tôn Giả trả lời. Sở thích của hắn là gì? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Hắn thích nghiên cứu các loại đồ vật có tính nổ, ví dụ như linh mạch tai ương chẳng hạn. Cách đây không lâu ta có liên lạc với hắn, nghe nói hắn còn đang nghiên cứu loại bom nguyên tử mới nhất của nhân loại, hình như cũng thu được kết quả khả quan lắm. Bạch Tôn Giả nói. Yên tâm đi, mặc dù hắn là người của Ma Môn, nhưng cũng không phải là hạng người tàn nhẫn thích giết chóc. Hơn nữa, hắn còn là chuyên gia về phương diện độ kiếp trong tu chân giới. Đặc biệt là thiên kiếp tam phẩm tấn thăng tứ phẩm, hắn nghiên cứu rất sâu về mặt này. Nếu hắn ra tay chế tạo cho riêng ngươi một bộ trận pháp độ kiếp, vậy thì tỷ lệ thành công khi độ kiếp tăng lên không ít đâu. Có hứng thú với những vật có tính gây nổ, lại còn nghiên cứu chuyên sâu về thiên kiếp. Đến lúc đó, có nên thảo luận với Bỉ Ngạn Ma Quân về khả năng thiên kiếp sẽ hiện đại hóa, biến thành rừng súng mưa đạn không nhỉ? Dù gì Bỉ Ngạn Ma Quân cũng là một người nghiên cứu chuyên sâu về vũ khí hiện đại và vật có tính gây nổ, nói không chừng sẽ cảm thấy hứng thú với chủ đề này cũng nên. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Bạch Tôn Giả duỗi người. Tiếp tục lái chiếc limousine này về sao? Tống Thư Hằng hỏi. Không, xe này cứ thu lại trước, giờ chúng ta dùng đường ngầm không gian đi đến sở ra. Bạch Tôn Giả lại nói. Đợi tới ngày khai giảng vào thứ hai, ta dùng chiếc xe này đưa đón ngươi đi học. Dùng chiếc xe này đưa ta đi học. Bạch tiền bối, xin đừng làm vậy mà, như vậy chói mắt lắm. Tộc địa sở ra. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Tôn Giả đã mang theo Tống Thư Hằng xuất hiện trên không trung. Trong tộc địa của sở ra rất yên tĩnh. Đám người tập kích sở ra lúc trước đều bị Bạch tiền bối thu hạ gục, sau đó bị giao cho các đệ tử của sở ra xử lý. Sở ra muốn chém muốn giết gì thì tùy, Tống Thư Hằng không định can thiệp vào. Lúc Tống Thư Hằng xuất hiện cũng không làm kinh động đến các đệ tử của sở ra, hắn mang lão tổ sở ra khỏi thế giới hạch tâm, lặng lẽ đưa vào nơi trong yếu trong sở ra. Bạch tiền bối, đi thôi. Tống Thư Hằng nói. Không chào hỏi đệ tử sở ra à? Bạch Tôn Giả hỏi. Không cần, ta phải noi theo tấm gương lôi phong, làm chuyện tốt không để lại tên tuổi, trở về ghi vào trong nhật ký là được rồi. Tống Thư Hằng bình tĩnh trả lời. Bạch Tôn Giả. Thương thế của lão tổ sở ra không còn gì đáng ngại nữa, sau khi thu xếp ổn thỏa cho lão tổ sở ra,
Bạch Tôn giả lại dùng lực lượng không gian mang Tống Thư Hàng trở lại khu Giang Nam. Sau khi trở lại phòng mình, Tống Thư Hàng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Chuyến đi thăm dò cấm địa lần này mệt chết rồi. Giờ hắn phải ngủ đủ 10 tiếng, dù là ai cũng đừng hòng đánh thức hắn dậy. Nhân. Sáng sớm hôm sau, lúc các đệ tử Sở gia tỉnh dậy, bọn họ phát hiện lão tổ nhà mình lại trở về một cách thần kỳ. Hiện tại lão tổ vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng tổng thể đã không có vấn đề gì nữa, thương thế cũng được chữa trị kịp thời, đoán chừng ngủ thêm chút thời gian nữa sẽ tỉnh lại. Cả Sở gia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Cả Sở gia vui mừng hân hoan, vì vậy tin tức Sở gia lão tổ đã trở về từ trong cấm địa rất nhanh bị một số tu sĩ tà đạo cố ý lấy được. Những tu sĩ tà đạo này là đồng đảng của đám người tập kích Sở gia. Bọn chúng vẫn luôn mai phục ở chỗ tối, giám thị nhất cử nhất động của Sở gia. Nhưng lần trước, đám đồng bạn xông vào Sở gia đã bị một vị cường giả thần bí miểu sát trong một chiêu. Nhóm tu sĩ tà đạo ẩn nấp bị giật mình, không dám lộ mặt nữa, sợ bị vị cường giả thần bí kia tiện tay giết chết. Nhưng hôm nay bọn chúng nghe được tin tức Sở gia lão tổ còn sống trở về từ cấm địa, trong lòng lại dục dịch. Từ trong cấm địa trở về, chắc hẳn Sở gia lão tổ có thu hoạch không nhỏ. Lúc ấy có rất nhiều tu sĩ xông vào cấm địa cùng Sở gia lão tổ, nhưng ngoại trừ Sở gia lão tổ, những người khác đều không tin tức gì cả. Trạng thái của Sở gia lão tổ thế nào? Có lấy được tin tức cụ thể không? Lão già ấy còn đang hôn mê, hẳn là bị thương khi ở trong cấm địa, tình báo tuyệt đối đáng tin. Còn những đồng bạn của chúng ta bị Sở gia bắt được lúc trước thì sao? Không biết, vẫn đang tiếp tục điều tra tin tức về nhóm đồng bạn tiến vào Sở gia lúc trước, mong là bọn họ còn sống. Vậy cao thủ thần bí kia còn ở Sở gia không? Chưa xác định được, nghe nói có thể chính cao thủ kia là người đưa Sở gia lão tổ trở về. Vậy cứ đợi, nếu cao thủ kia đã rời đi, chúng ta sẽ hành động. Đám tu sĩ tà đạo âm thầm trao đổi với nhau. Lúc này, bọn chúng hận không thể xông vào Sở gia bắt trói Sở gia lão tổ mang đi lần nữa, đoạt lấy thu hoạch mà đối phương lấy được từ trong cấm địa. Nhưng bọn chúng lại sợ vị cao thủ vừa ra tay đã hạ gục toàn bộ người tập kích. Có điều bảo vật động lòng người. Bọn họ định âm thầm quan sát thêm một đoạn thời gian, một khi xác định vị cao thủ kia đã rời đi, bọn họ sẽ tổ chức xông vào Sở gia một lần nữa. Sau khi đoạt lấy bảo vật của Sở gia lão tổ, bọn họ sẽ lập tức phân tán ra chạy thoát thân. Bọn họ không tin cao thủ thần bí kia sẽ vì Sở gia mà đuổi giết bọn họ khắp thế giới. Trong khi các tu sĩ tà phái đang lên kế hoạch ra tay với Sở gia lần nữa, lúc này trên Linh Điệp đảo. Vũ Nhu Tử chân đạp phi kiếm, thuần thục phi hành trên không trung. Phương pháp của Tam Lãng tiền bối quả nhiên tuyệt diệu. Cô nghĩ biện pháp từ trên cao nhảy xuống, khi rơi xuống đến 2 tháng 3, quả nhiên tiềm năng bùng nổ. Sau đó cô thuận lợi nắm giữ bí quyết ngự kiếm phi hành. Cha ơi, con thành công rồi. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Linh Điệp Tôn giả giật khóe miệng cố nặn ra một nụ cười. Vậy giờ cha cũng phải hoàn thành lời hứa của mình đi, chúng ta cùng nhau đi Sở gia nhìn xem. Vũ Nhu Tử cười ngọt ngào nói. Cũng không biết Sở gia bây giờ thế nào rồi. Bạn tốt Sở Xuân Huỳnh của cô có khỏe không? Không thành vấn đề, chuyện ta đã hứa với con thì đương nhiên ta sẽ không nuốt lời. Linh Điệp Tôn giả đưa tay rạch một cái, một đạo kiếm quang lóe lên đáp xuống bên cạnh hắn. Theo như tin tình báo mới nhất mà hắn nhận được, Tống Thư Hàng tiểu hữu và Bạch Tôn giả đã kết thúc chuyến thám hiểm cấm địa, cũng mang lão tổ Sở gia trở lại. Nhưng mấy tên không có mắt bên ngoài Sở gia lại đang dục dịch. Vừa hay, bây giờ Vũ Nhu Tử đã tấn thăng cảnh giới tứ phẩm, để Vũ Nhu Tử ra tay giải quyết đám người không có mắt người kia để luyện tay cũng được, thuận tiện cũng để nó chơi vui vẻ. 2 giờ sau, truyền tin tức cao thủ thần bí đã rời khỏi Sở gia cho đám tu sĩ tà đạo kia biết. Linh Điệp Tôn giả âm thầm hạ lệnh cho Điệp Yêu. Đúng vậy, trong những tin tức mà đám tu sĩ tà phái kia tự nhận là đáng tin, có không ít là do thuộc hạ của Linh Điệp Tôn giả cố tình cung cấp cho. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.